Hai người làm nhà xác này đang mặc lại quần áo cho một cái xác chết, nhưng đột nhiên chân của cái xác lại đụng đậy. Người đàn ông còn tưởng mình hoa mắt nên quay ra nhìn người nhà của người đã nghèo này. Lúc người đàn ông cúi xuống kiểm tra thì cái tay lại cựa quậy mạnh hơn. Đây chắc chắn không phải là ảo giác rồi chứ. Ông đã làm ở nhà xác này hơn 20 năm và chưa từng gặp trường hợp nào như thế này. Ông trực tiếp ngất đi luôn, mà cái xác cũng đột nhiên ngồi dậy vươn vai, từ trong miệng nôn ra những chiếc răng gãy. Điều này khiến người nhà bên ngoài phải há miệng trợn mắt. Nhưng do hai người cùng tên cùng họ đã gặp phải tai nạn giao thông. Ông chú béo thì chỉ bị thương nhẹ, nhưng anh nhà giàu thì lại thiệt mạng. Lúc thần chết đến bắt hồn thì lại đưa nhầm linh hồn của ông chú béo đi. Mãi đến khi quay về cõi âm, lúc đang nhập thông tin thì hệ thống lại báo nhầm, lúc này thần chết mới biết mình đã mang nhầm người đi. Thần chết lập tức đưa linh hồn của ông chú quay lại bệnh viện, nhưng thi thể đã bị đưa vào lò hỏa táng. Sao lại nhanh như thế, tôi mới chết được có 8 phút mà. Thần chết cũng cảm thấy có lỗi liền đưa linh hồn của ông chú vào trong cơ thể của anh nhà giàu. Vậy nên bây giờ ông chú mới sống trong cơ thể của anh nhà giàu này. Mặc dù là cùng họ cùng tên nhưng cuộc sống của hai người là hoàn toàn khác nhau. Ông chú vốn dĩ có một cửa tiệm nhỏ ở nhà, nhìn bên ngoài có chút hung dữ nhưng thật ra là một người rất vui tính. Một nhà bốn người của ông chú sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Còn cậu tài phiệt này có năng lực nghề nghiệp vô cùng mạnh, nhưng anh chỉ chú ý tới công việc mà không quan tâm chuyện khác. Anh lạnh lùng, thường xuyên chiến tranh lạnh với vợ, không có chuyện gì làm thì chạy ra ngoài với tình nhân. Nhưng dù có như thế thì vợ anh đối với cái chết của anh cũng vô cùng đau khổ. Ai mà tin được một người đã chết như anh bây giờ lại sống lại, con trai của anh cũng hết hồn, bố mạnh mẽ quá còn có thể sống lại. Bệnh viện nhanh chóng gọi tất cả các y bác sĩ tới kiểm tra. Cả đời làm ở bệnh viện chưa từng gặp qua chuyện kỳ quái như thế này. Vợ của ông chú ở nhà xem tivi và cảm thán tại sao lại không phải là chồng mình. Nhưng mà không biết rằng ở trong cái cơ thể đó chính là chồng mình. Đợi đến khi ông chú tỉnh lại thì phát hiện bản thân mình không có vấn đề gì, lại tưởng đó chỉ là giấc mơ kỳ lạ. Sau đó một người phụ nữ lạ mặt gọi mình là con trai ông chú có chút khó hiểu, cho đến khi nhìn thấy một gương mặt xa lạ ở trong gương, ông chú mới tá hỏa, anh đẹp trai này là ai vậy? Ông chú nắm lấy tay mẹ của anh rồi nói mình không phải là con trai của bà. Sau đó thì điên cuồng móc họng mình, ông thử xem có thể móc linh hồn của mình ra khỏi cơ thể này được không. Bộ dạng điên loạn này khiến bà mẹ tưởng não của con trai hỏng rồi. Bà khóc lóc nói nhất định sẽ chữa lại cho con. Nhưng ông chú chỉ nhớ đến vợ mình, nhanh chóng lấy điện thoại và gọi cho vợ mình. Nhưng vợ chỉ coi ông là một ông chú bị thần kinh. Là anh đây vợ ơi, là anh mà. Nhưng vợ ông lại tức giận sau đó quát tháo, vốn dĩ đã đủ đau lòng rồi, lại còn có người chơi đùa kiểu này. Cơ thể của tôi đã bị hỏa táng rồi nhưng tôi vẫn còn sống mà. Nó nói hỏa táng cái gì cơ? Phu nhân nghe con trai nói hỏa táng cái gì đó thì vô cùng bất lực. Không biết con trai bà tự nhiên nói điên nói khủng cái gì. Huynh Treo vội vội vàng vàng chạy về nhà để chứng minh mình là chồng của John Ha. Ông chú Huynh Treo không ngại mà nói ra những bí mật của vợ. Ông hét lớn nói trên mông của John Ha có vết bớt. John Ha nghe thấy vậy lập tức nổi hết da gà, càng khẳng định ông chính là tên biến thái. John Ha nhặt chiếc xẻng lên muốn đập vỡ đầu ông. Không còn cách nào khác, Huynh Treo đành phải về nhà mới. Nhưng người vợ xa lạ và những đứa con trắng trẻo trước mặt khiến ông vô cùng nhớ nhà. Buổi tối đi ngủ, người vợ đột nhiên phát hiện ra người đàn ông trước mặt không phải chồng mình, bởi vì khi đi ngủ, chồng cô không bao giờ cuộn tròn người như thế và cũng không bao giờ nói chúc ngủ ngon với mình, lúc đi ngủ cũng không bao giờ ngáy. Nhìn một loạt hành động bất thường của người chồng, cô cho rằng sau khi chết đi sống lại, Huynh Treo mất đi ký ức nên đã thay đổi. Cô không biết rằng cơ thể của chồng cô đã được một linh hồn khác thay thế. Ông chú ngủ dậy phát hiện mình vẫn ở trong bộ dạng của người đàn ông xa lạ. Nhận ra chuyện này không phải là một giấc mơ, chỉ có thể âm thầm chấp nhận. Lúc đến phòng ăn phát hiện ra người vợ xa lạ đã chuẩn bị xong bữa sáng. Ông chú dịu dàng nói lời cảm ơn với Hye-jin, điều này khiến cô lại rất bất ngờ. Cô ngây người nói với chồng ăn xong để bát đũa sang một bên là được, tối nay sau khi tan làm mình sẽ rửa. Nhưng ông chú lại nói cô ngày nào cũng phải dậy sớm đi làm, buổi tối phải về làm việc nhà rất vất vả rồi, để ông ăn xong tự rửa là được rồi. Hye-jin cũng không để tâm quay người chuẩn bị đi làm, không ngờ ông chú lại chủ động hỏi cô đã ăn sáng chưa. Cô rất khó tin nhìn người chồng, chưa ăn thì nhất định phải mua đồ ăn sáng ăn nhé. Suốt nhiều năm qua đây là lần đầu tiên người chồng quan tâm mình. Nhìn thấy người chồng ăn xong liền đem chén bát đi rửa, người chồng thực sự đã biến thành người khác. Ông chú mất đi thể xác đi đến quán ăn mà mình và vợ cùng kinh doanh. Trước khi ông xảy ra chuyện, hai vợ chồng đi vay tiền định mua lại quán ăn mà mình phải thuê bấy lâu nay, nhưng lại được biết mình có nhiều khoản vay mà bản thân không biết. Lúc ông mang tài liệu đã chuẩn bị đến ngân hàng để nói rõ tình hình thì trên đường lại xảy ra tai nạn. Quán ăn ngày xưa kinh doanh tốt như thế nào, bây giờ lại vắng vẻ như vậy. Anh biết người nhà căn bản không có năng lực trả hết số nợ đó, lại càng không thể trả hết số nợ vay mua lại cửa hàng. Lúc anh không biết làm như thế nào, mẹ của anh lại gọi điện đến. Ông chú rất xin lỗi nói rõ nguyên do với phu nhân và hy vọng bà có thể cho mình vay một khoản tiền. Không ngờ phu nhân không nói gì liền đưa cho anh 1 tỷ. Ông chú vô cùng cảm kích phu nhân giúp đỡ mình mà không biết rằng phu nhân chỉ đang hiểu nhầm, cho rằng con trai mình mất trí nhớ. Sau đó Huynh Treo liền giả vờ mình là người chuyển phát nhanh đưa đồ đến tay người vợ John Ha. Thấy vợ thuận lợi cầm tiền mang vào, ông cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm. Lúc John Ha mở hộp chuyển phát nhanh ra lại không ngờ bên trong có đầy tiền và một bức thư. Ông chú giả làm người bạn tốt của mình trả lại tiền dưới danh nghĩa trả nợ, còn viết cách thức liên lạc của mình ở trên đó nữa. Nói rằng dù có bất cứ khó khăn nào đều có thể đến tìm mình giúp đỡ. Cứ thế ông chú ở ngoài cửa nhà ngồi từ sáng đến tối đêm thì nhận được tin nhắn con gái cảm ơn, phút chốc ông chú khóc không thành lời.
Ông chú thất thần quay trở về ngôi nhà xa lạ lại đột nhiên nhận được điện thoại của một người phụ nữ. Đối phương vừa mở miệng đã kêu anh yêu à, em nhớ anh quá trời. Không phải chứ, người chủ của cơ thể này lại ngoại tình. Là tình nhân của anh sao? Đến cả chuyện này anh cũng quên rồi hay sao? Điều khiến ông không ngờ đó là người vợ của cơ thể này cũng đã biết chuyện. Hejin cũng đang chuẩn bị giấy tờ để ly hôn. Cô nói sau khi ông chú khôi phục trí nhớ thì sẽ nói tiếp. Huyên Treo không biết gì, quyết định đi điều tra rõ ràng. Nhưng cửa vừa mở, người phụ nữ bên trong đã kéo anh vào phòng không nói lời nào liền lao đến ôm anh. Dọa cho ông chú vốn chẳng biết chuyện gì lập tức phản ứng lại đẩy người phụ nữ ra. Ông nhanh chóng nhận ra quan hệ của hai người không hề đơn giản, nhìn người phụ nữ như hổ này lập tức mở cửa rồi rời đi. Vừa ra ngoài đã chửi Huyên Treo ở nhà đã có một người vợ xinh đẹp thì không cần lại còn ngoại tình ở bên ngoài nữa. Ông chú về đến nhà đúng lúc gặp Hejin đang nấu ăn trong bếp, ông áy náy trốn phía sau tường. Đợi đến lúc Hejin đưa thuốc cho ông xong chuẩn bị rời đi, ông chú đột nhiên gọi cô lại xin lỗi vì đã có người phụ nữ khác đã khiến cô bị tổn thương. Nghe thấy lời như vậy, Hejin phút chốc mắt đỏ hoe, nước mắt không nhịn được trào ra. Ngày hôm sau ông chú lén lút đi về nhà mình, nhìn bức ảnh cả nhà treo trên tường phòng khách sống mũi ông chú có chút cay cay. Ông bắt đầu lục tìm đồ trong tủ ở nhà, cuối cùng ông cũng tìm được đồ lót của mình. Lúc John Ha quay về nhà lại phát hiện quần lót của chồng mình biến mất rồi, điều này khiến bà cảm thấy kỳ lạ. Những đồ đáng giá trong nhà thì không mất, tên trộm lại chỉ trộm đồ lót của chồng mình. Mà Hejin vừa tắm xong trùng hợp phát hiện trong tủ quần áo những đồ mà ông chú mang về. Nhìn hàng chục chiếc quần lót đủ màu sắc, hơn nữa còn là size khổ lớn, cô liền tìm người chồng hỏi, bởi vì cái đó vốn không thể là của anh ấy. Huyên Treo không biết giải thích thế nào liền nói chỉ là muốn đổi phong cách, đây là tự do của anh, rồi ôm gọn đống quần lót đó chạy mất. Điều này khiến Hejin cảm thấy vừa cạn lời vừa kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ hơn, buổi tối Hejin đưa thuốc đến cho chồng, đặt món dứa yêu thích của chồng ở bên cạnh nhưng ông chú nhìn cũng không thèm nhìn. Hejin không nhịn được lại hỏi tại sao không ăn một miếng, nhưng ông chú lại nói mình không thích ăn. Câu nói này phút chốc thu hút sự chú ý của Hejin, anh không phải là Song Huyên Treo. Ông chú nghe vậy vội nói lắp bắp, nhưng Hejin lại nghĩ chồng mình có thể chết đi sống lại, đây có thể là hậu di chứng để lại. Người chồng bây giờ cũng không có gì không tốt. Thấy người vợ quay người rời đi, ông chú thở phào nhẹ nhõm, khó khăn lắm mới trốn được Hejin, nhưng sau đó ông chú phải bắt đầu đến ngân hàng làm việc. Điều này khiến ông chú khó xử rồi, người chỉ biết nấu ăn không biết cái gì cả, làm giám đốc ngân hàng thì sẽ làm thế nào nhỉ? Nhưng ông vừa bước chân vào ngân hàng đã bị nhân viên nhận ra, ông chỉ đành cúi đầu chào một loạt nhân viên. Cảnh này khiến tất cả mọi người bất ngờ, đối diện với sự chúc mừng của cấp dưới ông lại cúi đầu 90 độ đáp lại. Điều này khiến cấp dưới rất hoang mang, hai người cứ ở trong phòng làm việc diễn trò gà mổ thóc. Khó khăn lắm mới khiến người đàn ông đó ra ngoài. Một người phụ nữ đột nhiên xông vào, nhìn cẩn thận lại chính là người phụ nữ hẹn anh ở khách sạn hôm đó. Người phụ nữ hai hôm trước còn nhiệt tình mãnh liệt yêu đương với ông chú, không ngờ lại là cấp dưới của mình. Điều này khiến Huyên Treo rất ngại ngùng, cũng may vào lúc quan trọng có người gõ cửa đi vào. Người phụ nữ đó mới rời đi, nhưng càng khiến ông chú đau đầu hơn chính là ông không biết chút gì về ngân hàng cả. Điều khiến ông không ngờ đến, khoảnh khắc ông lật mở quyển sách đại não lại tự động bắt đầu đọc hiểu những nội dung trong đó. Những kiến thức và công thức trong sách lại đột nhiên được ông chú tiếp thu dễ dàng. Điều này dọa sợ ông chú, chẳng nhẽ linh hồn của mình tuy đã chiếm được cơ thể của Huyên Treo nhưng đại não vẫn kế thừa ký ức của anh ta. Lúc này cấp dưới đột nhiên bước vào thông báo rằng anh có cuộc hội nghị trực tuyến nước ngoài cần phải tham gia. Bản thân ông chú không biết ngoại ngữ, điện thoại gọi đến ông cẩn thận nhận lấy điện thoại, nghe đối phương bắn một tràng tiếng Anh lưu loát phút chốc không biết phải nên làm như thế nào. Nghe được một lúc thì phát hiện ra dường như ông cũng có chút nghe hiểu những điều đối phương nói. Lúc phản ứng theo bản năng cũng buột miệng nói ra tiếng Anh, điều này dọa ông sợ đến thất kinh. Khó khăn lắm mới tan làm nhưng nhìn thấy mọi người chưa có ai rời đi thế là lại hỏi cấp dưới lúc tan làm thì nên xin phép ai. Điều này phút chốc khiến mọi người ở đây đều ngây người ra, cũng may có người bạn biết danh tính thật của ông ở bên lập tức nhắc nhở. Ông chú mới nhận ra mình là người có quyền quản lý cao nhất ở ngân hàng này, thế là vừa đi vừa cúi người rời khỏi. Điều này khiến cấp dưới hàng ngày phải nhìn bộ dạng ngạo mạn của Huyên Treo đều cảm thấy ông biến thành người khác. Huyên Treo tan làm lập tức đến nhà sách, muốn dựa vào bộ não thông minh của Huyên Treo bổ sung một chút kiến thức công việc. Thần chết nhận thấy không thể để tình hình này tiếp tục diễn ra nữa liền tìm cấp trên giúp đỡ. Nhìn thằng nhóc trước mặt còn bé tuổi hơn mình, thần chết có chút khinh thường nhưng nhìn những hành động của đối phương sau đó khiến thần chết cũng phải sốc. Cấp trên nói rằng mình có thể biến thành hai vạn kiểu người khác nhau, còn khinh bỉ nhìn thần chết nói rằng vì thần chết làm việc không tốt nên cấp trên mới phái mình đến đây. Còn nói sẽ giúp ông chú trở về đúng hướng ban đầu. Nghe đến đây thái độ của thần chết mới thay đổi 180 độ lập tức xin lỗi đối phương, sau đó hai người lập tức xuất phát tìm đến ông chú ở trong thư viện học bài. Thần chết thấy ông chú có thể hiểu được tiếng Anh cảm thấy rất bất ngờ nhưng cấp trên mau lại nói chuyện này. Không có gì lạ cả bởi vì ông chú chỉ là linh hồn nhập vào cơ thể của Huyên Treo còn cơ thể thì không thay đổi gì. Mà bộ não cũng là một trong những bộ phận trong đó, ký ức sẽ vì thay đổi linh hồn mà biến mất nhưng thiên phú và bản năng của cơ thể lại chẳng có ảnh hưởng gì. Nói xong liền búng tay một cái bỗng biến thành một mỹ nữ thân hình đầy nóng bỏng. Sau đó uyển chuyển bước qua trước mặt Huyên Treo. Hai mắt Huyên Treo dính chặt lên người mỹ nữ không buông, thần chết thấy vậy thì ngơ ngác vô cùng. Anh không ngờ thể xác Huyên Treo mang linh hồn ông chú thật thà chất phác cũng không quên được bản tính của mình, hai mắt lúc nào cũng nhìn lén mau. Dù là phản ứng bản năng của cơ thể Huyên Treo hay là bản chất của linh hồn ông chú cứ hễ nhìn thấy mỹ nữ là bất động ngay.
Điều này khiến Mao cảm thấy lo lắng về vấn đề trở về chốn riêng của ông chú trong tương lai, bởi vì vợ của Huynh Treo rất đẹp không thể đảm bảo trong tương lai ông chú có thể bằng lòng ngoan ngoãn trở về bên cạnh vợ của mình. Tối đó khi ông chú về đến nhà, Hye-jin đã làm xong bữa tối chờ anh về. Ông chú bỗng nhiên hỏi Hye-jin quen biết mình như thế nào. Hye-jin ngại ngùng cười nhưng cô không trả lời rõ ràng. Ông chú bỗng nhiên cũng hiểu ra, ý tứ là cô xinh đẹp như vậy chắc chắn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, theo đuổi đến cùng rồi. Hye-jin nghe thấy chồng nói vậy cảm thấy rất bất ngờ, trong lòng bỗng cảm động một cách kỳ lạ. Ông chú nằm trên giường hai mắt đã sắp sụp lại vì buồn ngủ, quay đầu nhìn thì lại không thấy Hye-jin trong phòng, liền đi ra ngoài phòng khách thì nhìn thấy cô ấy đang đứng bên ngoài đó một mình. Hỏi ra mới biết là con trai ra ngoài đi tìm kho báu nhưng vẫn chưa về nhà. Cứ tưởng rằng chồng sẽ tức giận trách móc mình, nào ngờ ông chú nghe thấy thế ngược lại lại bật cười và an ủi Hye-jin. Ông nói rằng con trai ở tuổi này đang là lúc nghịch ngợm, bảo cô không cần lo lắng quá. Hye-jin nghe vậy thì thấy rất bất ngờ, vốn dĩ theo tính của chồng cô đáng nhẽ đã nổi cơn giận trách mắng cô mới đúng. Cô không nhịn được mà hỏi chồng, nhưng ông chú vốn không hiểu cách giải quyết chuyện của Huynh Treo tại sao phải nổi nóng chứ. Chăm sóc con cái vốn không phải là chuyện của một mình người mẹ mà. Câu nói này khiến Hye-jin bỗng nhiên có cảm giác muốn nương tựa vào chồng. Hye-jin lo lắng cho con trai cả đêm nên đã ngủ quên trên ghế sofa. Khi ông chú tỉnh dậy thấy vậy liền lấy chăn trên giường nhẹ nhàng đắp lên cho cô. Ông không biết Hye-jin đã tỉnh lại từ lâu. Ông chú đến công ty từ rất sớm thì bỗng nhiên lại bị cảnh sát tìm tới cửa. Sau khi tìm hiểu mới biết chuyện vay ngân hàng khi đó của mình có liên quan đến Huynh Treo, ông lập tức xông đến đại sảnh. Sau khi so sánh mới phát hiện ngân hàng không vay được ngay từ đầu chính là ngân hàng này. Rõ ràng anh chưa từng vay tiền nhưng lại có bản ghi chép vay số tiền khổng lồ. Lúc này ông đang tranh biện với nhân viên ở đó, nhớ lại lúc đó còn bị Huynh Treo sỉ nhục một cách dã man. Bản thân ông lúc đó thì đang trên đường đến ngân hàng nộp tài liệu chứng minh thì gặp phải tai nạn. Ông liền đi vào nhà vệ sinh, nhìn kỹ lại người trong gương và nhớ kỹ lại càng chắc chắn rằng người lúc đó chính là Huynh Treo. Ông chú vô cùng tức giận, tại sao lúc đó Huynh Treo lại không tin tưởng mình rồi đập mạnh tay vào gương đến nỗi vỡ vụn. Sau khi bình tĩnh lại, ông chú nắm chặt nắm đấm quay về phòng làm việc nói với cảnh sát rằng người bị hại bị oan, bảo anh ta không cần phải điều tra thêm nữa, bản thân mình sẽ hoàn toàn hợp tác, phải trừng phạt tất cả những người làm hại ông chú. Người đàn ông đang chạy với tốc độ nhanh nhất trên máy chạy bộ, cho dù là đứng không vững vẫn không chịu dừng lại rồi lại điên cuồng phát tiết lên thiết bị tập thể dục, suýt chút nữa là làm hỏng chiếc máy. Mà lý do ông làm như vậy chỉ là muốn vắt kiệt cơ thể này. Sau khi điều tra, ông chú biết được khoản vay vô căn cứ dưới danh tính của mình kia chính là do Huynh Treo làm. Ông chú bỗng cảm thấy hận cái cơ thể mà linh hồn mình đang chiếm giữ này. Ông như phát điên hủy hoại bản thân mình khiến người hướng dẫn bên cạnh cũng phát ngốc theo. Tối đó ông chú về nhà trong tình trạng say xỉn mà Hye-jin thì vẫn lo lắng cho chuyện của con trai. Nhìn chồng uống say nằm trên sofa, cô thầm thở dài một cái. Sáng sớm hôm sau ông chú nhìn thấy tủ đồ toàn là quần áo của Huynh Treo, ông tức giận giật hết quần áo rồi ném xuống đất. Hye-jin đi vào nhìn đống bừa bãi dưới sàn, cô không nhịn được mà trách cứ chồng, con trai đã hai ngày không về rồi nhưng người làm bố như anh không những chẳng lo lắng gì mà còn làm loạn cả nhà lên. Ông chú hét to lên cắt ngang lời cô nói, ông tức giận nói ra chuyện linh hồn mình chuyển sang thể xác của chồng cô vào ngày xảy ra tai nạn hôm đó, đồng thời lớn tiếng chỉ trích là vì chồng cô nên mới khiến bản thân mình gặp tai nạn. Ông nói với Hye-jin rằng mình hận thân xác này. Hye-jin vô cùng ngỡ ngàng. Ông chú đến ngân hàng với tâm trạng vô cùng tồi tệ, phó giám đốc đi vào còn tưởng rằng giám đốc sau khi mất trí nhớ đang phát sầu vì chuyện công việc, liền nhắc anh rằng trong máy tính đều có tài liệu video ghi lại về cuộc họp thường niên lần trước, đề nghị anh có thể xem lại, có lẽ có thể giúp được cho anh chuyện phục hồi lại trí nhớ. Nhưng khi anh xem lại video, trong đầu bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng vừa xa lạ vừa quen thuộc. Trong ký ức, Huynh Treo đã dùng những lời nhục mạ ông chú, còn sai nhân viên đuổi ông đi. Sau đó còn cả cuộc nói chuyện của Huynh Treo và cấp dưới, dọa Huynh Treo một trận. Bởi vì đây vốn dĩ không thuộc về ký ức của anh, cả người anh bắt đầu run rẩy. Sau khi bình tĩnh lại, anh lấy chứng minh thư của hai người trong ví ra, bỗng nhiên hiểu ra một chuyện rất đáng sợ, linh hồn của Huynh Treo có thể sẽ quay trở về. Tối đó ông chú ngồi mãi trong công viên không dám về nhà. Hye-jin vừa đi làm về thì nhìn thấy ông, cô đi đến hỏi ông sao không về nhà. Ông chú nhìn Hye-jin không nói lên lời, mãi sau đó mới nói hy vọng Hye-jin giúp anh tìm lại ký ức. Nhìn dáng vẻ của chồng bây giờ, lại nhớ lại cảnh chồng bỗng nhiên phát hỏa sáng nay, cô lầm tưởng rằng chồng mình sau khi mất đi ký ức vì xử lý quá nhiều công việc nên áp lực. Quay về nhà, Hye-jin bưng bát thuốc lên cho chồng và cả dứa bảo anh ăn thử thứ mà mình thích ăn trước đây. Cô còn cổ vũ chồng nhất định sẽ tìm lại được ký ức. Mới sáng sớm ông chú đã bắt đầu bận rộn trong phòng bếp giao pháp điều luyện, đúng lúc bị Hye-jin vừa ra khỏi cửa phòng nhìn thấy khiến cô rất ngạc nhiên. Lúc này cậu con trai bỏ nhà hai ngày bỗng nhiên quay về nhà, Hye-jin liền chạy đến dạy dỗ một trận. Ông chú thấy vậy liền chạy qua ôm con vào lòng khiến thằng bé rất ngạc nhiên. Rõ ràng trước kia bố cậu rất nghiêm khắc với cậu, không hề nói chuyện nhẹ nhàng với mẹ như thế, hơn nữa còn nấu cơm rất ngon. Cậu vừa cảm thấy ngạc nhiên và cũng rất vui vẻ, hai bố con vừa nói chuyện vừa cười. Ông chú lật xem album ảnh của con trai, dáng vẻ lúc nhỏ vô cùng quen thuộc, nhưng bỗng nhiên linh hồn ông chú lại bắt đầu thường xuyên biến động khiến ông chú rất bất an. Sáng hôm sau anh chủ động lấy thân phận là bạn tốt của mình hẹn gặp vợ. Khi John Hai nhìn thấy Huynh Treo thì vô cùng kinh ngạc. Cô nhớ rõ người này chính là người mặc áo bệnh nhân đứng trước cửa nhà hét gọi cô là vợ mình. Mặc dù rất nghi hoặc nhưng vì phép lịch sự cô vẫn cố bình tĩnh lại. Nhìn người vợ mà mình ngày nhớ đêm mong, ông chú rất xúc động, vừa liếc mắt đã nhìn ra vợ đã đổi kiểu tóc mới, không nhịn được mà khen vợ đáng yêu. Nhưng trong mắt John Hai lại nhìn anh giống như một kẻ biến thái,
Cô không nhịn được mà hỏi tại sao lúc đó lại mặc quần áo bệnh nhân chạy đến nhà của mình, còn gọi tên cô không ngừng. Ông chú thấy vợ như vậy rất muốn nói ra sự thật nhưng lại sợ vợ nhất thời không chấp nhận được liền nói dối rằng lúc đó mình đang tiếp nhận trị liệu tinh thần không minh mẫn nên đã chạy loạn ra ngoài. Khi John Ha nghe vậy liền coi anh là một kẻ bị bệnh tâm thần, ông chú vẫn rất chân thành nói biết tin bạn tốt qua đời là một đả kích rất lớn với ông. Ông nói rằng mình và chồng của John Ha có mối quan hệ rất tốt nhưng John Ha lại nói mình và chồng bên nhau từ rất sớm nên cô đã quen hết bạn bè tốt của chồng. Nhưng nhiều năm nay cô lại không hề có chút ấn tượng nào với anh. Ông chú chỉ có thể viện cớ rằng khi đó mình mua chung vé số với chồng John Ha, nhưng sau khi chúng giải thì anh cũng tiền đi mất, bao nhiêu năm nay vẫn cảm thấy có lỗi với ông. Đến khi biết tin anh em qua đời thì vô cùng hối hận nên muốn trả tiền. Cuối cùng thì nghi ngờ trong lòng John Ha cũng được giải đáp. Đột nhiên ông chú lại hỏi vợ có nhớ chồng của mình không? John Ha nói đương nhiên là rất nhớ rồi, ông chú nghe vậy liền buột miệng nói anh cũng rất nhớ em. Nói xong mới nhớ ra bây giờ mình đang là huyên treo vội vàng xin lỗi John Ha. John Ha nhắc nhở anh vẫn nên uống thuốc đúng giờ không được từ bỏ trị liệu. Lúc rời đi một chiếc xe buýt đi ngang qua bọn họ, ông chú vội vàng bảo vệ vợ ra đằng sau, càng khiến John Ha tưởng rằng bệnh của ông chú vẫn chưa khỏi. Biết tin anh vẫn đang làm trong ngân hàng thì lại lo lắng não anh không tốt tính tiền sai sót thì sao. Nhưng ông chú lại thành thật nói rằng mình không động vào tiền, ngân hàng đều có máy móc xử lý hết rồi. Cảnh này bị bạn tốt của Huyên Treo nhìn thấy. Dapol biết thân phận thật sự của Huyên Treo liền kể chuyện này cho phu nhân. Biết tin con trai không cần vợ ở nhà lại thích phụ nữ nông dân, phu nhân tức giận suýt phát bệnh tim. Tối đó liền chạy đến nhà John Ha, nhưng khi chuẩn bị nhắc đến chuyện về Huyên Treo thì ma xui quỷ khiến thế nào lại bỗng nhảy nhót cả lên. Thần chết và mau ngồi trên bậc cầu thang nhìn thấy tất cả bất lực nói với nhau, nhất định không được để hai người đó gặp mặt. Thấy phu nhân khùng điên như vậy, John Ha còn tưởng rằng là bệnh di truyền của gia đình, cô bị dọa sợ chạy thẳng vào trong nhà đóng chặt cửa lại. Sau khi hai người kia đi, phu nhân mới trở lại bình thường. Mặc dù bà ta không biết mình đã làm gì nhưng xem ra không tìm ra được bước đột phá gì ở chỗ John Ha. Bà ta liền đến ngân hàng tìm con trai bảo anh từ bỏ công việc ở ngân hàng an tâm ở nhà. Dù sao trong nhà có nhiều công ty như thế, lúc bố anh qua đời còn để lại cho 2,5 tỷ đô la Mỹ. Ra đường không phải ngồi xe buýt vì sợ sẽ xảy ra tai nạn nữa mà hãy mua một chiếc xe sang nhất, đắt nhất, chắc chắn nhất mà đi. Câu nói của phu nhân khiến ông chú vô cùng kinh ngạc, anh không biết mình có nhiều tiền như vậy. Sau đó phu nhân liền hỏi ông chú qua lại với John Ha từ lúc nào, còn kích động nói nếu để Hezin biết thì phải làm sao. Ông chú rất ngạc nhiên tại sao phu nhân lại biết chuyện của John Ha, ngay sau đó phu nhân liền mắng anh một trận, trách mắng anh có nhà không về, ngày nào cũng chạy đến chỗ nhân tình. Bà nói đàn ông có tiền đều chẳng phải loại tốt đẹp gì. Huyên Treo nghe vậy thì giải thích rằng mình cũng đã có con rồi. Phu nhân bị chọc tức suýt nữa là đi gặp tổ tiên ngay tại chỗ. Mà John Ha lúc này thì có hẹn với cảnh sát ở ngân hàng, nhưng bạn tốt của Huyên Treo là Dapol tưởng rằng John Ha đến dây dưa với Huyên Treo liền viện cớ đuổi John Ha đi. Nhưng John Ha liếc nhìn bảng tên của Dapol thì liền thắc mắc tại sao tên của anh ta và Huyên Treo lại giống hệt nhau. Đúng lúc này ông chú nhìn thấy John Ha cũng ở đây, ông chú gặp được vợ thì vui vẻ vô cùng. Cảnh sát cũng đi tới nói muốn tìm John Ha nói chuyện, thế là cả ba vào trong văn phòng ngồi. John Ha vô tình phát hiện tên chồng mình và Huyên Treo giống nhau liền hỏi ông chú tại sao lại mạo danh tên người khác lúc gặp cô. Ông chú nói sợ trùng tên sẽ khiến John Ha nhớ đến chồng mình. Anh cảnh sát ngồi bên cạnh cảm thấy rất kỳ lạ hỏi ông chú tại sao không tiết lộ mối quan hệ của mình với ông chú trong lần điều tra trước đó. Ông chú bỗng nhiên không biết phải giải thích như thế nào. Sau đó nói bởi vì đã trả hết nợ nên không còn đề cập thêm nữa, nhưng điều đó vẫn khiến cảnh sát nghi ngờ. Đồng thời lúc này Dapol cũng nói chuyện với John Ha đến tìm Huyên Treo cho phu nhân biết. Phu nhân quyết định đi gặp người phụ nữ này một lần nữa. Bà ta dùng thân phận khách hàng gọi điện cho John Ha. John Ha đồng ý một cách thoải mái nhưng khi đến gặp thì phát hiện là bà cô nhảy nhót trước cửa nhà mình hôm đó. Phu nhân không vòng vo hỏi thẳng John Ha con gái cô bao nhiêu tuổi. John Ha cảm thấy rất kỳ lạ nhưng vẫn nói với phu nhân rằng con gái đang học cấp 2. Phu nhân nghe vậy thì rất sốc khi thấy cô bé và cháu trai đích tôn của mình bằng tuổi nhau, liền hiểu lầm rằng con trai đã ở bên cạnh John Ha trong đêm tân hôn. Bà cảm thấy con trai đúng là cha nam đích thực, sau đó vội vàng xin lỗi John Ha nói rằng bao nhiêu năm nay khiến cô khổ sở rồi. John Ha ngơ ngác không biết tại sao, sau đó phu nhân lại nói muốn được gặp con gái của John Ha. Bà cảm thấy cô bé bao nhiêu năm nay không có được sự yêu thương của bố thật là đáng thương. Đúng lúc quan trọng thần chết ngồi bên cạnh vội vàng búng tay. Ngay sau đó phu nhân lại bắt đầu nhảy nhót làm John Ha tưởng rằng phu nhân lại tái phát bệnh vội vàng bỏ chạy, mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến. Thần chết cảm thấy rất có lỗi, cúi người xin lỗi phu nhân rồi chuồn mất. Ông chú biết tin liền trách cứ Dapol tại sao lại nói chuyện này cho phu nhân biết. Mà Dapol nói không nghĩ tới lần này Huyên Treo thay đổi khẩu vị thích người phụ nữ quê mùa đó. Sau đó Dapol hỏi ông chú quen cô ấy trong hoàn cảnh nào, có phải là cô gái ở công ty chứng khoán trước đây không? Ông chú nói cho Dapol biết cô gái đó không phải họ Nô mà là họ Go. Dapol nghe thấy kinh ngạc hỏi hắn có phải Huyên Treo đã nhớ lại. Lúc này ông chú cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hôm nay Sung Mo giám đốc siêu thị lại mời Hezin ăn cơm. Anh có cảm tình với cô và bày tỏ rằng thích ăn những đồ ăn ngon với người mình thích là điều hạnh phúc nhất. Hezin nghe xong vô cùng đăm chiêu. Trên đường trở về công ty Sung Mo hỏi mối quan hệ của cô với chồng như thế nào. Anh nói rằng nhiều cặp vợ chồng bây giờ ngay cả khi mối quan hệ không tốt vẫn sẽ sống cùng nhau. Hezin liền nói hôn nhân không thể dùng mỗi việc quan hệ có tốt hay không để nói. Sung Mo nói mình cũng đã ly hôn bởi vì lúc trước ở bên nhau cũng không phải vì tình yêu. Cha của ông chú làm việc trong công trường vô tình dẫm lên ống sắt,
Ngay khi ông sắp rơi xuống, thần chết liền ra tay trợ giúp cứu cha của ông chú một mạng. John Ha tra cứu tư liệu bảo hiểm của Winchell, phát hiện ra rằng ông đã nhận được tiền bảo hiểm xe hơi vào ngày xảy ra tai nạn. Vậy là cùng ngày với chồng bị tai nạn giao thông, John Ha vô cùng choáng váng. Bà cảm thấy tất cả mọi thứ là quá trùng hợp ngẫu nhiên. Cô tình nhân nhận được một tin nhắn từ người đàn ông bí ẩn nói rằng cảnh sát và John Ha đang tìm hiểu các khoản vay, còn Winchell cũng bắt đầu điều tra các vấn đề cho vay. Cô tình nhân vội vàng đến văn phòng tìm ông chú và bảo ông chú đừng kiểm tra các khoản vay nữa, còn nói rằng cảnh sát đã đang điều tra rồi, nếu anh ta cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ thân bại danh liệt. Ông chú hỏi hắn làm sao biết cảnh sát đang điều tra ông ta. Cô tình nhân không biết nên trả lời như thế nào. Đúng lúc này, cấp dưới cầm tư liệu đi tới. Ông chú nhờ cấp dưới hỗ trợ điều tra chi tiết, ghi chép lại khoản vay của mình. Hóa ra khoản vay đã được trả hết và thời gian trả nợ lại là ngày tai nạn xe xảy ra phải nhập viện. Còn người phụ trách cho vay tên là Song Jun ở một chi nhánh khác. Khi ông chú gọi điện thoại tới tìm Song Jun thì được biết đã người tên Song Jun đó đã nghỉ phép từ 6 tháng trước. Ngày hôm sau, chủ tịch mang theo hai giáo viên phụ đạo cho ông chú, còn nói tối mai sẽ hẹn chủ tịch Lee uống rượu chúc mừng ông được xuất viện. Thái độ khiêm tốn của ông chú cũng khiến chủ tịch cảm thấy rất kỳ quái. Ngay trước khi chủ tịch rời đi, phó giám đốc Ha liền thấy sự khác thường của cô tình nhân. Khi hết giờ làm việc, phó giám đốc Ha đi vào thấy ông chú vẫn còn ngồi đó suy ngẫm. Biết là ông đau đầu vì mất trí nhớ nên đã nói ông chí chuyện trước kia Winchell đều ghi lại những cuộc họp hàng tháng trong công ty. Nói ông chú có thể xem lại biết đâu sẽ khôi phục trí nhớ. Vì vậy, ông chú bắt đầu xem xét các video. Winchell trong video làm việc rất nghiêm túc. Lúc này trong đầu lại xuất hiện hình ảnh ký ức của Winchell. Lúc này Winchell đang sỉ nhục ông chú và đuổi ông chú đi. Sau đó, ông lấy ra giấy tờ tùy thân của hai người đàn ông, trong lòng đang suy nghĩ đây không phải là ký ức của ông. Đột nhiên cảm thấy rất đáng sợ, ngay cả chứng minh thư ông cũng không cầm được. Chẳng lẽ linh hồn của Winchell sẽ trở lại sao? Đúng lúc này John Ha gọi điện thoại cho ông chú và yêu cầu số chứng minh thư để giúp ông chú lập kế hoạch. Ông chú theo thói quen lại đọc số chứng minh thư của ông, điều này làm John Ha chấn động hỏi ông chú chính xác là ai. Ông chú vội vàng cúp điện thoại, John Ha không thể không hoài nghi thân phận của hắn một lần nữa. Ông chú bảo cô tình nhân đến văn phòng, sau đó hỏi cô ta ngoại trừ khoản vay của mình làm giả giấy tờ cho ai nữa không. Cô tình nhân lựa chọn giấu giếm ông chú. Ông chú liền nói mình là người coi trọng danh dự, chẳng lẽ vì 200 triệu kia lại làm chuyện nguy hiểm như vậy. Cô tình nhân vẫn im lặng không trả lời. Ông chú liền nói coi như ông tìm lại trí nhớ chắc cô tình nhân cũng không sao cả đúng không. Cô tình nhân trả lời rằng anh cứ tìm hiểu. Ông chú liền nói cô ra khỏi phòng, vẻ mặt của ông chú lập tức trở lại bình thường. Hóa ra ông chú đang học theo lời nói và hành động của Winchell. Ông chú hy vọng rằng có thể điều tra sự thật của việc tham ô công quỹ. Sau đó Dapol đến nói muốn đưa ông chú đi gặp chủ tịch. Ông chú lại nói với Dapol cả ông chú và Winchell đều bị đổ oan rồi. Dapol nói ông chú lại đang phát bệnh. Khi ông chú đến bữa tiệc của chủ tịch gặp chủ tịch Lee, trong đầu ông chú lại hiện ra ký ức trước kia của Winchell. Sau đó, qua cuộc trò chuyện của họ, ông chú biết được trước kia Winchell vi phạm quy định để giúp chủ tịch Lee giải quyết vấn đề tài chính và chủ tịch Lee đã đồng ý giới thiệu nghị viên Sung-gu cho Winchell. Ông chú lúc này mới biết Winchell là một người đàn ông rất tham vọng. Buổi tối Sung Mo đưa Hye-jin về nhà, sau đó ở trong xe anh thăm dò thổ lộ với cô nhưng Hye-jin dứt khoát cự tuyệt anh. Vì vậy, khi cô xuống xe, Sung Mo ngồi trong xe vẫn quyết tâm không dễ dàng buông bỏ như vậy. Hye-jin đi tới trước nhà phát hiện ông chú đang ngồi trong vườn hoa. Hye-jin đi đến hỏi ông đang làm gì ở đây. Ông chú đáng thương nói với cô hãy giúp ông với. Lúc này cô tình nhân đang nói chuyện với người bí ẩn. Cô ta nói nếu Winchell tìm lại ký ức vậy thì họ sẽ xong đời. Cô tình nhân muốn từ chức để trốn ra nước ngoài nhưng đối phương tỏ vẻ không đồng ý, bảo cô ta lo cho xong việc trước. Ông chú nói với Hye-jin ông muốn tìm lại ký ức và hy vọng Hye-jin có thể giúp ông ta. Hye-jin nói ông đã thay đổi rất nhiều và hỏi ông ta nếu không có tình cảm với đứa trẻ tại sao lại bênh vực và hiểu rõ về con gái của người khác ở trường mà không quan tâm con trai của mình. Ông chú nói cô bé đó vừa mới mất bố trong thời gian gần đây nên ông cảm thấy cô bé đó đáng thương vì vậy mới quan tâm đến cô bé. Sau đó ông chú hỏi cô có thực sự muốn ly hôn anh ta không. Hye-jin gật đầu nói Winchell cũng không thích mình, sau đó cô đi về nhà. Tất cả những điều này lại bị Sung Mo nhìn thấy. Sau khi về đến nhà, Hye-jin bê thuốc đông y vào cho ông chú và hỏi ông tại sao không ăn dứa. Vì thế ông chú bắt đầu chấp nhận ăn dứa. Hye-jin bảo ông không cần vội vàng, cô sẽ cùng anh tìm lại ký ức. Sau đó Hye-jin đưa cho ông chú một đĩa CD nói rằng đây là đĩa nhạc khi hai người gặp nhau tại một cửa hàng thu âm. Đó là quà tặng của Winchell dành cho cô. Ông chú mở đĩa nhạc lên, Hye-jin ở bên ngoài thư phòng nghe nhạc nhớ lại cảnh họ gặp nhau lần đầu tiên. Khi Hye-jin đến phòng con trai để nói chuyện thì phát hiện con trai lại bỏ nhà đi. Thì ra con trai cùng các bạn cùng lớp đang đi tới nơi mà lần trước họ đã gặp thần chết, muốn xác nhận lại xem có phải là ảo giác hay không. Hye-jin nói với ông chú con trai lại bỏ nhà đi, ông chú lại nói con trai đều như thế không cần lo lắng. Nhưng Hye-jin vô cùng tức giận liền trách cứ ông chú một trận. Cũng bởi vì con trai có thành tích học tập không tốt còn cô con gái vẫn luôn đứng đầu nên Winchell đã lấy điều đó ra đối xử khác biệt với hai anh em họ, dẫn đến cậu con trai mới nổi loạn như hiện nay. Ông chú nghe xong không hề tức giận mà ngược lại xin lỗi Hye-jin, đôi mắt Hye-jin rưng rưng. Ông chú nói cậu con trai do ông làm tổn thương, vậy hãy để ông chữa lành. Hye-jin cảm thấy rất bất ngờ trước thái độ của chồng mình liền nói rằng mình quá nóng nảy mà là bệnh nhân và xin lỗi anh. Ông chú nói không sao đâu, sau đó hỏi con trai thích ăn gì. Mà Hye-jin lại nói Winchell thay đổi rất nhiều, hoàn toàn không giống trước kia.
Khi ông chú hiền lành muốn giải thích danh tính của mình một lần nữa, cô con gái vừa vặn đi ra phòng khách uống nước nên hai người lại dừng lại. Bởi vì không liên lạc được với con trai Kang Ho, vì thế ông chú gọi điện thoại cho con gái Jisoo của mình nhờ cô bé tìm giúp. Kang Ho vừa nghe xong điện thoại của Jisoo xong thì nhận được tin nhắn của bố mình. Kang Ho cảm thấy bố mình dạo này rất lạ liền lập tức trở về. Lúc này ông chú đang chuẩn bị món ăn vô cùng thành thục. Kang Ho vừa trở về nhà, Hye-jin liền túm lấy cậu dạy dỗ, ông chú vội xông tới bảo vệ con trai. Kang Ho đối với hành động của ba vẻ mặt nghi hoặc. Sau đó ăn thức ăn ngon do ông chú làm, Kang Ho không thể tin được đây là do ba mình làm. Hye-jin từ trong phòng đi ra thấy họ nói cười với nhau, cô không thể tin rằng đó là sự thật. Ông chú hỏi con trai đi tìm kho báu có thu hoạch được không. Kang Ho nói rằng ông đã trải qua một cuộc thám hiểm rất lý thú và đã tìm được một kỹ năng rất thần kỳ. Kang Ho nghĩ rằng cha cậu sẽ không tin nhưng ông chú lại nói mình tin. Trùng hợp hôm sau Jisoo cũng nhận được tin nhắn cảm ơn của ông chú. Cô vừa đi vừa đọc tin nhắn và trả lời, không may khi xuống cầu thang không cẩn thận nên bước hụt chân ngã xuống. Cũng may thần chết kịp thời xuất hiện nắm chặt tay cô bé, sau đó nhìn Jisoo cười rồi liền biến mất. Jisoo vội vàng kiểm tra xung quanh nhưng không phát hiện ra người nào khác. Cô bé không thể hiểu được chuyện gì diễn ra liền nhìn vào bàn tay của mình. Đến giờ ăn tối, bố chồng cũng nói với Jeon Ha và cháu gái rằng ông đã được cứu tại công trường xây dựng mà Jisoo cũng nói chuyện vừa rồi của mình. Điều này khiến Jeon Ha cảm thấy rất kỳ lạ. Jisoo liền nói có thể là bố đang bảo vệ mọi người trong nhà. Lúc này Jeon Ha liền nói Hyun Cheol và chồng mình không chỉ có tên và ngày sinh trùng khớp mà còn cùng ngày xảy ra tai nạn giao thông. Khi cảnh sát Hong đang làm việc, trong lúc nhặt tài liệu thì bất ngờ phát hiện ra máy nghe lén. Điều này khiến anh ta vô cùng sợ hãi, vì thế suốt đêm uống cà phê kiểm tra CCTV cuối cùng đã tìm thấy tên tự xưng là phóng viên lần trước đến đây. Nhưng khi gọi đến tòa soạn báo thì ở đó nói rằng không có ai tên đó cả. Cảnh sát Hong đi bộ trên đường vào ban đêm liền phát hiện mình bị theo dõi, vì thế liền trốn đi. Đang lúc cảnh sát Hong muốn bắt đối phương thì hắn ta nhảy lên tường trốn thoát. Ông chú hẹn gặp một giám đốc của một công ty, ông ta đã giao dịch với ngân hàng trong hơn 20 năm qua. Ông từng bị Hyun Cheol từ chối đề nghị vay vốn. Cuộc hẹn này chủ yếu là để ông chú điều tra lại tình hình cụ thể. Lúc này phó giám đốc Ha cũng đang đi gặp vị lãnh đạo cấp cao của ngân hàng. Đối phương tỏ vẻ có thể sa thải Hyun Cheol và để phó giám đốc Ha làm trưởng chi nhánh thay cho Hyun Cheol. Phó giám đốc Ha lại cho biết Hyun Cheol đã thay đổi rất nhiều. Khi phó giám đốc Ha trở về ngân hàng thì nghe nói Hyun Cheol gặp giám đốc công ty kia liền đi tới văn phòng của ông chú. Ông chú nói với phó giám đốc Ha giám đốc kia đã giao dịch với ngân hàng của họ hơn 20 năm và từ đôi mắt của ông ấy ông chú thấy được sự chân thành và trách nhiệm. Ông chú tin rằng giám đốc đó nhất định có thể vực dậy được. Vì thế ông chú đã quyết định phê duyệt khoản vay này. Phó giám đốc Ha đối với ông chú giờ đây đã nhìn với cặp mắt khác xưa. Jeon Ha hẹn ký bảo hiểm với ông chú nhưng cô lại nhìn thấy cây hoa giống của nhà mình. Jeon Ha bắt đầu truy vấn nhóm máu của ông chú là gì. Lần đầu tiên gặp vợ là lúc nào, hai người yêu nhau bao lâu và có biết thị lực của con trai là bao nhiêu không. Ông chú bị hỏi thì im lặng. Jeon Ha lại nói anh biết mọi chuyện về gia đình cô nhưng lại không thể trả lời một chút nào về bản thân mình. Ông chú nói nếu tôi nói sự thật liệu cô có sợ không? Jeon Ha vội bảo anh ta đừng nói, sau đó nói tinh thần ông chú hiện tại còn chưa hoàn toàn tỉnh táo vì đó là một di chứng của tai nạn giao thông. Ông chú tò mò hỏi ai đã nói với cô chuyện này thì Jeon Ha nói trước khi ký bảo hiểm đều sẽ điều tra rõ ràng. Vì vậy cô đã đi đến bệnh viện và biết được điều đó. Ông chú vội vàng nói chúng ta ký hợp đồng đi, nhưng khi điền số chứng minh nhân dân ông chú lại không nhớ để viết ra. Jeon Ha thấy vậy vội rời khỏi phòng làm việc của ông chú. Cô bắt đầu nghi ngờ rằng Hyun Cheol này là chồng của mình nhưng ngoài miệng vẫn khẳng định không phải. Linh hồn của ông chú chạy đến cơ thể của Hyun Cheol và nhận trả lời phỏng vấn truyền hình. Đối mặt với một câu hỏi về tài chính, đầu ông chú trở nên trống rỗng. Ông đang không biết làm thế nào để trả lời tốt câu hỏi này. Ông chú nhớ tới cuộc nói chuyện với Dabon, anh ta từng hỏi ông tại sao không từ chối buổi phỏng vấn này. Ông chú nói rằng dù gì cũng phải đối mặt với một tôi khác. Đúng lúc này trong đầu ông chú lóe lên rất nhiều kiến thức chuyên ngành làm cho ông chú có thể trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình một cách chuyên nghiệp và trôi chảy. Sau cuộc phỏng vấn, Dabon lái xe chở ông chú đến công trường. Thấy cha mình cực khổ, ông muốn bán xe của Dabon ngay lập tức để giúp đỡ gia đình. Dabon nhắc nhở ông chú có khối tài sản khổng lồ tại sao phải bán chiếc xe của mình. Tối đó khi ông chú đang ngồi ở vườn hoa ngẫm nghĩ mọi chuyện thì lại nhìn thấy cô con gái nhỏ đi học về. Hai người liền trò chuyện với nhau. Ông chú hỏi cô con gái ước mơ của cô bé là gì. Cô con gái nói mình không biết, sau đó lại nói đứng nhất là ước mơ của mình. Ông chú nói như vậy không đúng, thành tích tốt hay xấu không thể quyết định xem bạn có hạnh phúc hay không. Sau đó xoa đầu con gái nói phải ăn một bữa ăn ngon, khỏe mạnh và hạnh phúc là ổn. Còn dặn dò cô con gái ngày mai là cuối tuần nên phải nghỉ ngơi xem TV và đọc truyện tranh. Sau đó, hai người nắm tay nhau trở về nhà. Mà tất cả những điều này đều bị Hye-jin nhìn thấy. Ngày hôm sau Hye-jin mang theo ông chú đi đến nơi họ hẹn hò lần đầu tiên. Lúc này Jeon Ha ở nhà nhìn thấy ông chú trả lời phỏng vấn trên truyền hình thì phát hiện ra ông có thói quen giống hệt chồng mình thì rất sốc. Bà nhớ lại những gì ông chú nói lần đầu tiên khi gặp bà. Ông nói rằng ông ta không chết, chỉ là linh hồn đã bị hỏa thiêu nên nhập vào thân thể người khác. Jeon Ha càng nghĩ càng hoảng sợ. Hye-jin và ông chú đi đến cửa hàng băng đĩa mà họ gặp nhau đầu tiên. Ông chú liền dừng lại và nhớ lại khoảnh khắc bọn họ gặp nhau. Người đàn ông này bắt đầu có ký ức của hai người, điều đó khiến ông hoảng hốt. Hye-jin hỏi ông chú nhớ tới cái gì sao. Ông chú nói ông ta nghĩ về số điện thoại di động của cô viết trong lòng bàn tay ông. Đột nhiên ông chú nhận được điện thoại từ Jeon Ha. Ông chú nhìn Hye-jin sau đó lén quay người nghe máy.
John Ha nói muốn hẹn gặp anh hôm nay. Ông chú thấy tình huống này làm sao có thể rời đi, vì vậy hẹn gặp lại vào ngày mai. Hye-jin hỏi ông chú có phải là của cô tình nhân đó không. Ông chú cũng quýt giải thích không phải, sau đó đến nhà hàng mà họ đã từng đến. Hye-jin còn tưởng rằng ông chú nhớ hết ký ức của bọn họ nhưng hóa ra không phải. Hye-jin tức giận hỏi hắn có phải lúc đó đã có nữ nhân khác rồi không. Ông chú lập tức kiên quyết không nhận. Lúc sau ăn cơm, ông chú vẫn luôn nhìn Hye-jin, làm Hye-jin hỏi ông tại sao lúc nào cũng nhìn cô. Ông chú nói bởi vì cô xinh đẹp. Hye-jin cho rằng ông lại bắt đầu phát điên. Vào ban đêm, họ đã mua rất nhiều nguyên liệu để trở về nhà. Hye-jin rất tò mò chồng mình lại biết nấu ăn. Nhưng Kang-ho nói những người sống lại từ cõi chết thường có siêu năng lực. Sau đó ông chú mời Hye-jin cùng làm bếp với mình. Hye-jin sảng khoái đáp ứng. Khi ông chú nhìn thấy bột mì trên khuôn mặt của cô thì cố gắng nhắc nhở Hye-jin, nhưng Hye-jin không hiểu ý của ông, vì vậy ông chú liền dịu dàng giúp cô lau sạch sẽ. Khi Hye-jin sấy tóc trước khi đi ngủ, ông chú lại vì thế mà nhìn mê muội. Sau khi bị Hye-jin phát hiện ông nhìn trộm mình thì vội vàng nằm vào chăn. Hye-jin nói huynh treo không bao giờ ngủ nghiêng, ông chú vội vàng chuyển thành nằm thẳng. Hye-jin lại nói không cần cố ý sửa đổi bởi vì cô ấy thích huynh treo của bây giờ hơn. Vừa dứt lời ông chú ngẩng đầu nhìn cô, Hye-jin lúc này mới ý thức được mình nói ra những lời trong lòng. Họ đã mở trái tim của mình lần đầu tiên vào đêm nay, sau đó nói về quá khứ rất nhiều. Ông chú hỏi Hye-jin cô có phải là mối tình đầu của huynh treo không. Hye-jin nói cô chỉ biết huynh treo là mối tình đầu của cô. Sau đó, họ tiếp tục nhìn vào đối phương, hai người không nói gì cả nhưng dường như nói rất nhiều. John Ha nhớ tới tin tức ngày huynh treo sống lại liền vội vàng lấy điện thoại di động tra cứu thông tin có liên quan. Nhưng bà lại phát hiện ra rằng nhiều thông tin đã bị xóa. Vì vậy, bà vội vã đến nhà tang lễ ngay lập tức muốn chứng minh suy đoán của mình. Người làm ở nhà xác bị báo chí làm phiền đến khổ cực, vì vậy khi nghe John Ha hỏi như vậy thì lập tức đuổi cô ra ngoài. John Ha hỏi cha mình có tin hay không. Ông nói rằng ông tin vào điều đó bởi vì ông đã được giải cứu tại công trường xây dựng. John Ha lại hỏi ông có tin linh hồn của một người có thể nhập vào cơ thể của người khác hay không. Người cha nói điều đó là không thể. Ông tưởng cô xem nhiều phim nên có suy nghĩ linh tinh, còn dặn cô đừng xem những loại phim đó nữa. Sau đó ông nói John Ha mời ông chú đến nhà chào hỏi nhân tiện cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh ấy. Ngày hôm sau, ông chú lao lên xe như một đứa trẻ, tâm trạng của ông vô cùng tốt. Bởi vì hôm nay ông sẽ đi gặp John Ha. Ông chú còn dặn dò Da Pon đừng nói cho phu nhân biết hôm nay ông đi gặp ai. Ông cũng nói rằng ông bắt đầu thích nghi với cơ thể này. Da Pon nhìn tâm trạng vui vẻ của ông chú thì chỉ biết cười trừ lái xe rời đi. Sau khi gặp mặt, John Ha bày tỏ lòng biết ơn vì ông chú đã giúp mình bán bảo hiểm trong ngân hàng. Bà còn nói hôm nay để cho bà mời ông chú ăn một bữa cơm. Sau đó, bà đã đưa ông chú đến quán ăn mà vợ chồng ngày trước làm, còn cố ý gọi mì hải sản ông chú thích ăn nhất. Ăn được một lúc, John Ha bảo ông chú có chuyện gì thì cứ nói ngay bây giờ đi. Điều đó làm ông chú giật nảy mình nhưng ông vẫn nén lại không nói. Sau đó John Ha đưa cho ông món quà. Khi ông chú mở ra xem lại là chiếc áo John Ha tặng cho ông vào sinh nhật năm nay. John Ha không ngừng quan sát ông chú, nhưng biểu tình của ông chú không có gì khác biệt lắm. Cuối cùng John Ha nói cha mình muốn cảm ơn ông chú nên mời ông đến nhà. Ông chú nghe vậy sảng khoái đáp ứng. Da Pon thấy bọn họ đi ra lập tức gọi điện thoại cho phu nhân để báo tin. Bởi vì 5 lần 7 lượt nhảy múa trước mặt John Ha nên phu nhân vô cùng xấu hổ nếu gặp John Ha. Vì vậy bà nói Da Pon nhất định phải theo sát họ. Hôm nay ông chú ngồi trong phòng làm việc kiểm tra số dư của tài khoản, bỗng trong đầu xuất hiện song song hai linh hồn đang nói chuyện. Huynh treo nói đây không phải là tiền của anh. Ông chú nói dù sao anh cũng đã chết rồi nên đó là tiền của tôi là anh. Huynh treo bảo ông chú câm miệng và nói anh tuyệt đối không phải tôi. Ông chú liên tục chiến đấu với huynh treo về tư tưởng, sau đó không chịu nổi mà cố thoát ra. Sau đó ông chú gọi điện cho John Ha nói tối nay mình sẽ đến nhà bà. Trong nháy mắt, ông chú đã đến nhà John Ha mang cho bố 30 triệu đồng. Điều kiện kiên quyết là cha không được đi làm trên công trường. Ông bố nói mình không làm việc thì thấy không thoải mái. Ông chú nói thắt lưng của bố không tốt, huyết áp lại cao thì đừng làm nữa, còn hỏi bố gần đây không chơi cờ sao. Làm cho cả ba người ngơ ngác, ông chú thấy mình hành động không ổn ngay lập tức lảng sang chuyện khác, nói rằng ông đã đói. Có thể ăn cơm John Ha nấu, ông chú vô cùng vui sướng. Cuối cùng là một bức ảnh chụp chung của cả nhà. Hye-jin lúc đi làm bắt đầu nhớ ông chú, vì vậy gửi tin nhắn hỏi ông có muốn ăn tối cùng nhau không. Hye-jin trở về nhà, sau khi xem điện thoại di động phát hiện ông chú vẫn chưa trả lời tin nhắn. Vì thế liền bắt đầu thu dọn phòng sách, vô tình tìm thấy một cái hộp. Cô lấy ra một cuốn sổ ghi chú, bên trong lại là ghi chép bí kíp xào rau của đầu bếp. Bởi vì ông chú giúp John Ha bán bảo hiểm, vì vậy đã bị báo cáo đến trung tâm khiếu nại của ngân hàng. Các đồng nghiệp đã thảo luận và phân tích nghĩ rằng đó là người của chi nhánh họ báo cáo. Thành tích của chi nhánh không ngừng giảm xuống nhưng giám đốc chi nhánh lại không lo mà đang bận vào bếp nấu ăn cho các đồng nghiệp của mình tại nơi làm việc. Khi ông chú chuẩn bị xong các món ăn thì liền đi ra ngoài gọi các nhân viên vào ăn cơm, lại phát hiện thần sắc mọi người không đúng. Khi ông chú đi qua và nhìn vào màn hình máy tính, trên đó hiển thị thông báo thay đổi nhân sự của chi nhánh, xem ra là muốn đuổi việc ông. Ông chú vẫn miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười thúc giục mọi người ăn cơm, sau đó nặng nề trở lại văn phòng. Mọi người ngồi trước thức ăn ngon không muốn động đũa. Dưới sự thúc giục của Da Pon mới bắt đầu gắp thức ăn. Các đồng nghiệp trong bữa ăn đã bất bình thay cho ông chú. Da Pon lúc này mới biết John Ha cũng không phải là nữ nhân bên ngoài ông chú. Ông chú ngồi trong phòng bật bài hát yêu thích của mình, nhắm mắt lại và tận hưởng. Chờ cho đến khi các đồng nghiệp ăn xong, ông chú đã thay xong trang phục của mình. Đột nhiên cả người giống như biến thân, lộ ra ánh mắt sắc bén của huynh treo.
Toàn bộ nhân viên trong chi nhánh đều cảm giác được khí chất không giống nhau, thật giống như linh hồn Huynh Treo đã trở lại. Ông chú bước đi hiên ngang giống như đi tham gia lễ trao giải. Ngay cả Da Pon cũng lộ ra nụ cười sảng khoái. Trong nháy mắt, anh ta đã đi đến văn phòng của giám đốc điều hành yêu cầu ông ta cho thêm một tháng nữa để chứng minh năng lực của mình, nhất định anh sẽ lấy lại vị trí đầu tiên của mình. Chủ tịch ngân hàng cảm thấy Huynh Treo quen thuộc đã trở lại liền cảm thán đây mới là Huynh Treo thật sự, liền lập tức đáp ứng yêu cầu của anh. Chân trước của Huynh Treo vừa đi, cô tình nhân liền tìm chủ tịch, cô nói rằng mình muốn từ chức. Nhưng chủ tịch không đồng ý, lão ta muốn cô tiếp tục ở lại giám sát Huynh Treo. Phu nhân đích thân đến công ty hẹn John Ha gặp mặt. John Ha liền hỏi phu nhân con trai bà có phải là hồi sinh vào ngày tang lễ hay không. Phu nhân trả lời bà rằng đúng là như vậy, khiến John Ha nói không nên lời. Phu nhân còn nói rằng bà không dám tin con trai mình sẽ tỉnh lại và ở bên cạnh bà. John Ha nói phu nhân đã hiểu lầm mình và Huynh Treo không phải loại quan hệ đó. Sau đó còn nói hình như chồng tôi đã chết thay cho con trai cô. Phu nhân muốn hỏi đây là tình huống gì lại bị John Ha vội vàng chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng ăn. Lúc cô bước ra khỏi cửa hàng vừa vặn gặp được Hye-jin. John Ha vội vã lên taxi. Khi taxi dừng lại, John Ha nói cô không muốn tới đây. Tuy nhiên tài xế taxi lại là Mao, anh ta viện lý do để John Ha xuống xe trước sau đó rời đi. Ông chú ở bên kia vừa vặn cũng đang bắt taxi. Người lái xe taxi đậu trước mặt ông chú cũng mà Mao. John Ha đang đi bộ liền thấy ông chú cũng đang ở đối diện đi đến. Thì ra tất cả đều là do Mao cố ý an bài. Khăn của John Ha bị gió lốc xoáy thổi bay, ông chú liền nhặt lên sau đó nhẹ nhàng buộc khăn vào cổ của John Ha. Nhưng đối mặt với những chất vấn của John Ha, ông kiên quyết phủ nhận rằng ông không phải là chồng của bà. John Ha kích động hỏi ông ta tại sao lúc trước nói với cô anh là chồng của mình, còn biết Jisoo bị loạn thị và nói với bố rằng mình là con trai của ông. Sau đó còn nói vào ngày tai nạn xảy ra người hồi sinh là chồng của cô. Nhưng ông chú nói rằng những lời mà ông nói vào lúc mới tỉnh lại cô đừng có tin những lời đó và khẳng định mình không phải là chồng của John Ha mà một Huynh Treo khác. John Ha nghe thấy những lời này toàn thân run rẩy, đau lòng xoay người rời đi. Ông chú cũng rơi nước mắt xoay người bước đi, hai người rời đi theo hai hướng ngược nhau. Thần chết thấy vậy thì trách cứ Mao không giúp được gì cho mình. Mao nói rằng đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm tuyệt vời của hai người họ, nên Mao nghĩ rằng họ sẽ nhận ra nhau, không nghĩ tới ông chú lại như vậy. John Ha vốn định đi xe buýt trở về, kết quả xe buýt bị thần chết điều khiển đi qua. Sau đó, một chiếc taxi dừng lại ở phía trước của John Ha, mà tài xế chính là thần chết, vẻ mặt hắn cô cùng áy náy. Biết tâm tình của John Ha rất buồn vì thế liền bật bài hát cho John Ha nghe, không nghĩ tới lại toàn là những tình ca thương tâm. Tâm trạng của John Ha rốt cục vẫn bộc phát, cô khóc nức nở trên xe. Nhìn biểu tình của John Ha, thần chết biết cô đau lòng đến mức nào. Ông chú nhìn chứng minh thư trên tay liền nghĩ mình còn chuyện phải giải quyết nên chưa thể quay về với thân phận của mình. Sau đó ném chứng minh thư của mình xuống sông. Giờ đây ông chấp nhận thân phận Huynh Treo, giám đốc chi nhánh ngân hàng của mình. John Ha không thể tập trung vào công việc vì vậy bạn cô đã đưa cô ra ngoài để thăm khách hàng, nhân tiện rủ cô đi mua sắm giải khuây. Họ đến một cửa hàng quần áo, John Ha thử giày và váy trên mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười đã lâu không gặp. Khi thanh toán, người bán hàng cho biết giá của chiếc váy là 1.580.000 won. Cô vội vàng kiểm tra, thì ra cô tưởng giá của nó là 158.000 won, vì vậy vội vã rời đi. Người bạn nói với John Ha hôm nay không phải nói là tiêu xài tùy tiện sao, vì sao thích thế mà không mua. John Ha nói điều cô hối hận nhất là khi chồng cô còn sống không bao giờ mua bộ đồ quá 200.000 won cho chồng mặc. Cô luôn nói rằng sau này có tiền sẽ mua quần áo cho cô. Nhưng tôi không nghĩ rằng chồng mình sẽ rời bỏ mình sớm như vậy. Người bạn đau lòng ôm John Ha vào lòng. Buổi tối John Ha về nhà nhìn thấy bộ váy và đôi giày mình thử ở cửa hàng ở trước cửa thì vô cùng hoảng sợ, vội chạy vào trong nhà. Thần chết và Mao đứng từ xa chứng kiến. Hóa ra đây là thành ý họ muốn làm cho John Ha vui vẻ. Nhưng thần chết nói John Ha là một người phụ nữ chính trực, vì vậy cô sẽ không lấy váy và giày về nhà đâu. Vừa dứt câu thì John Ha mở cửa đi ra, sau đó đưa toàn bộ những đồ đó vào nhà khiến thần chết bị tát cái vào mặt đau điếng. John Ha trở phòng liền xóa ảnh chụp chung ngày hôm đó. Không nghĩ được con gái lại in bức ảnh đó lên áo thun. John Ha trong nháy mắt cảm xúc không khống chế được liền bắt con gái cởi áo ra. Jisoo không hiểu tại sao mẹ lại kích động như vậy. John Ha nói ông chú không phải là bố của cô đã chết rồi. Hye-jin bắt đầu để ý đến ông chú liền nhắn tin qua lại với ông. Cảnh sát Hong đang tìm người phá hoại chiếc xe của ông chú, đồng thời tìm được danh sách cuộc gọi của ông chú và Huynh Treo, nhưng phát hiện ra họ chưa từng liên lạc với nhau một lần nào khi còn sống. Điều đó chứng minh họ không phải là bạn bè. Hye-jin vốn hoài nghi John Ha có vấn đề với chồng mình, kết quả lại gặp mẹ chồng với John Ha gặp mặt liền đuổi theo mẹ chồng để hỏi mối quan hệ của bà và John Ha. Phu nhân nói thấy Hye-jin hỏi chuyện này tưởng cô đã sớm biết mọi chuyện, nhưng lúc này đầu óc phu nhân vô cùng hỗn loạn nên nói với Hye-jin rằng chờ mình làm rõ ràng mọi chuyện rồi mới nói, sau đó vội vàng rời đi. Điều này làm cho lòng nghi ngờ của Hye-jin càng thêm nặng nề. Hôm nay Hye-jin đi làm, càng nghĩ đến chuyện hôm qua trong lòng càng không thoải mái. Thế là cô gọi điện thoại cho mẹ chồng muốn làm rõ nghi ngờ. Kết quả phu nhân vừa nhìn là số của cô sợ hãi vội vàng tắt máy. Hye-jin lại gọi cho Da Pon hỏi Da Pon có biết Jisoo hay không. Da Pon cố ý trả lời không quen biết, Hye-jin liền cúp điện thoại. Sau đó Da Pon liền đi tới phòng làm việc của ông chú và mắng ông chú một trận, nói ông hãy đối xử tốt với Hye-jin một chút. Nếu như không yêu thì hãy ly hôn để cô rời đi. Ông chú nghe xong không nói gì, sau đó lấy thỏa thuận ly hôn trong ngăn kéo ra xem. Cô tình nhân được thăng chức lên phó chi nhánh, khi cấp dưới giúp cô ta sắp xếp đồ dùng, cô vội cướp lấy máy tính xách tay và nói cái này không được đụng vào. Sau đó,
Cô yêu cầu Dapol di chuyển đồ đạc của mình đến văn phòng. Kết quả Dapol bỏ sót chìa khóa của kho bạc. Ông chú triệu tập một cuộc họp tạm thời, sau đó xin lỗi tất cả mọi người, bày tỏ hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ cố gắng làm việc cùng nhau để đạt được hiệu suất như trước đây. Vì vậy, tất cả mọi người tích cực đề xuất những biện pháp nâng cao giao dịch. Nhưng cô tình nhân lại liên tục nhắm vào người ông chú, nói rằng ông là giám đốc chi nhánh thì phải ra lệnh cho mọi người nên làm gì thay vì kêu gọi mọi người giúp đỡ. Ông chú liền chất vấn cô ta, không phải trước đây cô nói mối quan hệ của ông với cô vẫn rất tốt sao? Tại sao bây giờ không giúp ông và lại ném đá xuống giếng? Các đồng nghiệp đã nghe những lời này đều nhìn về phía cô tình nhân, khiến cô ta cũng không thể nói gì nữa. Các đồng nghiệp bắt đầu làm thêm giờ, liên tục phát tờ rơi tuyên truyền, thậm chí còn đến chùa bái lại, hy vọng rằng hiệu suất giao dịch có thể được nâng lên. Ông chú tìm được đại ca có quan hệ rất tốt, hy vọng anh ta có thể gửi số tiền mặt lớn của mình vào ngân hàng của mình để ông quản lý thay. Thấy đối phương là bạn tốt của ông chú lại là giám đốc chi nhánh, vì thế liền sảng khoái đáp ứng. Sau đó còn mời ông chú ăn kiwi. Ngay khi họ uống được hai ly, ông chú đột nhiên ngất xỉu. Sau khi đại ca đưa ông chú vào bệnh viện liền gọi điện thông báo cho gia đình anh ta. Tìm trên danh bạ thấy ghi chú là vợ liền nhấn nút. Không ngờ người trả lời điện thoại lại là John Ha. Bởi vậy cô biết được ông chú lưu số điện thoại của mình là vợ. Mặc dù ông chú đã phủ nhận thân phận của mình, nhưng khi John Ha biết được điều này thì vẫn vô cùng kinh ngạc. Ông chú bảo Dapol đưa bố của mình về nhà, khi đi trên xe hai người trò chuyện với nhau. Lúc này Dapol mới biết được con trai của ông cụ cũng tên là Huynh Treo và cũng qua đời vì tai nạn cách đây không lâu. Chờ sau khi bố của ông chú xuống xe, Dapol càng nghĩ càng thấy lạ. Anh nhớ lại thời gian mà Huynh Treo vừa hồi sinh, những gì anh ta đã nói với anh và biểu hiện của anh cho đến nay. Vì vậy, Dapol liền gọi cho ông chú, mà điện thoại di động đang trên tay của đại ca rất nhanh ông được biết ông chú đang được cấp cứu trong bệnh viện. Lúc này Hezin ở nhà kiểm tra chiếc hộp của ông chú, đột nhiên nhận được điện thoại của Dapol, biết được ông chú vào viện, vì vậy vội vã qua nó ngay lập tức. Dapol là người đầu tiên chạy tới bệnh viện, sau đó chính là Hezin. Hezin tự trách mình quên không nói với ông chú rằng anh ta dị ứng với kiwi. Khi họ bước ra khỏi cổng bệnh viện liền đụng phải John Ha đang chạy tới. Vì vậy mới có cảnh tôi nhìn cô nhìn tôi vô cùng lúng túng và ngượng ngùng. John Ha xoay người muốn chạy thì Hezin đột nhiên gọi cô lại, sau đó hỏi John Ha đến đây làm gì. Ánh mắt John Ha nhìn về phía ông chú. Lúc này ông chú khẩn trương muốn chết. Sau đó, John Ha nói dối rằng có một người bạn đang ở trong bệnh viện, vì vậy cô đến thăm bạn mình. Hezin truy hỏi cô vì sao không đi vào, còn xoay người muốn rời đi. John Ha nói nhớ nhầm tòa nhà nên vội vàng rời đi. Dapol vội vàng kéo ông chú lên xe. John Ha dừng bước nhìn về phía ông chú. Trước khi lên xe, ông chú cũng quay đầu nhìn về phía cô. Mà Hezin trong xe rõ ràng cũng biết ông chú đang làm gì. Ông chú về đến nhà thấy cái hộp bị lục ra thì hoảng hốt. Hezin truy hỏi ông đây là cái gì. Ông chú nói dối là người bạn nhờ ông giữ hộ. Hezin lại hỏi ông vừa rồi gặp John Ha là trùng hợp đúng đi. Ông chú ngập ngừng nói là đúng vậy. Hezin bày tỏ thái độ tin tưởng anh, còn nói dù ông chú nói gì với cô đều tin tưởng ông, sau đó liền ra khỏi phòng sách. Lúc này ông chú mới thở phào nhẹ nhõm. Đến nửa đêm John Ha nhận được tin nhắn thoại của ông chú gửi cho cô. Ông chú nói xin lỗi, khiến John Ha nghe xong phẫn nộ nói sao lại có loại người như vậy. Cô cảm thấy thực sự sụp đổ. Ngày hôm sau ông chú đi làm, chợt nhớ lại trước kia Huynh Treo thường để một cuốn sổ tay trong ngăn kéo. Vì vậy phá vỡ ổ khóa ngăn kéo, sau đó mở sổ ghi chép của Huynh Treo ra và xem. Bên trong quả nhiên ghi chép những điều vô cùng quan trọng. Đó là những mối quan hệ của Huynh Treo với người khác. Ngày hôm sau Hezin đến ngân hàng tìm ông chú lại bắt gặp cô tình nhân. Ngay khi cô ta rời đi, Hezin liền gọi cô ta lại nói cảm ơn cô ta đã gửi hoa và sách đến nhà. Sau đó còn nói với cô ta lần sau hãy gửi thẳng đến người đáng ra được nhận lời chúc. Cô tình nhân nói hiện tại cô ta với ông chú không còn hứng thú nữa. Hezin nói với cô ta nếu một ngày nào đó cô ta may mắn kết hôn chắc chắn cô sẽ nghe được từ người phụ nữ mà cô không biết nhưng lại tặng hoa cho chồng cô và nói những lời y hệt. Đến lúc đó cô sẽ hiểu được tâm trạng của Hezin như thế nào. Sau đó Hezin liền gặp Dapol. Cô hỏi Dapol ông chú có ở trong phòng làm việc hay không, nhưng Dapol tỏ vẻ ông chú vì công việc gần đây bận rộn đến bữa trưa cũng không ăn. Hezin vì để không quấy rầy ông chú liền cùng Dapol ăn cơm trưa. Trong lúc trò chuyện được biết ông chú bị xử phạt. Dapol nói ông chú gần đây vô cùng kỳ lạ, còn ở trong ngân hàng nấu ăn cho mọi người. Hezin nói Huynh Treo ở nhà cũng không bao giờ nấu ăn nhưng bây giờ dùng dao vô cùng điêu luyện. Dapol đang định nói ra nghi ngờ của mình nhưng đến thời khắc mấu chốt lại dừng lại bởi vì bản thân anh cũng không chắc chắn. Hezin bảo Dapol để ý đến ông chú nhiều hơn. Cô tình nhân kiểm tra số dư ở trên máy tính, kết quả cho thấy chỉ có 1 tỷ 3 liền cười lạnh một cái, sau đó cầm điện thoại di động gọi điện thoại nói với bên kia số tiền chuyển khoản với số tiền đã hứa cách nhau hơi xa. Cô cũng nói rằng cô ta có nhược điểm của chủ tịch Kim. Nếu bị bắt thì cô cũng có một lỗ hổng cho mình chạy trốn. Buổi tối ông chú lấy ra cuốn sổ của Huynh Treo và nghiêm túc học hỏi kỹ năng và phương pháp tiếp cận đối tượng. Còn Dapol ở phía bên kia đang uống rượu một mình. Ông nhớ lại những gì ông chú vừa sống lại và nói với ông, thế là gọi điện thoại cho ông chú ra ngoài gặp mặt. Ông muốn xác nhận thân phận thật sự của ông chú hiện tại. Ông chú vừa cúp điện thoại đang muốn đi ra ngoài. Hezin cho rằng trễ như vậy hắn còn đi ra ngoài làm việc hay sao. Ông chú liền nói là đi gặp Dapol. Hezin nói cô biết ông chú gần đây vì thành tích của ngân hàng mà nỗ lực. Và nói với ông rằng siêu thị cô đang làm đang cần tìm doanh nghiệp để nâng cấp tài chính, hỏi anh có muốn đầu tư vào siêu thị không. Ông chú liền nói cảm ơn với cô ấy. Hezin cũng nói lời cảm ơn với ông bởi vì ông chú rốt cục để cho cô giúp đỡ.
Sau khi ông chú nhìn thấy Dapol thì Dapol rưng rưng hỏi ông chú có phải là Huyên Treo người bạn hiền học cùng cấp 3 với mình hay không. Ông chú liền nói không đúng, sau đó nói rằng ông là Huyên Treo học lớp 12-8 trường Quang Gông. Dapol lại hỏi ông chú Huyên Treo bạn của anh ta chết chưa. Ông chú thừa nhận mình là đầu bếp trong nhà hàng, còn giám đốc của chi nhánh ngân hàng thì đã chết. Ông chú chỉ mượn thân thể của giám đốc chi nhánh mà thôi. Dapol khổ sở bật khóc nói ông rất nhớ Huyên Treo bạn mình. Sau khi về nhà, khi ông chú thức dậy phát hiện Hezin liền nằm bên cạnh ông. Hezin ôn nhu sờ sờ mặt ông chú nói anh mệt mỏi quá. Ông chú nắm chặt tay cô sau đó vuốt ve mái tóc của Hezin rồi từ từ tiến lại gần. Đại ca mang mấy túi tiền đến ngân hàng để gửi thì gặp Dapol và bảo anh đưa đi gặp ông chú. Lúc này ông chú cũng đã đọc được bí kíp gặp gỡ khách hàng của Huyên Treo, vì vậy khi thấy đại ca đi vào vội vàng đến chào hỏi và nhiệt tình ôm lấy. Bên ngoài, phó giám đốc Ha liền nhanh chóng bảo nhân viên xếp tiền và đưa vào máy đếm. Cảnh sát Hong đã phác thảo xong bức chân dung kẻ tình nghi nên tìm John Ha để xác định nghi phạm. John Ha cho rằng không giống, vì thế cảnh sát Hong nói rằng sẽ chỉnh sửa lại. John Ha đề nghị cảnh sát Hong điều tra những người biết sửa xe. Cảnh sát Hong nói với John Ha khi còn sống, ông chú và Huyên Treo hoàn toàn không có liên lạc với nhau, vì vậy họ không thể là bạn bè. Ngày hôm sau, cảnh sát Hong đến ngân hàng tìm ông chú, lại phát hiện Dapol là bạn thân của Huyên Treo. Vì vậy, hỏi anh ta có nhận ra ông chú trong bức ảnh hay không. Cảnh sát Hong cũng nói rằng ông chú là bạn bè của Huyên Treo. Dapol nói hắn và Huyên Treo học với nhau từ thời trung học nên bạn bè của Huyên Treo về cơ bản đều biết. Nhưng ông chú trong ảnh thì chưa thấy bao giờ. Đúng lúc này John Ha cũng xuất hiện ở ngân hàng, cảnh sát Hong nói với Dapol đó là vợ của ông chú quá cố. Điều đó khiến Dapol giật nảy mình. Cảnh sát Hong nói với John Ha ông chú hiện đã dính líu đến vụ án của chồng mình. John Ha hỏi Dapol có biết hay không chuyện Huyên Treo mua vé số trúng thưởng. Dapol nói Huyên Treo là loại người tuyệt đối sẽ không mua vé số. Sau đó Dapol hỏi John Ha và Huyên Treo có phải là loại quan hệ mập mờ hay không. John Ha quyết đoán nói không phải, sau đó liền muốn rời đi. Cảnh sát Hong lại hỏi bà lần này vì sao lại đến ngân hàng. Bà nói rằng ông chú vì bà mà bị kỷ luật nên đến và xin lỗi anh ta. Cảnh sát Hong hỏi John Ha nguyên nhân là gì. John Ha nói một nửa liền dừng lại sau đó vội vã rời đi. Đại ca gọi điện thoại cho ông chú thông báo với ông người anh em tốt của đại ca cũng quyết định gửi một số tiền tiết kiệm vào ngân hàng của ông chú, vì vậy bảo ông chú dọn sạch cốp ô tô đến chở tiền về ngân hàng. Ông chú nghe vậy không ngừng cảm tạ. Mà lúc này cảnh sát Hong lấy được sổ ghi chép trả tiền của ông chú vay ngân hàng. Anh phát hiện ra trong sổ ghi ngày thanh toán là ngày 21 tháng 3 mà ông chú chết ở ngày 19, làm thế nào một người chết có thể trả nợ. Cảnh sát Hong còn lấy được tài khoản ngân hàng của giám đốc Huyên Treo. Khi rời đi, cảnh sát Hong bất ngờ bị người đội mũ dùng hung khí áp sát vào lưng. Sau đó anh được đưa đến con hẻm và tên đội mũ này động thủ với anh. Cảnh sát Hong nắm được cơ hội liền phản công ngược lại, kết quả vẫn bị đâm một nhát. Tên cướp thấy có chuyện không ổn nên vội vàng bỏ chạy. Khi trở lại đồn cảnh sát Hong đột nhiên phát hiện vết thương của anh ta đã hoàn toàn lành lại, còn nhận được tin nhắn báo nơi ẩn náu của bọn xã hội đen, sau đó nhanh chóng chạy đến hiện trường. Khi anh và đồng đội vào nhà thì phát hiện tên cướp đã chết. John Ha cố gắng đi đến các công ty tiếp thị bảo hiểm, ngay cả khi bị bảo vệ đuổi ra ngoài cô cũng tươi cười thành khẩn hướng đối phương nói xin lỗi, bởi vì mục tiêu của cô là trở thành vua bảo hiểm. Sau đó cô lấy ra chiếc điện thoại của chồng mình, dùng số của mình để gọi sang chiếc điện thoại của chồng. Khi điện thoại kết nối, cô đã kể nỗi nhớ chồng, còn nói hôm nay là sinh nhật của Jisoo. Năm nào đến ngày này ông chú cũng chụp ảnh cùng với con gái. John Ha còn nói luôn cảm thấy chồng mình còn sống, cô cứ vậy mà ngồi khóc nức nở. Có lẽ chỉ có những người thực sự yêu thương nhau mới có thể hiểu được loại cảm giác đau đớn khi mất đi người thân này. Hezin đang sắp xếp bàn sách của con gái vô tình phát hiện thành tích của con gái đã tụt dốc không phanh. Ngày hôm sau khi Hezin đến trường, giáo viên nói là không liên lạc được với cô. Sau khi kiểm tra mới biết được cô con gái đã cố tình để lại số điện thoại của phụ huynh bị sai. Ông chú đến siêu thị của Sung Mo bàn chuyện hợp tác. Sung Mo sau khi nhìn thấy ông chú thì vô cùng bất ngờ, bởi vì trước đó anh cũng không biết tướng mạo của chồng Hezin. Sau khi nói chuyện với Sung Mo về công việc của mình, ông chú tìm Hezin ăn cơm trưa. Ông thấy Hezin rầu rĩ không vui liền hỏi cô có chuyện gì. Hezin liền nói thành tích của con gái lâu nay đều là giả, ngay cả bài tập về nhà cũng được sao chép. Ông chú hỏi cô vì sao con gái lại như vậy. Hezin nói bởi vì cô bé nhất định phải lấy thứ nhất như vậy mới có thể nhận được lời khen ngợi của cha. Ông chú liền bảo mình sẽ cùng con gái nói chuyện. Sau đó đau lòng sờ tay Hezin và nói cô hãy ăn một bữa thật ngon đừng để đói nữa. Tâm tình Hezin giờ phút này tốt hơn chút ít. Buổi tối ông chú vào phòng con gái nói chuyện. Ông nói với con gái có thể không cần lấy vị trí thứ nhất, nhà cũng phải có mái mới có thể ấm áp, mà vị trí thứ nhất quá cao, quá vắng vẻ. Hơn nữa so với việc học tập lấy vị trí đầu tiên thì ăn uống vui vẻ hoặc tinh nghịch, xinh đẹp, đứng nhất trong những điều đó hạnh phúc hơn. Cô con gái nghe vậy liền rơi nước mắt. Ông chú ôm cô bé nói với ông chỉ cần con hạnh phúc là đủ rồi, không cần phải có bất kỳ vị trí đứng đầu nào. Đến lúc đi ngủ, Hezin nói cảm ơn ông chú, cảm ơn vì ông đã không bỏ cô và các con, ở lại với họ, mang lại cho họ những kỳ tích. Ông chú không nói gì, chỉ là nhìn Hezin đắm đuối. Ngày hôm sau, John Ha nhận được điện thoại từ cảnh sát Hong. Anh nói rằng cái chết của chồng cô có liên quan đến giám đốc ngân hàng Huyên Treo. Phía bên kia, ông chú đang chuẩn bị đi làm bỗng đột nhiên nghĩ đến cái gì liền vội vàng gọi điện cho Hezin hỏi cô có cầm điện thoại di động anh ta dùng trước khi xảy ra tai nạn không. Hezin nói mình đang cầm nhưng nó đã bị hỏng nặng. Ông liền nói cô cầm đến cho mình. Sau đó cảnh sát Hong đi đến trực tiếp đeo còng vào tay ông. Hezin vừa mở cửa thang máy đi ra bị một màn trước mắt này làm cho sợ hãi.
Thì ra khi vào thang máy và ấn số, ông chú bỗng hiện lên trong đầu cuộc ghi âm khi nói chuyện với chủ tịch Kim. Thì ra trước khi xảy ra tai nạn xe cộ, Winchell đã từ chối lời yêu cầu của chủ tịch Kim, đó là cho tập đoàn 5 sao vay tiền. Hơn nữa cố ý ghi âm cuộc gọi, cho nên ông mới bảo Hae-jin lập tức lấy điện thoại xuống cho mình. Tiếp theo chính là Da-pon chở Hae-jin chạy tới đồn cảnh sát. Hae-jin rất là lo lắng. Cảnh sát hong hỏi ông chú có nhận ra Ki-cheol hay không, đó cũng là người phá hoại xe của Winchell đã chết. Ông chú nói mình không biết người đó. Sau đó cảnh sát hòng lấy ra vật chứng có liên quan, nói rằng Ki-cheol đã bị giết vào đêm hôm trước và kẹp cà vạt của ông ta đã được tìm thấy tại hiện trường, hỏi ông chú có giải thích gì không. Ông chú hỏi ngược lại cảnh sát hông tại sao Ki-cheol lại phá hoại xe của ông chú gây ra tai họa xe hơi. Cảnh sát hông nghe xong có chút tức tối, nói vì theo dõi Ki-cheol mà bị đặt máy nghe lén và có người theo dõi. Khó khăn lắm mới bắt được hắn thì lại bị giết. Ông chú bắt đầu hiểu rõ sự tình, nói Winchell đã mất về căn bản không có vay ngân hàng nhưng lại có hợp đồng vay. Ông chú cảm thấy có gì đó không ổn, vì vậy đã điều tra lại phát hiện ngày thứ hai sau khi ông chú qua đời thì các khoản vay đã được thanh toán. Làm thế nào một người chết có thể trả nợ? Kỳ lạ hơn, nhân viên ngân hàng phê duyệt khoản vay là một nhân viên nghỉ phép nửa năm trước. Bởi vì người nghỉ phép vẫn là nhân viên của công ty cho nên anh ta đã bị người ta trộm danh nghĩa và bịa đặt cho vay hợp đồng. Vừa vặn lúc ấy ông chú đi đến ngân hàng xin vay tiền, vì vậy người đằng sau sợ sự tình bại lộ nên muốn tranh thủ thời gian để xử lý khoản vay mới cố ý làm hỏng xe của ông chú. Cảnh sát hong hỏi ai đã làm điều đó, ông chú cho biết ông cũng đang điều tra và nói rằng có lẽ người bí ẩn đó đã biết việc này rồi nên mới vứt lại chiếc kẹp cà vạt ở hiện trường. Cảnh sát hong bán tín bán nghi với lời nói của ông chú, liền nói thời điểm Ki-cheol bị giết đã cố gắng nắm lấy cà vạt của đối phương. Ông chú nói thời điểm đó ông căn bản không đeo cà vạt. Sau đó Da-pon xác nhận thời điểm đó hai người đang uống rượu với nhau. Trong khi Hae-jin và Da-pon đang chờ ông chú được thả thì Jeon-ha chạy tới đồn cảnh sát, sau đó vội vàng hỏi Da-pon rốt cuộc sao lại là kẻ tình nghi. Jeon-ha vội vàng hỏi cảnh sát hong ở đâu, còn nói ông chú không phải là người làm ra điều đó. Jeon-ha khẳng định rất chắc chắn ông chú không phải là người làm ra điều đó, khiến cho Hae-jin cảm thấy bất ngờ. Sau đó còn phát hiện Jeon-ha bởi vì vội quá mà mang nhầm dép, khiến Hae-jin càng thêm hoài nghi về người phụ nữ này. Khi cảnh sát hong và ông chú đi ra, Jeon-ha mắng cảnh sát hong một trận, nói làm thế nào anh ta có thể bắt giữ người vô tội. Cảnh sát nói cô đừng có phát ngôn linh tinh. Nhưng Jeon-ha căn bản không sợ, cô còn trách ông chú không làm chuyện xấu vì sao lại để cảnh sát bắt đến đây mà không nói gì. Kiểu bị oan nhưng không nói gì của ông ta giống hệt với người chồng đã mất của cô. Hae-jin rốt cuộc không nhịn được nữa hỏi Jeon-ha có ý gì. Cô hỏi Jeon-ha có tư cách gì ở chỗ này náo loạn, hỏi cô tại sao lại kích động như vậy và bảo cô cho mình một lời giải thích hợp lý. Jeon-ha muốn tìm cớ che giấu, Hae-jin nói nếu có tức giận thì cũng là mình nên tức giận. Jeon-ha làm như vậy thật khiến người ta không thể giải thích. Hae-jin hỏi hai người có chuyện gì vậy. Sau khi rời đồn cảnh sát, Da-pon bảo ông chú cùng Hae-jin nên nói thẳng thắn với nhau. Ông chú bày tỏ không biết phải làm thế nào cho phải. Da-pon nói ông chú trở về nhà của mình đi, nhưng ông chú lại nói Hae-jin thì làm thế nào. Hãy để cô ấy chấp nhận sự thật về cái chết của chồng mình và nói với Kang-ho và con gái rằng cha của họ đã biến mất, phải không? Da-pon tiếp tục hỏi gia đình cũ của ông chú thì phải làm sao và cả người cha tính tình không hòa nhập nữa. Ông còn nói hôm nay biểu hiện của Jeon-ha cho thấy rõ ràng cô biết ông chú là Winchell chồng của cô, nếu không sẽ không kích động như vậy. Ông chú nói Jeon-ha biết nhưng ông đã phủ nhận thân phận. Da-pon hỏi ông chú vì sao lại làm vậy. Ông chú nói vì vấn đề hồ sơ vay tiền chưa rõ ràng nên ông muốn mọi chuyện rõ ràng thì ông sẽ quay trở lại. Sau đó Hae-jin đi đến văn phòng của ông chú và đưa cho ông chiếc điện thoại mà ông hỏi. Hae-jin muốn ông chú giải thích rõ ràng vấn đề của Jeon-ha, nhưng ông chú nói rằng bây giờ không phải là lúc thích hợp. Cô tình nhân đang chất vấn đối phương qua điện thoại vì sao lại giết người, đúng lúc này ông chú đi vào. Ông chú hỏi cô ta có biết Song Jun không, cô tình nhân nói có biết đến người này. Ông chú lại nói Song Jun đang nghỉ phép nhưng lại phê duyệt khoản vay của người đàn ông tên Winchell. Cô ta nói hồ sơ nhân viên nghỉ phép đều được chuyển đến phòng nhân sự, vì vậy điều này không thể xảy ra. Ông chú lại nói tiếp chuyện sau khi ông chú Winchell qua đời thì tài khoản vay đó lại được trả toàn bộ. Còn nói Song Jun sợ bị phát hiện vì vậy mới cố ý làm hỏng chiếc xe của ông chú Song Jun và người làm hỏng chiếc xe đã bị giết. Tiếp theo một người nào đó đã đặt kẹp cà vạt của mình tại hiện trường vụ tai nạn. Cô tình nhân khẩn trương hỏi ông chú có phải là đã khôi phục tất cả ký ức hay không. Ông chú tỏ vẻ rất đáng tiếc chuyện liên quan đến chiếc kẹp cà vạt thì không nhớ gì. Sau đó ông chú lại hỏi cô tình nhân có biết về chiếc kẹp cà vạt không. Cô ta tỏ vẻ không biết. Ông chú liền đánh cược với cô ta xem ai tìm được ký ức về chiếc kẹp đó trước và sau đó rời đi. Cô tình nhân bắt đầu không bình tĩnh mà nhớ lại, thì ra lúc trước Winchell ở chỗ cô ta đã bỏ sót chiếc kẹp cà vạt. Ông chú đến gặp giám đốc Giang Chun, người này là đồng nghiệp của Winchell vào ngân hàng cùng thời với anh. Nhưng Giang Chun lại là một kẻ tâm cơ, sau khi bị Winchell hạ bệ thì được điều động về bộ phận nhân sự làm trưởng phòng. Mục đích của chuyến đi này là ông chú muốn xem danh sách các nhân viên xin nghỉ phép. Giang Chun sau khi tìm hiểu nguyên nhân ông chú tìm mình liền đưa danh sách cho ông. Giang Chun cũng nói với ông chú rằng ông nằm trong danh sách nợ xấu vì ông đã cho chủ tịch Lee vay khoản tiền đó. Ông chú tìm đến chủ tịch Kim, không nghĩ tới chủ tịch Kim trách ông chú trước. Nói ông chú chủ quan lại đồng ý đóng dấu cho họ vay như vậy. Mà ông chú căn bản không biết có chuyện này. Chủ tịch Kim nói với ông chính ông đã đồng ý cho chủ tịch Lee vay vào lần trước gặp mặt và đã cho vay thế chấp 300 triệu đô la Mỹ. Chủ tịch Kim cũng nói rằng ông sẽ cố gắng nghĩ cách bên công tố nhưng số tiền quá lớn nên cũng không dễ. Không ngờ là ông chú nói với chủ tịch Kim rõ ràng ông đã nói không cho vay được mà.
Chủ tịch Kim nghe xong thẹn quá hóa giận hỏi ông chú có bằng chứng nào cho thấy đã nói điều đó không. Ông chú lúc này hiểu rằng chủ tịch Kim là kẻ thù của mình. Cô tình nhân giả vờ chóng váng khi đang làm việc, các đồng nghiệp vội đưa cô ta ra ngoài để bắt tắc xe về nhà. Mà Da Pon đang thu dọn văn phòng của cô ta lại phát hiện chìa khóa kho bạc còn sót lại trên ghế liền nói rằng cô ấy bất cẩn quá. Còn cô tình nhân sau khi lên xe thì lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ông chú cầm điện thoại di động đến cửa hàng sửa chữa hy vọng sẽ lấy được bản ghi âm ra. Nhưng bên sửa chữa nói rằng phần cứng đã bị hỏng rồi nên không thể khôi phục được. Buồn chán, ông chú ngồi trong vườn hoa để phân tích các câu hỏi vừa vặn gặp được Kang Ho. Kang Ho hỏi bố mình có phải là bạn bè của ba Jisoo hay không. Sau đó cậu nói vừa cùng Jisoo tổ chức sinh nhật. Nghe đến đây ông chú chợt nhớ ra mình đã quên mất sinh nhật của con gái vì vậy vội vã rời đi. Ông chú đến gặp Jisoo và xin lỗi cô bé. Jisoo nói hai người không có quan hệ nên cũng có thể quên, nhưng bố của cô đã tặng cho cô một món quà kỳ tích. Đó cũng chính là món quà mà thần chết chúc mừng sinh nhật Jisoo. Jisoo nói cô rất nhớ bố mình, bây giờ cô mới 15 tuổi nên ít nhất cô cũng phải nhớ bố mình 50 năm nữa. Cô bé cũng nói rằng cô vẫn cảm thấy bố mình còn sống. Nghe con gái nói như vậy, ông chú không ngừng che giấu nước mắt. Ông chú một lần nữa đi đến giáo đường, ngồi trong phòng xưng tội, ông chú nói mình đã có gia đình, nhưng đột nhiên lại có một gia đình khác. Ông muốn trở về nhà cũ của mình nhưng nó quá khó khăn. Linh Mục nói may mắn anh đã làm cho cuộc sống của người đàn ông kia trở nên tốt đẹp hơn, nhưng anh phải quay lại nơi vốn thuộc về mình. Nếu anh cứ cố chấp thì gia đình của Huyên Treo sẽ bị tổn thương nhiều hơn, hãy đưa tất cả trở lại như cũ. Linh Mục tiếp tục hỏi ông chú là bởi vì ông có ký ức của Huyên Treo nên cảm thấy hỗn loạn hay đã phải lòng vợ của Huyên Treo. Ông chú nói nếu là như thế thì có thể tha thứ được không? Thần chết và Mao cũng đến giáo đường, họ nhìn ông chú rời đi cảm thấy bất lực với những gì đang xảy ra. Hye-jin thông qua em chồng biết được John Ha từng nói với mẹ chồng của cô đã chết thay cho Huyên Treo. Điều này sẽ thực sự khiến Hye-jin rất bất ngờ, cô quyết chờ ông chú tối đó để hỏi rõ mọi chuyện. Hye-jin hỏi ông chú và John Ha là quan hệ gì. Sau đó liệt kê các chuyện đã xảy ra gần đây và nói ông đừng nói dối. Ông chú suy nghĩ một hồi sau đó lấy đơn ly hôn đã ký ra đưa cô. Hye-jin nhìn chữ ký phía trên, không kìm được mà nước mắt chảy ra. Lúc này John Ha đột nhiên nhận được tin nhắn của ông chú nói rằng mình sẽ sớm trở lại đúng vị trí. John Ha cảm thấy giật mình nên gọi lại nhưng không ai trả lời. Vì vậy cô đã lấy ra số của Huyên Treo và so sánh, quả nhiên đó là số điện thoại của ông chú. Khi người bố quay trở về nhà, John Ha đem sự thật nói cho ông nghe nhưng người bố cho rằng John Ha chỉ là quá nhớ chồng mà thôi. John Ha kể lại những chuyện sau khi Huyên Treo tỉnh lại. Người bố cũng hồi tưởng lại ông chú từng tìm mình và nói mình là con trai ông và đang sống trong cơ thể của người khác. John Ha không ngừng liệt kê những nghi ngờ khác mà cô tìm hiểu được, điều đó làm cho người bố bắt đầu nghi ngờ. Ông chú nhanh chóng nhận được điện thoại từ bố mình liền đi tới nơi hẹn. Người bố cố ý gọi mì tương đen mà ông chú thích ăn nhất. Ông chú yêu cầu người phục vụ lấy đũa gỗ cho bố mình. Người bố cúi đầu hỏi ông chú làm thế nào biết ông chỉ sử dụng đũa gỗ. Sau đó hỏi ông chú có thích mì tương đen không. Ông chú nói rất thích món này. Người bố nói rằng ông chú giống hệt con trai mình. Sau đó còn cố ý giúp ông chú trộn mì tương đen. Ông chú nhìn bố trước mặt trong lòng rất khó chịu. Người bố nói hôm nay chúng ta sẽ ăn mì đừng nói gì cả. Hye-jin nhìn đơn ly hôn trên tay, cô không hiểu vì sao ông chú lại có quyết định như vậy. Ngày hôm sau Hye-jin gọi điện thoại hẹn John Ha gặp mặt. John Ha đồng ý đến chỗ hẹn. Hai người phụ nữ trang điểm và diện những bộ trang phục đẹp nhất để đi gặp nhau. Hye-jin nói chúng ta nên gặp nhau từ lâu rồi, bây giờ có vẻ là hơi muộn. John Ha mở miệng nói thẳng làm ơn trả lại Huyên Treo cho tôi. Hye-jin không nghĩ tới mới gặp John Ha đã trực tiếp như vậy. John Ha nói tiếp người kia không phải chồng của cô mà đó là chồng tôi, làm ơn trả lại cho tôi. Hye-jin tức giận nói với John Ha đây là hành động vô lý và không có ý thức. John Ha nói bà không cần biết những thứ đó, bà chỉ muốn lấy lại chồng mình. Hye-jin vẫn không hiểu tại sao John Ha lại khẳng định Huyên Treo hiện tại là chồng của mình. John Ha liền bắt đầu giải thích chuyện hồi sinh của Huyên Treo. Bà nói rằng hai người họ có cùng tên cùng ngày tháng năm sinh. Ngay cả tai nạn giao thông cũng là cùng một ngày. Chồng Hye-jin gặp tai nạn nghiêm trọng còn chồng John Ha thì bị thương không nặng nhưng lại đột nhiên qua đời. Lẽ ra người qua đời phải là chồng của Hye-jin nhưng cuối cùng chồng John Ha lại qua đời. Hye-jin hỏi John Ha cô thật sự tin rằng linh hồn của chồng cô đang ở trong thể xác của chồng tôi. John Ha lập tức khẳng định chính là như vậy. Hye-jin nói tôi rất tiếc về cái chết của chồng cô nhưng nếu vì nỗi đau và tuyệt vọng vì mất chồng mà quấy rối gia đình người khác đó là một sự xúc phạm đến người chồng đã chết của bạn. John Ha kích động nói chuyện kỳ lạ đó đã đang xảy ra rồi vì thế mới khiến bà sắp phát điên lên rồi. Hye-jin nói vậy một mình cô điên là đủ rồi. John Ha nói sau khi Huyên Treo tỉnh lại liền lập tức đến tìm cô ấy và nói rằng mình là chồng của cô. Còn nói rằng thân thể mình đã bị hỏa táng nên không trở về được. Hye-jin ngắt lời John Ha nói rằng chồng của cô đã ở trong tình trạng bất thường vào thời điểm đó. Vì vậy tất cả những gì ông nói vào thời điểm đó là không đáng tin, hy vọng John Ha hiểu cho. John Ha liền ngắt lời Hye-jin nói tối qua Huyên Treo đã gửi tin nhắn cho điện thoại di động của mình. Sau đó liền đem tin nhắn đưa cho Hye-jin xem. Nội dung của tin nhắn là muốn quay về vị trí của mình. John Ha còn bảo Hye-jin xác nhận số điện thoại di động, nói đây chính là số điện thoại của Huyên Treo. Cho nên mới yêu cầu Hye-jin trả lại ông chú cho cô. Sau đó còn nói ông chú biết tất cả bí mật giữa bọn họ. Hye-jin hỏi ngược lại John Ha vậy Huyên Treo cũng biết bí mật mà chỉ có cô và chồng mới biết, điều đó được giải thích thế nào đây? Cuối cùng cảnh cáo John Ha, những gì John Ha đã làm trong quá khứ hôm nay cô có thể tha thứ, bởi vì sự cảm thông giữa người với người.
Nhưng nếu cô còn nói lại chuyện này và xuất hiện bên cạnh ông chú thì Hye-jin tuyệt đối không để yên. Nói xong Hye-jin cầm lấy túi sách rời đi. Ông chú nhận được điện thoại của Jeon-ha nói rằng bố chồng cô bị bệnh. Ông Chí vừa nghe vậy vội khẩn trương lao đi. Khi ông đến bệnh viện, bác sĩ hỏi ai là người giám hộ của bố thì ông chú vội lao đến nói rõ ràng lịch sử y tế của bố mình. Jeon-ha nhìn ông đầy thâm tình. Bác sĩ yêu cầu con trai ký và giấy đồng ý, ông chú liền nhanh chóng ký tên. Jeon-ha cần về nhà lấy quần áo cho bố, vì thế liền nhờ ông chú chăm sóc bố mình. Ông chú nhận được điện thoại của phó giám đốc Ha, ông liền nói với người kia rằng bố anh ta bị bệnh và nhờ ông giúp đỡ công việc ở ngân hàng. Khi ông bố tỉnh lại, ông chú liền phàn nàn rằng bố luôn không nghe lời bác sĩ, còn nói ông đi đến công trường xây dựng để làm việc nên cơ thể mới bị như thế này. Ông chú còn nói bố mình uống ít rượu hơn. Người bố nhìn ông chú mà không nói gì. Ông chú thừa nhận mình là huyên treo con trai ông và nói hiện tại còn có việc phải giải quyết, sau khi giải quyết xong ông chú sẽ quay trở lại. Nhưng người bố bảo ông không phải quay lại mà hãy sống một cuộc sống hoàn toàn mới đi. Ông bố còn nói sẽ nhận phần tội đó thay cho con trai. Ông trách bản thân không nuôi nấng con trai tốt đến ngay cả một bát mì tương đen cũng chưa từng mua cho ông chú. Hơn nữa gia cảnh của huyên treo rất tốt, tiền cũng nhiều, vì vậy hãy mặc bộ vest đẹp và sống tốt. Dù có chết ông cũng không hối hận, vì vậy đừng quay về, dù ai nói gì cũng đừng nghe. Người bố sẽ chịu trách nhiệm về ngôi nhà này, từ bây giờ ông chú không phải là con của ông nữa. Ông chú vội nói sao bố có thể nói như vậy được. Ông bố nói bố mẹ của Huyên Treo đã nuôi dạy con cái rất tốt, dáng người rắn chắc, học tập cũng tốt. Nói xong hai người đều rơi nước mắt. Người bố tự trách mình vì không có khả năng nên cuộc đời tiếp theo hãy xem như đó là người mẹ đã qua đời tặng cho con. Ông chú hỏi tại sao bố lại nói như vậy. Ông bố lại nói nếu con quay lại vợ con của Huyên Treo phải làm sao, bố mẹ vất vả nuôi lớn anh ta phải làm thế nào. Tất cả những điều đó đều bị Jeon-ha ngoài cửa nghe được. Jeon-ha chỉ có thể cố nén nước mắt đối mặt với linh hồn của chồng trong cơ thể của người khác, cô không biết nên nói gì. Ông chú bắt đầu thừa nhận mình chính là Huyên Treo, chồng của Jeon-ha. Jeon-ha chất vấn ông vì sao trước đó nói không phải. Ông nói rằng bây giờ có hai ký ức trong cơ thể, đôi khi ông không thể phân biệt được ký ức của ai. Ông vừa là chồng của Jeon-ha, lại cũng là một Huyên Treo khác. Jeon-ha nói không đúng, ông chính là chồng của cô, bố của Jisoo. Ông chú nói trong ngân hàng Huyên Treo đã ngụy tạo tài khoản vay tiền của mình, vì vậy ông cần giải quyết chuyện đó nếu không ông sẽ phải vào tù. Jeon-ha nói không phải chuyện ông làm, tại sao ông lại vào tù. Ông chú nói sẽ không ai trên thế giới tin những gì ông nói. Cũng nói rằng nhóm máu của ông không còn là nhóm A mà là nhóm B, cũng không còn là đầu bếp của nhà hàng Trung Quốc mà là giám đốc chi nhánh ngân hàng. Ông chú bảo Jeon-ha cho ông một chút thời gian giải quyết mọi thứ xong sẽ quay lại. Jeon-ha nói lỡ như giải quyết không tốt thì sao? Ông chú nói nhất định phải giải quyết được, chỉ có như vậy mới có thể chăm sóc được cô và Jisoo và cả Hye-jin và hai đứa con kia nữa. Jeon-ha nghe xong liền nổi nóng nói tại sao ông chú nghĩ về mấy đứa con và người phụ nữ đó. Ông chú nói ông cũng là trụ cột của gia đình đó mà. Jeon-ha tức giận mà không nói nên lời. Ngày hôm sau, người bố hy vọng Jeon-ha đừng để Jisoo biết chân tướng mọi chuyện. Jeon-ha nói bố không thể làm thế, mặc dù nó là con trai của bố nhưng cũng là chồng của cô và bố của Jisoo. Sau đó nói sau này hãy nói. Chiều hôm đó, Jeon-ha tìm được Da-pon hỏi anh ta biết chuyện này không. Da-pon nói biết đại khái. Jeon-ha nói không có ai đứng về phía cô. Rõ ràng chồng cô vẫn còn sống nhưng cô lại sống như quả phụ. Tại sao lại như vậy? Da-pon nói ngay từ đầu ông cũng rất khó chấp nhận. Nhưng nhìn thấy ông chú nói chuyện và mỉm cười với ông thì Da-pon coi ông chú như Huyên Treo, người bạn của mình. Jeon-ha nói người bạn Huyên Treo của anh đã chết và người đàn ông kia là chồng của mình, nói anh nên tỉnh táo lại đi. Da-pon nói chuyện này không đơn giản như vậy, ông chú là chồng của Huyên Treo nhưng cũng là chồng của Hye-jin. Dù thế nào thì Huyên Treo vẫn còn sống, còn chồng cô đã chết rồi. Jeon-ha nói tại sao mọi người đều nói như vậy, bố chồng cô cũng để ông chú ở bên cạnh Hye-jin. Hye-jin cũng nói ông chú là chồng của cô, còn nói sẽ không bỏ qua cho Jeon-ha. Bây giờ ngay cả Da-pon cũng nói như vậy. Jeon-ha nói gặp Da-pon là muốn ông giúp mình. Da-pon nói Jeon-ha hãy chờ đi. Jeon-ha nói cô sợ sau này ông chú sẽ không bao giờ trở về nữa vì Hye-jin quá xinh đẹp. Jeon-ha vừa đi vừa khóc trên đường trở về, thần chết cũng chỉ có thể yên lặng đi theo phía sau làm bạn với bà. Ông chú đang làm việc trong siêu thị của Hye-jin. Hye-jin đi đến hẹn ông tan làm cùng nhau ăn tối. Họ đến một phòng ăn phương Tây lãng mạn, sau đó gọi hai phần thịt bò. Ông chú yêu cầu bồi bàn lấy sốt cà chua, sau đó giúp Hye-jin bôi lên miếng thịt bò. Hye-jin nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mắt này, ông ấy rất chu đáo và quan tâm. Ông chú thấy cô cứ ngồi vậy thì nói cô mau ăn đi và nói rằng cô thích tương cà mà. Hye-jin nói rõ ràng cô không thích cà chua nhưng lại thích tương cà. Ông chú nói bởi vì cô là trẻ con. Hye-jin nghe xong kinh ngạc nhìn về phía ông chú. Những lời đó là những gì họ thường nói khi họ yêu nhau. Lúc này Hye-jin cảm nhận được chồng mình đã trở lại và nói anh là chồng em mà. Ông chú nhìn về phía Hye-jin. Hye-jin nói ông chú đã nhớ lại tất cả. Ông chú bảo Hye-jin ăn đi cho nóng. Mà Hye-jin vẫn ngơ ngác nhìn ông chú bởi vì cô biết cô không thể rời khỏi ông. Sau bữa tối Hye-jin và ông chú đi tản bộ. Hye-jin nhìn thấy một đôi tình nhân đang đạp xe liền nhớ tới lúc cô và Huyên Chê vừa yêu nhau. Huyên Chê dạy cô đi xe đạp, Hye-jin lúc ấy còn không cẩn thận bị ngã, khi đó Huyên Chê vô cùng đau lòng. Ông chú nhìn thấu tâm tư của Hye-jin, liền hỏi cô có muốn đạp xe không. Hye-jin dùng ánh mắt cho ông một đáp án. Sau đó hai người nhanh chóng sóng đôi đạp xe vô cùng vui vẻ. Trên đường về ông chú đụng phải tay Hye-jin vội vàng né tránh. Hye-jin nói ông chú có nỗi khổ gì đúng không? Còn nói hai người luôn né tránh sự thật nên mới trở thành như thế này.
Nhưng bây giờ chúng ta có thể thay đổi không? Ông chú nói Hezin trước kia tại sao không chủ động nói chuyện như bây giờ? Có khi người đàn ông đó cũng đang chờ đợi cô chủ động nói trước. Hezin hỏi người đó là ai? Ông chú nói người đó là mình trước khi xảy ra tai nạn. Hezin run rẩy hỏi hắn vì sao lại nói là người đó. Ông chú không trả lời, sau đó tự mình đi về phía trước. Rồi đột nhiên dừng lại, quay đầu lại lộ ra nụ cười với Hezin. Mà tâm tình của Hezin lúc này là hàng trăm cảm xúc đan xen. Vào ban đêm, khi ông chú đang tắm, Hezin giúp ông cất áo khoác, thần chết đi tới dưới nhà ông chú, sau đó dùng năng lực của mình để di động của ông chú nhận được điện thoại của Jeonha. Hezin lấy điện thoại ra xem thì thấy hiện lên người gọi là vợ. Cô nhìn vào chiếc điện thoại của mình một lần nữa, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Khi cuộc gọi dừng lại, cô run rẩy gọi lại. Đầu dây bên kia người bắt máy là Jeonha. Hezin vội cúp máy ngay lập tức. Giờ phút này cô sợ hãi như nhìn thấy quỷ. Cô vội vã nhặt điện thoại của mình gọi đến số điện thoại của ông chú thì thấy hiển thị tên của cô là bà cô. Hezin cảm thấy như bầu trời sụp đổ. Thấy ông chú sắp trở ra, cô vội vàng đặt điện thoại di động trở lại. Jeonha ở phía bên kia cảm thấy kỳ lạ vì sao ông chú gọi tới lại không nói gì, vì vậy liền gọi lại. Ông chú nhìn thấy điện thoại di động đổ chuông lại chần chừ không dám nghe máy, mà Hezin ngồi một bên quan sát ông. Jeonha thấy không có ai nghe máy nên nhắn tin qua. Khi đi ngủ, Hezin nhớ lại mọi chuyện của chồng từ khi tỉnh lại sau vụ tai nạn. Cô càng nghĩ càng sợ hãi nhưng không dám hỏi. Sau đó rời giường đi ra ngoài ngồi trên sofa lạnh run. Cảm xúc lộn xộn không thể bình tĩnh lại suốt đêm đó. Mà ông chú cũng không hề ngủ bởi tin nhắn mà Jeonha gửi cho ông là anh không phải là trụ cột gia đình đó, anh là trụ cột của gia đình này. Cô rất hy vọng ông chú có thể trở về bên cạnh. Vì để mình không phải đi tù, ông chú liền điều tra danh sách những người đang nghỉ phép kia, sau đó loại trừ những người không liên quan. Cuối cùng ông cũng đã phát hiện ra được mấu chốt của vấn đề. Ngay sau đó, một người phụ nữ đến ngân hàng hỏi cô tình nhân đi đâu rồi, sao bà ta không liên lạc được. Ông chú đến và được vào người phụ nữ nói chìa khóa kết sắt cá nhân của mình đang ở chỗ cô tình nhân. Nhưng cô tình nhân đã xin nghỉ việc, vì vậy ông chú cũng không biết chìa khóa ở đâu. Dapon vừa vặn đi vào nghe thấy liền nhớ có nhìn thấy một chìa khóa bị rơi ở trên ghế. Sau khi ông chú mở kết sắt của người phụ nữ và đưa ra cho bà ta, người phụ nữ cảm thán vẫn còn mọi thứ của mình ở đây. Nhưng bên trong lại có thêm một cái USB, đó không phải là đồ của bà. Ông chú nhìn thấy thì vội cầm lấy và mở ra. Một loạt các danh sách khách hàng đã được tìm thấy bên trong. Ông vội đem tư liệu vừa điều tra ra so sánh từng cái một, quả nhiên tra được khoản vay của ông chú là do Giang Chun trước kia làm trưởng phòng phê duyệt. Các đồng nghiệp khi biết bố của ông chú nhập viện cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bởi vì bọn họ biết bố của Huyên Treo đã sớm qua đời, lúc trước còn đi phúng viếng. Đúng lúc này cảnh sát Hồng đi tới ngân hàng lấy được chiếc USB và tư liệu mà ông chú giao cho anh, và cũng biết được người làm giả khoản vay của ông chú chính là cô tình nhân. Ngoài ra còn lợi dụng các doanh nghiệp nhỏ chưa vay vốn để ngụy tạo khoản vay. Cảnh sát Hong hỏi ông chú có được USB từ đâu, ông chú nói rằng ở trong két sắt của khách hàng do cô tình nhân quản lý đã tìm thấy nó. Ông chú còn nói rằng không còn thời gian, cô tình nhân đã xin nghỉ việc. Còn nói kẹp cà vạt tìm thấy ở hiện trường cũng là do cô gái này. Cảnh sát Hong hỏi ông có chứng cứ không. Ông chú nói cô ta có quan hệ ngoài luồng với mình, cảnh sát Hong trong nháy mắt hiểu được mọi chuyện. Ông chú bảo cảnh sát Hong nhanh chóng ngăn cô tình nhân xuất cảnh. Chủ tịch Kim hẹn gặp mặt một nhân viên trong chi nhánh. Vợ của nhân viên bị suy thận đã chạy thận trong 4 năm nay, nhà có 2 đứa con nhỏ, vì vậy vấn đề tiền bạc vô cùng khó khăn. Trước đây, Huyên Treo luôn làm tốt công việc của mình khi quản lý ngân hàng nên lương của họ cũng cao, nhưng giờ đây quản lý ngân hàng không ổn nên nhân viên này mới lựa chọn gặp chủ tịch để phản ánh. Anh ta cũng hy vọng rằng thông qua báo cáo có thể làm cho hiệu suất công việc tốt hơn. Chủ tịch Kim đưa cho anh ta một hộp quà, bên trong là 2 miếng vàng lớn. Lúc đầu, người nhân viên không dám nhận, nhưng chủ tịch Kim đã lợi dụng bệnh tật của vợ anh ta và thuyết phục anh ta. Anh nhân viên cũng hiểu được nhận tiền của người ta nhất định phải giúp người ta làm việc. Cô tình nhân nhận được điện thoại từ chủ tịch Kim nhưng cô ta không trả lời. Sau đó Giang Chun báo với chủ tịch Kim, lúc này ông mới biết cô tình nhân xin nghỉ việc. Giang Chun còn nói cách đây không lâu ông chú đã đến để yêu cầu danh sách của những người xin nghỉ phép. Còn nói có vẻ như ai đó đã sử dụng danh sách của những người xin nghỉ phép để cho vay. Giang Chun nói tiếp nếu những chuyện này truyền ra bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh dự của ngân hàng. Chủ tịch Kim hỏi ông chú đã có chứng cứ gì chưa, đã điều tra ghi chép vay vốn chưa. Ông ta bảo Giang Chun hãy điều tra chuyện này ngay và báo cáo cho mình. Bên kia cô tình nhân đang chuẩn bị lên tàu rời khỏi đất nước, cảnh sát Hong cũng dẫn người tới bến cảng. Lúc này cô ta đã kiểm vé xong tiến vào bên trong. Cảnh sát Hong xuất thẻ cảnh sát và cũng lên tàu. Cô tình nhân thấy chủ tịch Kim gọi đến thì lập tức vứt luôn điện thoại xuống biển. Người phụ nữ này không chỉ xinh đẹp mà còn đủ tàn nhẫn. Ngay khi cô ta nghĩ rằng mình đã được an toàn thì bị cảnh sát Hong tìm được. Trong nháy mắt, cô tình nhân được đưa đến phòng thẩm vấn. Cảnh sát Hong nhìn thấy cô tình nhân rất bình tĩnh không hề bất ngờ trước những chứng cứ mà anh đưa ra. Nhưng anh biết cô ta đang bảo vệ sự bình tĩnh của mình, mà ngay cả khi nghe đến hiện trường vụ án và giết người mà không hề dao động. Cô tình nhân nói rằng mình đã xem trên tin tức, nhưng cảnh sát Hong cười mà nói rằng họ chưa công bố tin đó cho giới truyền thông biết. Sáng hôm sau ông chú thấy hai người con mình chỉ uống nước ép rồi chuẩn bị đi học thì vội ngăn lại và nói rằng muốn tự tay nấu bữa sáng cho hai con. Khi Kang Ho cùng con gái ăn đồ ăn thì cô con gái khen nó rất ngon. Ông chú nói hai con cần phải luôn ăn sáng, còn hỏi cô con gái còn nhớ bữa sáng là gì không. Cô con gái nói là món quà của Chúa. Ở phía bên kia, Jisoo cũng đang ăn bữa sáng. Cô nói rằng muốn ăn sáng do bố nấu. Jeonha nghe thấy cúi đầu không nói. Jisoo hỏi Jeonha tại sao không bỏ điện thoại của bố đi.
Jeon-ha tò mò làm sao cô con gái biết. Jisoo nói thỉnh thoảng cô nhắn tin cho bố thì thấy có người đọc tin nhắn. Jeon-ha trầm mặc một hồi sau đó hỏi Jisoo nếu bố cô vẫn còn sống thì sẽ thế nào. Jisoo hỏi sao mẹ lại nói như thế. Jeon-ha lại dừng lại không nói tiếp nữa. Chờ cho đến khi các con đi học, Hye-jin cũng nếm thử cơm chiên của ông chú rồi nói rất ngon và hỏi ông làm thế nào để làm điều đó. Ông chú liền nói cách làm cho cô. Hye-jin hỏi hôm nay ông có đến siêu thị không. Ông chú nói rằng sẽ đến đó còn nói tuyên truyền vất vả như vậy không đành lòng để cho nhân viên làm một mình. Hye-jin nói rằng đã chuẩn bị trang phục cho ông chú. Nói xong thì liền đi trước. Ông chú cảm thấy được hôm nay Hye-jin không giống như mọi ngày. Khi Hye-jin ra ngoài và lên xe, cô không thể khởi động được xe. Tiếp theo là dây an toàn không kéo được, cần gạt nước cũng làm việc liên hồi. Cô hiểu rằng mặc dù cô đã cố gắng thể hiện bình thường nhưng vẫn không thể che giấu được lo lắng trong lòng. Cô nhớ lại trước đó đã nhìn thấy áo thun mà ông chú chụp chung với cả nhà Jeon-ha. Tâm trạng Hye-jin bắt đầu mất đi khống chế. Cô ngồi ở trong xe khóc lên nhưng không dám khóc lớn. Ông chú nhận được điện thoại của cảnh sát Hong sau đó lái xe đến đồn cảnh sát ngay lập tức. Một chiếc xe trên đường vượt lên khiến ông chú vội đánh lái và phanh xe gấp. Ngay tại thời điểm này ông cũng nhớ lại ký ức khi xảy ra tai nạn xe hơi với Huyên Treo. Ký ức của Huyên Treo trong cơ thể càng ngày càng nhiều. Ông chú bắt đầu cảm giác được đại não Huyên Treo đang chi phối linh hồn của mình. Hành động và cách nói chuyện cũng ngày càng giống Huyên Treo. Ông chú bắt đầu lo lắng không biết mình đã trở thành Huyên Treo đến mức độ nào rồi. Ông chú hỏi cô tình nhân có phải chính mình đã giả tạo khoản vay kia không. Cô tình nhân trả lời đúng vậy. Vậy người trả khoản vay đó cũng là tôi sao? Cô tình nhân nói đúng vậy. Nhưng ông chú lại nói ngày hoàn tiền của tài khoản đó là ngày tổ chức tang lễ của ông ta. Lúc đó ông được chẩn đoán là đã nghèo, cả hai người mang tên Huyên Treo đều không hoàn tiền tài khoản đó. Lúc này cô tình nhân đã khẩn trương đến cực điểm. Ông chú tiếp tục tiến công nói rằng Huyên Treo quá cố không nhận được khoản vay đó và ông cũng không phê duyệt khoản vay. Còn nói chính là cô bất an nên mới mua chuộc Ki Treo làm hỏng xe của ông chú nên mới khiến ông chú đạp thế nào cũng không ăn phanh, mà chiếc xe đó mới sửa còn chưa đến 2 tuần. Sau đó còn nói sau lưng cô ta khẳng định còn có người giúp đỡ nếu không cô ta không thể làm chi tiết thế được. Cô tình nhân một câu cũng không mở lời. Ông chú lại nói cái kẹp cà vạt kia lúc trước bỏ sót ở nhà cô, sau đó cô lại cố ý để lại hiện trường để gài bẫy ông. Cô tình nhân bắt đầu sụp đổ và rơi nước mắt không ngừng đập bàn hét lên. Cảnh sát Hong vội vàng xông vào. Cô tình nhân nói muốn chờ luật sư đến rồi mới nói rõ. Ông chú lộ ra nụ cười nhếch mép đầy khinh thường. Cô tình nhân gọi cho chủ tịch Kim để tìm giúp đỡ, còn nói ông chú đã biết việc cho chủ tịch Lee vay không phải là do mình làm rồi. Chủ tịch Kim hỏi cô ta có ý định gì. Cô tình nhân nói nếu xảy ra chuyện với cô ta, chủ tịch Kim cũng không thể chạy được. Ở phía bên kia, nhân viên tố cáo đã nhận được một tin nhắn từ chủ tịch Kim nói với anh ta rằng sẽ tổ chức một cuộc họp của ủy ban kỷ luật ngay lập tức. Mà phó giám đốc Ha nhớ lại lúc trước phát hiện cô tình nhân chạy vào phòng làm việc của ông chú thông đồng với chủ tịch Kim để làm giả toàn bộ quá trình cho vay 300 tỷ kia. Bố của ông chú nói Jeon-ha quên ông chú đi, ông chú đã chết rồi nhưng Jeon-ha nói cô và ông đều biết rõ ông chú chưa chết, hơn nữa ông là bố của Jisoo. Ngay cả khi mọi người trên toàn thế giới nói với Jeon-ha rằng ông ta không phải là chồng cô nhưng bố chồng cô thì không thể nói như vậy. Bố chồng nói rằng mọi người sẽ không tin vào những gì họ nói, ông lo sợ chuyện này sẽ làm con trai ông bị tổn thương. Jeon-ha liền nói đến bố cũng thừa nhận ông ấy là con trai của bố. Ông bố bất lực không nói được gì nữa cứ vậy cuộc tranh luận cũng dừng lại. Sau đó Jeon-ha cùng bạn mình đi đến siêu thị mà Hye-jin cũng cùng các đồng nghiệp đi đến chỗ ông chú. Hai bên vừa vặn đụng phải nhau, ông chú thấy tình huống khó xử thì không biết phải làm thế nào. Jeon-ha và Hye-jin cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sau đó mọi người cùng nhau đi ăn trưa, ai cũng ngại mở miệng trước chỉ nhìn nhau cười gượng. Cuối cùng vẫn là Sung-mo phá vỡ không khí nói chuyện với ông chú về công việc. Tiếp theo đó là màn đấu khẩu của hai người phụ nữ trên bàn ăn, cô một câu tôi một câu khiến ông chú hết cách chỉ còn xin phép rời đi trước. Trên đường trở về ngân hàng, ông chú nhận được tin nhắn của Hye-jin hẹn ăn tối cùng với ông, sau đó lại nhận được tin nhắn của Jeon-ha cũng nói ông tối nay về nhà ăn tối. Ông chú thở dài một hơi cảm giác thật sự rất khó khăn. Jisoo ở trường nhớ tới thái độ ông chú đối đãi với mình, còn nhớ tới những tin nhắn ông chú gửi cho cô. Thì dấy lên những nghi ngờ, sau đó cô lập tức tìm Kang-ho hỏi cậu ta sau khi ba cậu tỉnh lại có gì lạ không. Kang-ho nói trước kia ba đối xử với hắn rất nghiêm khắc nhưng bây giờ nó trở nên rất hiền lành, còn nói với cậu phải ăn cơm thường xuyên sức khỏe là quan trọng nhất. Và còn làm cho cậu ta một món thịt chua ngọt rất ngon. Còn nói bữa sáng vô cùng quan trọng vì bữa sáng là một món quà từ Chúa. Jisoo vừa nghe đến đây liền nhớ tới bố mình cũng thường xuyên nói như thế với mình. Cô dường như đã hiểu mọi chuyện. Khi ông chú đi làm về, vừa ra khỏi văn phòng bất ngờ phát hiện ra Jisoo. Lúc này Jisoo không khống chế được tình cảm của mình chạy đến ôm chầm lấy ông và gọi ông là bố. Lúc này hai người phụ nữ đang hăng say chuẩn bị bữa tối. Khi Jisoo về đến nhà cô ấy hỏi mẹ hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy? Jeon-ha không trả lời mà chỉ hỏi cô có đói không? Jisoo nói mình không đói vì đã ăn với bố. Jeon-ha áy náy cúi đầu, Jisoo hỏi bà tại sao không nói với mình, sau đó đi qua ôm lấy mẹ, bởi vì cô ấy biết mẹ cô ấy cũng phải rất buồn. Jeon-ha không ngừng chớp mắt, bà không muốn rơi nước mắt trước mặt con gái mình. Lúc này ông chú còn đang khó xử trong phòng làm việc, sau khi quyết định thì bắt đầu lái xe về nhà. Đột nhiên chuông cửa reo ở cả hai bên, Jeon-ha đi ra lại là nhân viên chuyển phát nhanh. Ông chú lựa chọn trở về bên nhà Hye-jin, Jeon-ha thất vọng thu dọn đồ ăn. Hye-jin rót rượu vang đỏ cho ông chú rồi nói về kỷ niệm chuyến du lịch mới cưới của họ. Nhưng ông chú một chút cũng không nhớ ra điều này làm Hye-jin cảm thấy rất thất vọng.
Cô vẫn tiếp tục kể về sự thay đổi trong tình yêu của hai người. Ông chú nói vốn tưởng rằng thời gian còn rất nhiều để chữa lành vết thương, không nghĩ tới chính là mình chết nhanh như vậy. Nghe đến đây, Hezin xem như cũng hiểu. Ông chú nói ông không phải chồng của Hezin. Lúc này Hezin đã cảm thấy không cách nào hít thở được, cô vẫn hy vọng có một kỳ tích xảy ra. Ông chú nói mình có cùng ký ức với chồng cô và chỉ có như vậy thôi, bởi vì đây là cơ thể của chồng cô. Ông cần phải trở lại bên người thân của mình. Hezin hoàn toàn ngây ngốc. Cuối cùng ông chú bảo Hezin hãy sống tốt và hạnh phúc, sau đó liền đứng dậy rời đi. Nước mắt Hezin không còn có thể khống chế được nữa. Ngay khi ông chú mở cửa, Hezin liền chạy đến ôm lấy ông, nói ông đừng đi. Ông chú ôm chặt lấy Hezin đau lòng mà rơi nước mắt, nhưng ông vẫn lựa chọn trở về bên Jeonha. Jeonha trên bàn cơm gắp thức ăn cho ông chú như thường lệ, nhưng ông chú lại biểu hiện không được tự nhiên. Ngay cả người bố và Jisoo cũng có thể cảm nhận được. Sau bữa ăn, ông chú liền nói chuyện với bố mình. Khi ông định rời đi thì người bố nói hãy làm theo ý của ông. Ông nói chuyện với Jeonha rằng đây không phải là việc đơn giản, ông cần phải giải quyết cho xong một số việc. Jeonha muốn ông ly hôn cùng với Hezin và họ sẽ sống giống như trước kia. Tiếp theo lại nói nếu ông chú muốn đi làm vậy cô sẽ đến nhà Hezin lấy đồ của ông. Ông chú vội ngăn lại nói Jeonha đừng đến đó, ông sợ rằng cô sẽ nói những lời tổn thương Hezin, còn nói Hezin hiện tại rất đau khổ. Jeonha nói mình không đau khổ sao? Cô hỏi ông chú có phải chỉ có thân thể trở về còn trái tim vẫn còn ở bên Hezin. Sau đó cô nói ra những đau khổ của mình cho ông chú nghe và nói ông chú xa lạ quá. Jeonha tìm Jisoo nói chuyện, bà nói với con gái người ngoài kia không giống với bố của cô nữa rồi. Jisoo nói mẹ mình đừng nghi ngờ như vậy, nếu không họ sẽ mất bố. Sau đó hai mẹ con ôm chặt lấy nhau. Kang Ho bên kia tiến vào thư phòng muốn tìm bố thì không thấy bố đâu, liền đi đến sofa lại thấy mẹ thất thần ngồi đó. Lúc ngủ ông chú cùng Jeonha rất là xa lạ. Jeonha cố ý điều chỉnh tư thế ngủ hy vọng có thể nhận được phản ứng từ ông chú, nhưng ông chú căn bản không có cảm giác. Vì thế Jeonha lại lựa chọn quay người. Sáng hôm sau Jeonha liền phát hiện ông chú đã không còn ở bên cạnh nữa, liền chạy khắp nhà tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng của ông. Bà muốn gọi điện thoại cho ông nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc. Hezin nhận được điện thoại của Jeonha. Jeonha tỏ ý muốn lấy lại quần áo của ông chú. Hezin liền nói đó là quần áo của chồng mình. Jeonha nói không thích ông chú về bên đó lấy cho nên cô mới gọi điện, nhưng Hezin kích động nhắc lại với Jeonha đó là chồng mình không phải chồng của Jeonha. Jeonha còn muốn nói tiếp nhưng Hezin trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó Hezin lấy ra đơn ly hôn điên cuồng xé nát. Cô rất hối hận vì đã đề cập đến việc ly hôn. Dapol gọi điện thoại nói cho Hezin biết ông chú xảy ra chuyện ở ngân hàng, mà Jeonha cũng nhận được điện thoại của Dapol, vì thế Hezin hẹn Jeonha ra ngoài. Jeonha hỏi Hezin muốn giải quyết vấn đề như thế nào. Hezin cho biết ông chú gặp khó khăn ở ngân hàng, nếu bây giờ lại bị phát hiện có người phụ nữ khác hoặc có vấn đề về đạo đức thì sẽ còn khó khăn hơn. Hezin nói nếu Jeonha yêu ông chú thì hãy buông tay. Jeonha hỏi Hezin là có ý gì. Hezin nói ông chú nếu lựa chọn Jeonha sẽ phải chịu đựng sự phỉ báng của mọi người cho đến khi nằm trong 6 tấm mới thôi. Hezin nói không ai có thể làm khác, trò đùa vận mệnh tàn nhẫn này chỉ có hai người tự giải quyết mà thôi. Chuyện này vốn không có kết cục đều vui, trong hai người nhất định sẽ có người bị thương. Jeonha nói tại sao tôi lại là người tổn thương? Bởi vì cô hy vọng ông chú hạnh phúc. Mọi người trên đời này đều sẽ không ai tin ông chú hiện tại là chồng của Jeonha, chỉ có mình cô nghĩ như vậy. Nói xong Hezin liền ra ngoài lên xe, cô vẫn hy vọng có thể ở bên ông chú. Mà Jeonha ở lại trong quán nước lặng lẽ rơi lệ. Bởi vì ông chú bị Vu Hoa nhận hối lộ khi phê duyệt hồ sơ nên trụ sở ngân hàng sẽ tổ chức một cuộc họp kỷ luật đối với ông. Hôm nay Giang Chun tìm đến ông chú hỏi tại sao ông chú lại chấp thuận các khoản vay của tập đoàn 5 sao, còn nói nó không giống như phong cách của ông. Ông chú nói không phải tôi phê duyệt, Giang Chun nói phê duyệt cho vay tất cả chỉ có thể được thực hiện bằng máy tính của giám đốc chi nhánh. Còn nói với ông chú chuyện cô tình nhân nhờ sự trợ giúp của chủ tịch Kim và Huynh Treo đã trúng kế của bọn họ. Ông chú bày tỏ nhất định sẽ tra ra chân tướng sự việc nhưng Giang Chun nói ông chú đã không còn cách nào khác. Còn nói sẽ giúp đỡ ông. Khi Giang Chun rời đi ông chú hỏi hắn vì sao phải giúp mình. Giang Chun nói hắn nợ ông chú một ân tình. Mà ông chú dường như không biết có chuyện này. Sau đó phó giám đốc Ha gặp Giang Chun trên sân thượng. Thì ra phó giám đốc Ha muốn làm chứng ở ủy ban kỷ luật cho ông chú. Nhưng Giang Chun nhắc nhở ông nếu như vậy ông không thể làm giám đốc chi nhánh. Điều đó làm lão Ha lăn tăn. Giang Chun lại nói nếu ai đó hỏi vì sao vào giờ đó ông còn ở lại văn phòng của giám đốc chi nhánh thì ông sẽ trả lời thế nào. Phó giám đốc Ha nghe vậy quả nhiên chấn kinh mà im lặng. Sau đó ông chú gọi phó giám đốc Ha đến phòng làm việc hỏi rằng trong thời gian mình xảy ra tai nạn, có vẻ như đã có người sử dụng máy tính của mình để phê duyệt các khoản vay của tập đoàn 5 sao. Phó giám đốc Ha liền nói mình không biết mật khẩu của máy tính này, cuối cùng đã đến ngày tổ chức kỷ luật. Đối mặt với kỷ luật sẽ là một loạt các chất vấn nhưng ông chú kiên quyết không nhận. Mà các thành viên của hội kỷ luật đều là cánh tay của chủ tịch Kim, họ liên tục tấn công ông chú. Ông chú một mực khẳng định những điều này đều là giả mạo. Họ hỏi ông chú có bằng chứng không? Ông chú không thể đưa ra được bằng chứng. Ngay lúc này nhân viên tố giác được chủ tịch Kim mua chuộc bằng hai miếng vàng lớn liền đi vào. Anh ta làm chứng rằng chính ông chú đã phê duyệt những khoản vay đó. Lúc này ông chú cảm thấy không ổn liền bày tỏ mong muốn mời nhân chứng. Mọi người đều cảm thấy rất nghi ngờ hỏi ông nhân chứng là ai? Người ông chú nói là chủ tịch Kim. Tất cả những người trong hội đồng kỷ luật nghĩ rằng ông đang gây rối một cách vô lý, nhưng ông chú nói anh ta có tư cách này. Sau khi buổi kỷ luật kết thúc, nhân viên tố giác đang chăm sóc vợ ở bệnh viện mà ông chú cũng đến đây và hiểu được mọi chuyện. Nhân viên tố giác đã rất ngạc nhiên khi thấy ông chú ở đây,
nhưng ông chú không hề trách cứ anh ta mà còn nắm tay bày tỏ sự cảm thông. Ông chú trở về công ty làm thêm giờ thì nhận được điện thoại của John Ha. John Ha hỏi ông khi nào về nhà. Ông chú nói rằng ông sẽ không thể quay trở lại tối nay. Sau đó ông chú mở danh bạ ra thay đổi tên của Hye-jin từ bà cô thành Hye-jin. Lúc này Hye-jin đang dọn nhà thì nhìn thấy ông chú đang ngồi trên ghế sofa còn cười với cô một chút. Ngay khi Hye-jin cho rằng là thật lại phát hiện hóa ra đều là ảo giác. Trong một khu rừng tối tăm, một người đàn ông bí ẩn đang đốt quần áo không cẩn thận đốt cháy bàn tay của mình. Bên kia cô tình nhân đang nói chuyện với người bí ẩn, cô ta bảo đối phương nhanh chóng giải quyết ông chú nếu không sớm muộn gì họ cũng sẽ bị bắt. Mà đối phương nói cô đừng lo lắng vì ông chú sắp bị đuổi việc. Trong bãi đậu xe liền xuất hiện người vừa mới đốt quần áo. Khoảnh khắc anh ta tháo khẩu trang ra thì ra lại là Giang Chun. Ông chú tăng ca suốt đêm điều tra mọi việc, cuối cùng đã tìm thấy chứng cứ quan trọng liền gọi điện cho cảnh sát Hong, nói manh mối mới tìm được cho anh ta. Cảnh sát Hong nói rằng anh đã tìm thấy một đồng phạm của cô tình nhân nhưng CCTV không quay được mặt nên chưa rõ là ai. Ông chú nhớ tới chiếc điện thoại có cuộc ghi âm của mình và chủ tịch Kim nhưng sau vụ tai nạn điện thoại đã bị hư hỏng nặng không thể sửa khiến ông cảm thấy rất buồn. Đúng lúc này phó giám đốc Ha đi tới phòng làm việc của ông chú quyết định đem tất cả những gì ông biết nói cho ông chú biết. Cuộc họp kỷ luật thứ hai đã được triệu tập, ông chú bình tĩnh ngồi xuống. Chủ tịch Kim đến và định ngồi vào ghế của các thành viên hội đồng kỷ luật, ông chú liền lên tiếng nhắc nhở ông đến để làm nhân chứng chứ không phải là thành viên của hội đồng kỷ luật. Mấy kẻ nịnh bợ lập tức lên án ông chú tịch Kim thì tức giận đi về ghế của mình và ngồi xuống. Giang Chun nói ông chú giải thích việc cần chủ tịch Kim làm chứng chuyện gì. Ông chú bắt đầu hỏi chủ tịch Kim khoản vay của tập đoàn 5 sao lúc trước là chủ tịch Kim nhờ ông phê chuẩn có đúng không. Chủ tịch Kim lập tức phủ nhận điều đó còn nói trí nhớ của ông chú có vấn đề rồi. Ông chú liền nói đúng là trí nhớ của mình có không tốt vì vậy đã có thói quen ghi âm lại những gì quan trọng. Nói xong ông liền bật đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của mình và chủ tịch Kim ra. Trong bản ghi âm Huynh Treo đã từ chối phê duyệt khoản vay của tập đoàn 5 sao mà chủ tịch Kim nhờ anh. Sau đó ông nói với chủ tịch Kim ngày mai phía công tố sẽ triệu tập ông ta vì vậy hãy thay bộ quần áo sạch sẽ rồi đi đến đó. Sau đó còn vạch trần một số thành viên trong hội đồng kỷ luật cùng phe với chủ tịch Kim. Nói xong ông chú liền đứng lên rời đi, còn Giang Chun thì đã sớm hoảng loạn lo lắng. Điện thoại của công chú đã hỏng nát tại sao lại có thể lấy được đoạn ghi âm kia để làm bằng chứng chứng minh sự vô tội của mình. Thì ra khi ông chú đang không biết phải làm thế nào để chứng minh mình vô tội thì ngoài cửa sổ chiếu vào một tia sáng. Sau đó chiếc điện thoại bị hỏng kia tự động bật nguồn khiến ông chú há miệng ngạc nhiên. Tất cả là do siêu năng lực của thần chết. Ngày hôm sau nội bộ chi nhánh đọc được thông báo thú tội nhận hối lộ vu oan cho ông chú của một nhân viên ẩn gian. Như vậy ông chú đã được minh oan rõ ràng khiến các nhân viên vô cùng vui mừng. Đúng lúc ông chú đi đến và thông báo với mọi người sẽ họp sau giờ làm. Tại buổi họp ông chú cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người nên mọi việc mới có thể thuận lợi giải quyết. Một nhân viên hỏi ông chú nhân viên thú tội vì lương tâm kia là ai vậy? Ông chú vui vẻ trả lời người đó không phải ở chi nhánh của họ và nói với mọi người chủ tịch Kim sẽ bị điều tra nên hình tượng của ngân hàng sẽ bị giảm sút. Vì vậy ông muốn mọi người phải làm việc nghiêm túc và yêu cầu mọi người cuộc họp tháng sau sẽ phải trình một bản báo cáo. Nếu thành tích sụt giảm thì họ phải tìm công ty chuyển nhà đầu tiên vì sẽ bị điều đi chi nhánh xa nhà nhất. Huynh Treo đã quay trở lại, mọi người trong nháy mắt liền nghiêm túc trở lại. Buổi tối ông chú quay trở về nhà John Ha, khiến John Ha vô cùng vui vẻ. Nhưng hai người ở chung vô cùng ngượng ngùng, lúc ngủ hai người vẫn quay lưng về phía nhau. Hye-jin ở phía bên kia bị sốt cao, cô con gái nhỏ phát hiện ra thì vô cùng hoảng sợ. Bên ngoài trời mưa to sấm chớp đi đùng, chuông điện thoại của ông chú kêu lên. Ông vội cầm điện thoại đi ra ngoài, mà John Ha cũng tỉnh lại. Cô con gái nhỏ thông báo với ông chú Hye-jin bị ốm. Ông chú lập tức thay quần áo ra khỏi nhà. John Ha hỏi ông đi đâu có phải đi tìm người phụ nữ đó không và nói ông đừng đi. Nhưng ông chú nói mình phải đi. John Ha vội vàng đuổi theo giữ ông lại, chỉ thấy ông chú gạt tay John Ha đi vào trong màn mưa. Ông chú trở về dịu dàng đánh thức Hye-jin. Lúc này Hye-jin còn không thể tin được thật sự là ông đã trở về, ông chú liền gật đầu xác nhận. Hye-jin ngồi dậy vuốt ve khuôn mặt của ông chú nói thật sự đúng là anh rồi sau đó chủ động ôm chặt ông chú, cả hai đều rơi nước mắt. Còn John Ha vẫn đang dầm mưa trước cửa nhà đợi ông chú quay lại. Thần chết cầm ô che mưa cho cô, nhưng trái tim cô căn bản không cảm nhận được. Giờ phút này cô chỉ muốn đợi đến khi người đàn ông mình yêu về nhà. Ông chú ân cần chăm sóc cho Hye-jin và dặn dò cô uống thuốc và chăm sóc tốt bản thân vì sức khỏe của cô yếu nên rất dễ bị đổ bệnh. Còn hỏi Hye-jin có gì mà mình chưa làm cho cô không, rồi nói sẽ làm bữa sáng cho cô rồi rời đi. Hye-jin hỏi ông chú có phải là đầu bếp không, ông chú gật đầu trả lời cô. Cô biết quá ít về ông chú nhưng cô nói rằng bất kể ông là ai, đã từng làm gì cô đều không quan tâm. Huynh Treo hiện tại là tất cả với cô ấy. Ông chú ôn nhu vuốt ve trán của Hye-jin và dặn cô hãy nhắm mắt lại ngủ thêm chút nữa. Sau khi mưa dừng lại, Jisoo đi ra nhìn thấy mẹ ngồi ở bậc thang liền hỏi mẹ mình làm gì ở đây. John Ha nói anh ta đang chờ ông chú trở về. Jisoo lôi kéo John Ha muốn bà đi vào nhà nhưng John Ha không muốn rời đi, bà muốn chờ chồng mình quay trở về. Jisoo nói rằng mẹ không phải chờ thế này đâu vì bố sẽ quay trở về mà, trong trái tim bố chỉ có mình mẹ mà thôi. John Ha cười lạnh một chút nói với Jisoo bố cô bây giờ không phải là người bố trước đây, họ quen nữa rồi. Thần chết đứng ở một bên khổ sở nhìn hai người, anh cảm thấy áy náy cúi đầu bởi vì sai lầm của mình dẫn đến linh hồn của ông chú mới phải nhập vào thể xác của Huynh Treo đã qua đời. Nhưng bây giờ ông chú phải đối mặt với hai người phụ nữ mà không biết phải giải quyết thế nào. Khi Hye-jin thức dậy phát hiện ông chú không có ở bên cạnh liền vội vã ra phòng khách để tìm kiếm.
phòng khách không thấy ai lại đi tới phòng sách. Cô biết ông chú đã rời khỏi nhà liền lộ ra sự thất vọng. Hye-jin nhìn thấy bát cháo ở trên bàn cùng với một bức thư ông chú để lại. Ông chú dặn cô ăn xong thì uống thuốc và nói rằng xin lỗi vì đây không phải là bữa sáng. Nhìn bát cháo trên bàn, Hye-jin rưng rưng mà nuốt từng thìa cháo xuống. Rất nhanh ông chú liền trở về nhà Jeon-ha. Ông nói rằng Hye-jin bị bệnh vì vậy ông mới phải đến đó. Khi đi ngủ, Jeon-ha hỏi ông chú có gì ông thấy bất tiện không, nhưng ông chú không trả lời. Sáng sớm ngày hôm sau, Jeon-ha phát hiện ông chú gấp bộ quần áo ngủ gọn gàng để ở giường. Cô nhìn vào bức ảnh gia đình trên bàn nói với người chồng trong ảnh, không phải do anh làm đúng chứ? Jeon-ha bắt đầu nhận ra rằng ông chú không còn là ông chú cũ nữa. Hye-jin ở phía bên kia nhận được cuộc gọi từ ông chú, cô nhẹ giọng trả lời. Ông chú ở đầu dây bên kia không ngừng quan tâm cô. Hye-jin tỏ vẻ không biết nên gọi ông chú như thế nào, có nên gọi ông là bố của Kang-ho hay không. Còn nói có thể nghe được tiếng của ông khiến cô rất vui. Ông chú nói mình cũng vậy và nói rằng ông sẽ giải quyết một vấn đề quan trọng bây giờ. Cảm thấy có thể nghe thấy giọng nói của Hye-jin thì cảm thấy có sức lực hơn. Hye-jin hỏi ông có phải muốn giải quyết chuyện tình cảm của Hyun-cheol hay không. Ông chú nói rằng bây giờ cũng là chuyện của mình. Hye-jin nói cảm ơn ông vì đã thay Hyun-cheol hoàn thành công việc mà anh chưa làm xong và xin lỗi vì chuyện không cần ông làm lại để ông phải đi giải quyết. Ông chú cũng nói lời cảm ơn và xin lỗi với cô. Cảm ơn vì Hye-jin là vợ của Hyun-cheol và xin lỗi vì ông không phải là chồng của cô. Hye-jin không nói gì mà cúp máy, sau đó cô đổi tên danh bạ số điện thoại chồng thành Hyun-cheol. Kang-ho cố ý ở cổng trường chờ Jisoo, cuối cùng hai người hẹn nhau nghỉ trưa nói chuyện một chút. Đến giờ nghỉ trưa, Kang-ho nói hôm đó nghe thấy Jisoo gọi điện thoại cho bố, nhưng bố cô đã qua đời. Jisoo vội nói bố cô chưa qua đời. Sau đó nói người qua đời là bố của Kang-ho, còn bố hiện tại của Kang-ho cũng không phải bố của anh mà là bố của Jisoo. Kang-ho hỏi cô có phải bị điên không? Jisoo nói bữa sáng là món quà mà Chúa ban cho, đó là những gì bố cô thường nói. Cô cũng nói rằng bố cô là một đầu bếp trong một nhà hàng Trung Quốc. Nếu buổi sáng Jisoo không muốn ăn, ông sẽ chiên cơm chiên cho cô ăn. Còn nói Kang-ho thường xuyên xem chương trình Siêu Nhiên, cũng từng thấy những điều thần kỳ, chẳng lẽ chưa từng hoài nghi sự khác lạ của bố mình sao, và còn thông báo với cậu ông chú đã chuyển về nhà mình sống rồi. Kang-ho ông chú ở bên ngoài ăn cơm, ông chú nói mình có lỗi với cậu. Kang-ho kinh ngạc vì sao ông lại nói như vậy. Ông chú nói vì không thể chăm sóc tốt cho cậu, còn hay trách cứ cậu không học tập thật tốt. Kang-ho nói ông không cần xin lỗi những chuyện đó. Ông chú muốn hỏi cậu chuyện gặp kỳ tích, Kang-ho lập tức cắt ngang và nói rằng cậu không tin vào những điều này nữa, tất cả đều là giả dối. Còn nói ông chú hãy cứ là bố của cậu. Cậu nói với ông khi cậu đau buồn nhất là nghe tin bố qua đời. Khi cậu chạy đến bệnh viện, cậu hy vọng những điều đó chỉ là giấc mơ. Bởi vì chạy quá nhanh còn bị ngã rồi bị thương ở chân rồi lấy cớ là đau chân mà đã khóc, nhưng thực ra cậu khóc vì đau lòng. Ông chú nghe xong cũng rất buồn, Kang-ho nói mình sẽ làm tốt, sẽ nghe lời bố. Ông chú mỉm cười, sau đó hỏi Kang-ho có điều gì muốn đi làm với bố không. Kang-ho không ngừng suy nghĩ, ông chú hỏi cậu có muốn đi tắm với bố không. Kang-ho vui vẻ gật đầu, sau đó hai cha con ngoắc ngón tay ước định. Lúc này Kang-ho đã không quan tâm linh hồn của người trước mặt là ai, trong lòng cậu ông chú chính là bố của mình. Trước khi rời đi, ông chú còn cố ý đóng gói thức ăn đưa cho Kang-ho bảo cậu mang về cho Hye-jin. Khi Kang-ho về nhà sắp xếp đồ ăn xong, Hye-jin rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của cậu, hỏi cậu có chuyện gì vậy. Kang-ho cười hạnh phúc nói rằng cháo là bố đã mua cho cô ấy. Hye-jin hỏi cậu đã bắt đầu gọi ông chú là bố rồi, trước kia cậu luôn dùng kính ngữ với bố mình. Kang-ho thẹn thùng nói cậu đột nhiên muốn gọi như vậy. Đôi mắt của Hye-jin lộ ra một hy vọng, là hy vọng có một gia đình ấm áp. Ngày hôm sau các đồng nghiệp đều hướng ông chú để chào nhưng ông chú lại đi thẳng về phía trước. Mọi người cho rằng ông lại trở về với con người nghiêm khắc. Thì sau đó ông chú đột nhiên dừng bước chân chào mọi người trong nháy mắt cảm thấy ông chú thật sự đã thay đổi, trở nên gần gũi hơn. Phó giám đốc Ha đi tới phòng làm việc của ông chú nói rằng ông sẽ đến văn phòng công tố vào buổi chiều để làm chứng, sau đó nộp đơn từ chức cho ông chú. Ông còn nói rằng mình đã từng rất ghét Hyun-cheol trước đây vì phong cách xử sự của hắn và vì hắn trẻ trung và tài năng khiến cho ông không thể được thăng chức, cho nên mới bị Giang Chun mê hoặc xem trộm máy tính của ông chú, sau đó hướng ông chú xin lỗi. Ông chú bảo phó giám đốc hãy cho ông thêm một cơ hội để không bị ghét nữa, vì vậy trả lại đơn từ chức của phó giám đốc Ha. Còn nói hôm đó ông ở trong phòng của ông chú chỉ là đang làm việc thay cho ông chú mà thôi. Còn nói chờ chi nhánh bọn họ đứng nhất cả hai cùng đi làm một ly. Phó giám đốc Ha rất cảm động nói không biết bắt đầu từ khi nào ông không còn ghét ông chú nữa. Đặc biệt là sau khi xảy ra tai nạn ông chú đã hoàn toàn thay đổi. Mà ông chú đối với lời phó giám đốc Ha nói liền có nhiều suy nghĩ. Jeon-ha đang chờ xe buýt thì thần chết nói với cô rằng cố lên. Không nghĩ tới Jeon-ha lại nghe thấy hắn nói. Thần chết lại hỏi cô có thể nghe thấy sao, khiến Jeon-ha sợ tới mức nổi gai ốc. Bản thân thần chết cũng bị dọa sợ. Sau đó, Jeon-ha đến trung tâm mua sắm để chọn trang phục đi làm cho ông chú. Thần chết lại ở bên cạnh cô đưa ra nhận xét. Jeon-ha nghe được vội vàng nhìn ngó xung quanh thì phát hiện bên cạnh căn bản không có người, vì thế lại đi đến hàng khác. Thần chết lại đưa ra nhận xét cho cô khiến Jeon-ha hoảng sợ chạy đi thì lại đụng vào người thần chết. Jeon-ha hỏi hắn là ai, thần chết nói cô ngồi xuống nói chuyện một chút. Sau đó hai người đến một quán và nói chuyện. Thần chết đem sai lầm của hắn nói cho Jeon-ha biết. Cảnh sát Hong đang đọc tin tức của chủ tịch ngân hàng thì ông chú đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh làm anh ta giật mình. Ông chú và anh ta bàn luận về vụ án giết Ki-cheol, sau đó ông chú đưa cho anh một tập tài liệu về danh sách tạo tài khoản giả và nói mình tìm thấy ở nhà của cô tình nhân.
Ông cho rằng người đứng đằng sau cô tình nhân chắc chắn là người quản lý hệ thống điện tử trong ngân hàng mới có thể làm được. Sau đó, ông chú cho biết ông sẽ điều tra trong nội bộ ngân hàng, còn cảnh sát Hong thì điều tra hung thủ giết Ki-cheol. Sự thay đổi của ông chú ngay cả cảnh sát Hong cũng cảm giác được rất rõ ràng. Ngày hôm sau, cô tình nhân gặp người bí ẩn, người này chính là Giang Chun. Cô tình nhân trách ông ta làm mọi chuyện lộn xộn như vậy còn bị ông chú phản kích lại. Giang Chun nói cô ta là quá giỏi, đã một chân đạp hai thuyền, sau đó nói chuyện chủ tịch Kim phê duyệt cho tập đoàn 5 sao vay tiền và nói những gì cô ta đã làm đêm đó đều bị phó giám đốc Ha phát hiện và báo cáo. Cô tình nhân cũng đã nghĩ ra đối sách, muốn đổ lỗi cho chủ tịch Kim liền nói ông ta là chủ tịch nên cô không thể không phục tùng mệnh lệnh. Sau đó cô lại hỏi Giang Chun không phải đã giết người hay sao, nhưng Giang Chun căn bản không lo sợ, nói rằng không có bằng chứng và chứng cứ về vấn đề này. Ngược lại còn nói kẹp cà vạt là cô tình nhân đưa cho hắn, cũng nói rằng những khoản vay bất hợp pháp đều là do một mình cô ta làm ra, không có bằng chứng nào cho thấy ông ta có tham gia. Cô tình nhân hỏi ông ta vì sao nhất định phải ép ông chú là phạm nhân và tại sao mà giết Ki-cheol vì chuyện nhỏ như vậy. Giang Chun cũng không trả lời cô. Cô tình nhân bắt đầu hoài nghi chuyện này không đơn giản như vậy. Khi cô tình nhân trở về căn hộ lại phát hiện ông chú ngồi trong phòng. Ông chú nói cô tình nhân tự thú đi, đừng để người khác lợi dụng cô nữa. Ông chú hỏi cô tại sao lại dùng kẹp cà vạt hãm hại ông. Cô tình nhân nói không ngờ xe của Ki-cheol cũng bị động tay động chân, cho rằng chỉ có xe của ông chú bị động vào mà thôi. Ông chú cảm thấy rất kinh ngạc, nhớ lại khoảnh khắc tai nạn xe hơi. Rõ ràng chính mình đánh lái và đạp phanh xe nhưng không có tác dụng gì. Hóa ra là xe của Ki-cheol cũng bị động tay động chân, khó trách lại cùng ông chú xảy ra tai nạn xe cộ. Ông lại nhớ lại một đoạn ký ức Giang Chun cầu xin sự tha thứ từ mình. Ông chú nghi ngờ Giang Chun đứng sau. Buổi tối John Ha hỏi ông chú có muốn uống bia không. Vì vậy, hai người đi ra sân vừa uống bia vừa nói chuyện. John Ha nói ông chú thích nhìn sao nói chuyện, còn kể cho ông nghe kỷ niệm hồi cấp 3 nhưng ông chú không có chút phản ứng. Lúc này John Ha nói ông chú không uống bia chỉ uống rượu gạo, cũng nói rằng ông không bao giờ gọi mình là mẹ Jisoo. Cô cũng nói rằng mình cảm thấy bất tiện khi ông chú sống ở nhà này và nói ông hãy đi đi. Quay lại nơi cơ thể ông quen thuộc, còn nói chỉ cần ông chú hạnh phúc là được rồi. Cô cảm thấy ông chú ở chỗ này cũng không hạnh phúc. Ông chú nói mình đang nỗ lực nhưng nó không có tác dụng gì. John Ha nói cô có thể hiểu, vì vậy ông chú hãy đi đi. Cuối cùng John Ha nói người đàn ông cô yêu không phải là ông, là sẽ là người gọi cô là John Ha, cảm thấy trên thế giới này cô là xinh đẹp nhất. Người đàn ông đó sẽ làm cô vui vẻ khi cô tức giận, nhưng giờ ông không như vậy. Ông chú chỉ có thể rưng rưng nhìn John Ha. John Ha nói mình sẽ từ bỏ ông. Sau khi ông chú rời khỏi nhà, John Ha cũng không lập tức tìm Hye-jin mà là đi tới nhà Dapon. Dapon sau khi hiểu rõ tình huống liền nói ông chú hãy quay về bên Hye-jin. Dapon nói tất cả mọi người trên thế giới này chỉ biết ông là giám đốc chi nhánh ngân hàng mà thôi. Đến chính Dapon còn nói cảm giác hiện tại ông hoàn toàn là Ki-cheol, người bạn thân thiết nhất của mình trước kia. Điều này giải thích tại sao John Ha lại để anh đi. Bởi vì ông chú giờ đây quá xa lạ với cô. Ngày hôm sau Dapon càng nghĩ càng không thích hợp, vì thế liền gọi điện thoại cho Hye-jin. Đem chuyện của ông chú và John Ha nói cho cô biết và nói rằng ông chú gần đây đều ở chỗ của anh. Khi Dapon về nhà, ông chú nói rằng tai nạn giao thông của ông là do có người gây ra để giết anh ta. Dapon hỏi hắn có phải có ký ức của Ki-cheol hay không. Ông chú nói là đều nhớ hết những ký ức của Ki-cheol. Dapon trong nháy mắt nổi da gà. Ông chú nói hung thủ khẳng định có lý do để giết Ki-cheol. Dapon lại nói cho ông biết rằng Hye-jin đã biết ông ở đây. Ông chú hẹn phó giám đốc Ha gặp mặt, thông qua tìm hiểu càng nghi ngờ Giang Chun chính là người đứng sau. Ông chú vội vàng gọi điện thoại cho cảnh sát Hong, bảo cảnh sát Hong cấm Giang Chun xuất cảnh, sau đó nhờ anh kiểm tra một chút về vụ tai nạn của Ki-cheol. Trong nháy mắt Giang Chun đã nhận được thông báo điều tra, còn biết được là ông chú chủ động yêu cầu điều tra khiến ông ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hye-jin hẹn John Ha ra ngoài, cuộc gặp gỡ này không có tranh cãi. John Ha nói cô đã mua tây trang cho ông chú, còn nói khi chồng mình còn sống cô chưa mua cho ông ấy những bộ quần áo như thế này, trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi với ông. Hye-jin hỏi John Ha tại sao lại để cho ông chú rời đi. John Ha nói trước kia bọn họ vô cùng hạnh phúc, ngay cả khi không có tiền, chỉ cần hai người ở bên nhau là rất vui vẻ. Nhưng với ông chú bây giờ làm cho John Ha cảm thấy cô đơn hơn. Ông không còn là ông chú mà tôi nhớ, điều quan trọng nhất là ông ấy không còn yêu cô nữa. Hye-jin cúi đầu. John Ha lại nói nhưng ít nhất ông chú còn sống, đối với Jisoo mà nói bố cô bé còn sống là đủ rồi. Hye-jin hỏi John Ha ông chú là người như thế nào. John Ha cười nói anh là đầu bếp của nhà hàng Trung Quốc, con người rất trung thực và tốt bụng, cũng rất thích chơi đùa hên hay bị cô giáo huấn. Hye-jin hỏi John Ha có thể xem ảnh của ông chú không. John Ha lấy điện thoại ra, Hye-jin nghiêm túc nhìn ảnh gia đình trên màn hình. John Ha nói với cô rất xa lạ phải không. Hye-jin nhìn John Ha một chút, sau đó John Ha nói cô cũng thấy vậy. Hai người cũng không còn nói gì nữa. Sau đó Hye-jin đến nơi bọn họ chụp ảnh cưới, tự nhủ nếu như lúc đó cô tha thứ cho Ki-cheol liệu mọi chuyện có khác không. Buổi tối Hye-jin hẹn ông chú nói chuyện, vừa gặp Hye-jin đã nói sẽ ly hôn với anh, sắc mặt của ông lập tức biến đổi. Hye-jin sau đó lại nói chúng ta bắt đầu lại đi. Hye-jin bày tỏ bản thân cũng từng đau khổ, nhưng bây giờ muốn tiễn người đó đi. Cô muốn gạt Ki-cheol mà cô biết sang một bên và bắt đầu lại với Ki-cheol trước mắt. Ông chú không trả lời trực tiếp với cô mà nói cô hãy đi dạo cùng mình. Sau đó đứng dậy hướng Hye-jin đưa tay về phía cô. Hai người mười ngón tay đan vào nhau bước đi thật ngọt ngào. Sau đó hai người trò chuyện về quá khứ vui vẻ. Ông chú cũng chia sẻ kỷ niệm của mình. Hye-jin nhạy cảm hỏi ông phần ký ức này là của đầu bếp Ki-cheol sao.
Ông chú cũng không lựa chọn giấu giếm mà nói ra đó là của Huyên treo. Biểu tình của Hye-jin có chút khó tiếp nhận. Ông chú nói với cô cho ông chút thời gian. Hye-jin hỏi ông chú tình yêu của ông với cô thì của Huyên treo giám đốc ngân hàng hay của đầu bếp Huyên treo. Ông chú vẫn như trước không trả lời trực tiếp, hỏi ngược lại Hye-jin hy vọng sẽ là ai. Ông để Hye-jin tự mình lựa chọn bởi vì bất kể là người nào cũng sẽ yêu yêu cô. Hôm nay Kang Ho hẹn Jisoo nói chuyện. Kang Ho nói rằng cậu đã rút khỏi trang web và không tin những điều kỳ tích nữa. Cậu phải nghiêm túc học tập và thi vào một trường đại học tốt như bố mình. Jisoo hỏi anh có phải không tin những gì cô nói. Kang Ho nói rằng anh đã biết trước cả cô về chuyện người đó không phải là bố mình. Và hỏi Jisoo giờ cậu nên làm gì. Cậu nói rằng người chết thì có mộ phần nhưng bố cậu không hề có. Jisoo nói chúng ta hãy chia sẻ bố. Nhưng cô nói với cậu vợ của bố cô thì chỉ có một người là mẹ cô mà thôi. Ngày hôm sau ông chú với Kang Ho và Jisoo ba người cùng đi trượt băng. Không ngờ cô con gái nhỏ cũng muốn đi. Ngay lúc Kang Ho cùng Jisoo đang vui vẻ trượt băng, Hye-jin mang theo cô con gái nhỏ đi vào. Jisoo lúc này còn giả vờ cười nhưng trong lòng đã thấy khó chịu. Bởi vì cô bé không biết trượt băng nên bị ngã, ông chú vội vàng chạy đến quan tâm cô bé. Một màn này lại bị Jisoo nhìn thấy, sau đó Jisoo lại nhìn Hye-jin, trái tim Jisoo cảm thấy vô cùng lạc lõng. Trên đường trở về, cô bé hỏi mẹ Jisoo là ai, Hye-jin lập tức không biết trả lời như thế nào. Jisoo bị đả kích bất ngờ đòi xuống xe, ông chú bày tỏ muốn đưa cô về nhà nhưng Jisoo vẫn kiên quyết muốn xuống xe. Cuối cùng ông chú nói cô hãy nghe lời Jisoo lúc này mới yên lặng lại. Nhưng trở về nhà cô lập tức trốn vào trong chăn khóc nức nở. John Ha biết được tình hình vội vàng gọi điện thoại cho ông chú yêu cầu gặp mặt. Ông chú nói với Hye-jin khi ra khỏi cửa cô nghĩ xem sẽ nói với cô con gái nhỏ như thế nào. Hye-jin lấy ra áo John Ha mua đưa cho ông chú và nói hy vọng tất cả bọn họ đều có thể đối mặt với chuyện này một cách tốt nhất. Khi ông chú đến quán cà phê, John Ha hỏi hắn tại sao lại làm tổn thương Jisoo. Ông chú không ngừng giải thích mọi chuyện. John Ha hỏi ông có biết mình đang làm gì hay không, sau đó tức giận nói rằng ông chú đang ngoại tình một cách hợp pháp. Ông chú yên lặng không nói gì. John Ha tiếp tục nói ông chú đừng làm tổn thương Jisoo nữa, hãy là một người bố tốt. Khi John Ha bước ra khỏi quán cà phê lại bắt gặp Thần Chết, anh giơ ngón tay cái lên với cô. John Ha hỏi hắn có phải là cuồng theo dõi hay không. Thần Chết hỏi ngược lại cô có cần anh giúp đỡ không. Lần trước nói chuyện nhưng John Ha vẫn không tin Thần Chết là thần liền bảo cậu đưa 1 triệu won cho cô. Chỉ thấy Thần Chết giơ tay lên sau đó đánh xuống, trên tay John Ha xuất hiện 1 triệu won. John Ha vô cùng kinh ngạc hỏi cậu làm như thế nào. Đến buổi tối Jisoo bị tổn thương ngẩn ngơ ngồi ở trong sân. John Ha nói chúng ta không nên quá buồn. Mặc dù bố sống cuộc sống của người khác nhưng may mắn là ông ấy vẫn còn sống trên thế giới. Jisoo nói tại sao lại phải chia sẻ bố mình. Cô còn trách John Ha không thương lượng với mình liền để ông chú rời khỏi nhà này, biến cô ta thành một đứa trẻ không có bố. John Ha nắm chặt tay Jisoo nói ông ấy là bố cô. Jisoo đẩy tay John Ha ra nói bây giờ như vậy còn không bằng không có. Ngày hôm sau khi tan làm Thần Chết lại xuất hiện bên cạnh cô. John Ha bảo Thần Chết đi cùng mình. Hóa ra John Ha dùng tiền mà anh biến ra mua cho Thần Chết một cái máy điện thoại mới nói sau này có việc gấp liền gọi điện thoại cho anh. Nhưng Thần Chết nói anh không cần, chỉ cần cô nghĩ đến anh là anh sẽ xuất hiện. John Ha bảo anh đừng nói lung tung nữa. Thần Chết cười cười nói, vậy sau này cô có muốn gặp hãy gọi cho anh rồi rời đi. Nhưng John Ha xoay người cảm thấy vô cùng kinh ngạc người này nói rời đi liền không thấy. Khi John Ha đang cố gắng đàm phán với khách hàng, nhưng cô ta lại tỏ vẻ suy nghĩ lại. Đúng lúc này Thần Chết đột nhiên xuất hiện. John Ha hỏi anh làm sao lại đến. Khách hàng nữ hỏi John Ha anh ta là ai. John Ha nói là người em mà cô quen biết. Kết quả vị khách hàng kia trong nháy mắt biến thành mê mẩn Thần Chết. Thần Chết còn chủ động tán gẫu với cô ta khiến sức đề phòng của nữ khách hàng này lập tức biến thành âm. Sau khi ký hợp đồng, John Ha còn nói đối phương kéo muốn suy nghĩ đến tháng sau. Thần Chết xuất hiện liền xử lý xong. Thần Chết hỏi John Ha tâm tình có ổn không. John Ha nói bản thân cô có thể xử lý được và cảm ơn Thần Chết rồi rời đi. Thần Chết hy vọng sẽ sử dụng hành động để bù đắp cho những sai lầm của mình. Hye-jin nộp thư từ chức lên Sung-mo và cảm ơn anh ấy vì sự đánh giá cao của anh ấy đối với mình. Sung-mo nói tuần sau hắn cũng sẽ trở về nước vì vậy lấy ra một bức tranh nói là quà tặng cho Hye-jin. Ông chú vừa ra khỏi cửa liền nhận được điện thoại từ cô tình nhân. Cô tình nhân muốn nói cho ông chú biết ai là người đứng sau tất cả để đổi lấy sự giúp đỡ của ông. Ông chú lại tỏ vẻ không cần nói cho ông biết vì ông tuyệt đối sẽ không giúp cô ta, sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi trở lại công ty, ông chú nghiêm túc đọc lại những gì mình đã ghi chép từ sau ngày hồi sinh. Tất cả đều được ông chú ghi lại một cách tỉ mỉ và rõ ràng. Sau đó cầm bút viết vào cuốn sổ ngày hôm nay làm lại từ đầu. Khi ông chú đi trong thang máy đi đến gặp Giang Chun thì ký ức lại hiện ra cảnh ông chú đến vay tiền. Sau đó nhân viên nói với Huyên treo rằng ông chú cùng họ với mình. Về văn phòng, Huyên treo lập tức tiến hành điều tra nội bộ và phát hiện ra rằng số tiền của tài khoản không phải là một khoản vay mà là chuyển khoản. Sau đó Huyên treo gọi cho chi nhánh cho vay biết được người được cho vay đang nghỉ phép. Sau đó Huyên treo biết được người chịu trách nhiệm về hệ thống điện toán ngân hàng chính là Giang Chun. Lúc này Giang Chun đang xử lý bàn tay bị bỏng. Hắn cũng nhớ lại lúc đó hắn còn gọi điện thoại cho Ki-cheol bảo hắn ta ngăn ông chú lại. Không nghĩ tới lại gặp Huyên-cheol đang đứng chờ mình. Huyên-cheol đã nói ra tất cả các loại tội lỗi của ông ta. Giang Chun vội vàng quỳ xuống cầu xin Huyên-cheol cho ông ta một cơ hội, nhưng biểu cảm của Huyên-cheol vô cùng lạnh lùng, quyết không bỏ qua loại người gian lận làm giả này. Ông chú đi đến phòng làm việc của Giang Chun, vừa ngồi xuống ghế vừa nói hắn là tiểu nhân đê tiện. Mà Giang Chun còn giả vờ không hiểu, ông chú liền nói ID số hiệu của Giang Chun ở hệ thống điện toán khiến hắn ta bắt đầu cảm thấy bất an.
Ông chú hỏi ông ta có muốn quỳ xuống lần nữa không? Giang Chu nói ông hãy công khai đi, một khi công khai thì niềm tin của ngân hàng sẽ rơi xuống vực. Nhưng ông chú không sợ điều này mà nói rằng có giấu thế nào cũng sẽ lộ ra, chỉ lộ vết sẹo thì mới có thể đón nắng. Ông chú nói Giang Chun căn bản không phải là đối thủ của mình. Sau đó, ông nói rằng Giang Chun đã phá hủy hai gia đình và giết Ki Cheol. Giang Chun cười lạnh một chút hỏi ông chú có chứng cứ không? Ông chú bảo hắn suy nghĩ kỹ một chút rồi nói mình chính là chứng cứ. Lúc này Giang Chun biết mình đã thua triệt để. Ông chú khuyên hắn vẫn nên tự thú đi sau đó tiêu sái xoay người rời đi. Giang Chun lập tức gọi điện thoại cho người làm hộ chiếu giả nói rằng mình cần gấp. Ông chú nhận được điện thoại của cảnh sát hong nói cô tình nhân đã thú nhận mọi thứ, cũng đã nộp đơn xin lệnh bắt giữ Giang Chun. Ông chú bày tỏ lòng biết ơn đối với cảnh sát hong. Sau đó Hye-jin đã nhận được điện thoại của ông chú. Ông chú nói chúng ta sẽ đi du lịch. Hye-jin cảm thấy rất vui liền bắt đầu chọn váy đẹp. Để giảm tiêu cực cho ngân hàng, ông chú đã đưa ra một quyết định đó là tiếp nhận phỏng vấn truyền hình và chủ động nói ra tình hình cho vay giả mạo của người trong cuộc ngân hàng. Cuối cùng là chân thành xin lỗi khách hàng của ngân hàng và hứa sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa. Sau khi tin tức của ông được phát sóng đã nhận được sự quan tâm rất lớn của xã hội. Các đồng nghiệp đều khen ngợi quyết định của ông chú, không chỉ làm giảm nguy hại cho ngân hàng thay vào đó nó làm tăng niềm tin tới khách hàng gửi tiền ở ngân hàng. Sau đó, một phụ nữ tóc ngắn tên là Huy Su đến văn phòng của ông chú, cô nhiệt tình đưa tay giới thiệu mình với ông chú. Nhưng ông chú căn bản không hồi đáp, cô ta lại tiếp tục thao thao bất tuyệt. Ông chú đã sớm biết cô là cháu gái của tân chủ tịch mới liền không nể nang mà nói mình không cần loại nhân viên như cô. Cô ta vô cùng khó hiểu thì ông chú bảo cô nhanh chóng đi ra ngoài, đợi ông làm xong việc sẽ bắt đầu dọn dẹp ô dù ở ngân hàng. Lúc này ông chú đã là một người hoàn toàn mới. Sau đó ông nhận được tin nhắn ngọt ngào từ Hye-jin, ông chú vội vàng trả lời điện thoại. Hye-jin nói cô đã chuẩn bị xong quần áo cho ông vào ngày mai. Ông chú hỏi cô ngày mai muốn làm gì, Hye-jin nói muốn ăn cá lát và đi dạo bờ biển buổi đêm nhưng chủ yếu vẫn là thích ở bên ông thì làm bất cứ điều gì đều không quan trọng. Hai người cứ như vậy ước định, ông chú vừa cúp điện thoại liền nhận được điện thoại của Jeon-ha. Jeon-ha nói Jisoo hiện tại rất buồn bảo ông đi an ủi Jisoo. Rất nhanh Jisoo đã nhận được tin nhắn của ông chú. Trong tin nhắn ông nói rằng ông sẽ làm ông bố tốt hơn cho đến khi Jisoo có thể hiểu cho ông và nói rằng ông yêu con gái của mình. Cuối cùng còn thêm một cái biểu tượng độc quyền. Jisoo lập tức rời khỏi tiệm net. Mao cảm thấy tất cả mọi thứ đã quá muộn, thật khó để thay đổi số phận của hai gia đình họ. Ngày hôm sau ông chú tới đón Hye-jin ra ngoài nghỉ phép, tâm trạng của hai người vô cùng vui vẻ. Ông chú còn giúp xách túi và mở cửa xe cho Hye-jin. Mà lúc này ở phía xa Giang Chun đang theo dõi hai người. Sau khi đến nơi Hye-jin và ông chú bắt đầu khoác tay nhau đi dạo. Họ không nghĩ đến Giang Chun cũng đi theo đến đây. Hắn ta mang theo súng đi ra hướng bờ biển. Lúc Giang Chun đang giơ súng bắn về phía ông chú, may mắn thần chết kịp thời xuất hiện dừng viên đạn giữa không trung. Khi viên đạn rơi xuống đất cả người Giang Chun đều choáng váng. Nhưng hắn còn chưa từ bỏ ý định không ngừng bắn về phía ông chú. Nhưng thần chết ngăn cản toàn bộ những viên đạn đó. Giang Chun thấy tình thế không ổn nên vội vàng chạy trốn. Ông chú nói rằng ông sẽ bắt giữ Giang Chun. Hye-jin bảo ông không được đi, nhưng ông chú làm sao có thể buông tha cho hắn. Ông nói Hye-jin ở đây chờ mình quay lại. Nhìn bóng lưng ông chú bỏ chạy, Hye-jin rất lo lắng. Nhận được tin tức, cảnh sát Hong cũng đang toàn lực truy bắt Giang Chun. Ông chú lái xe theo sát Giang Chun, truy đuổi cùng cảnh sát Hong qua điện thoại. Rất nhanh Giang Chun đã bị bọn họ dừng được xe lại. Khi ông chú trở về bên Hye-jin, Hye-jin lập tức chạy tới ôm ông chú. Sự lo lắng của cô cuối cùng cũng có thể được buông bỏ. Họ đến bãi biển để chụp ảnh tự sướng. Nhìn hai người trước ống kính có lẽ đây là một cặp đôi hạnh phúc. Trên đường về nhà vừa lái xe hai người còn ngọt ngào nắm tay nhau. Buổi tối Jisoo chạy đến phòng Jeon-ha nói kiếp sau vẫn sẽ làm con của Jeon-ha. Sau đó hỏi mẹ có hối hận vì đã để bố rời đi không. Jeon-ha nói chuyện cô hối hận là không ngăn cản ông chú đến ngân hàng. Nếu cô ngăn ông lại sẽ không xảy ra tai họa xe hơi. Ngày hôm sau Jeon-ha làm việc chăm chỉ hơn để thực hiện ước mơ làm vua bảo hiểm của mình. Nhưng khi đi gặp khách hàng cô vẫn bị cự tuyệt. Đi gặp khách hàng cả ngày mà Jeon-ha vẫn không thu hoạch được gì. Khi Jeon-ha đến công viên nghỉ ngơi thần chết lại xuất hiện bên cạnh cô. Jeon-ha nói mình không gọi cho anh. Thần chết nói rằng anh ta sẽ rời khỏi đây. Sau này không có anh ở bên cạnh cô phải sống thật tốt. Jeon-ha hỏi anh đi đâu. Thần chết nói phải đi một nơi rất xa. Sau đó thần chết hỏi nguyện vọng của cô là gì sao. Jeon-ha nói rằng cô muốn trở thành vua bảo hiểm. Khi Jeon-ha tạm biệt thần chết, linh hồn của đầu bếp cũng đã hoàn toàn trở thành chủ tịch ngân hàng. Rất nhanh liền lãnh đạo chi nhánh đứng thứ nhất. Phía bên kia Giang Chun vẫn sống chết không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, còn cứng miệng nói cảnh sát không có chứng cứ. Cảnh sát hỏi anh ta có 9 tỷ trong tài khoản của hắn ta đã được chuyển đi đâu. Làm thế nào số dư lại là không? Giang Chun vội vàng thông qua máy tính để xem tài khoản, hoảng hốt hỏi tiền của tôi đâu. Phía bên kia khi nhân viên mở két sắt tiền liền la hét chạy ra ngoài sau đó đưa các đồng nghiệp của mình trở lại. Hóa ra là trong kho bạc có rất nhiều tiền. Mà ông chú giúp đỡ vị doanh nhân kia không chỉ vượt qua khó khăn còn phát triển vượt bậc liền gọi điện cảm ơn ông. Jisoo cầm điện thoại di động mà ông chú đã dùng trước kia tới hỏi ông có sử dụng đến nó nữa không. Bởi vì cô muốn ông chú trên cơ thể xa lạ này quay trở về giống với người bố của mình. Nhưng ông chú lại trả lại điện thoại cho cô nói rằng mình không thể trở lại trước đây cũng không còn là đầu bếp Huynh Treo nữa mà là giám đốc ngân hoàng. Ông vẫn là bố của Jisoo nhưng không thể quay lại như cô mong muốn cũng không thể trở về cuộc sống trong quá khứ. Jisoo nói ba thật sự rất tệ sau đó tức giận chạy đi. Thần chết ở phía bên kia đang chuẩn bị rời khỏi nhân gian trong lòng hắn một lần nữa xin lỗi Jeon-ha.
sau đó làm phép cho John Ha sau đó rời đi. John Ha trải qua nỗ lực không ngừng cũng được thần chết giúp đỡ, cuối cùng đã trở thành vua bảo hiểm của công ty. Tối hôm đó ông chú đến nhà John Ha ăn cơm, ông đề nghị mua cho họ một ngôi nhà khác nhưng cả cha và John Ha đều nói không cần. Nhưng Jisoo nói đồng ý và nói rằng bố muốn bù đắp cho họ bằng tiền, vì vậy hãy chấp nhận nó, nếu từ chối thì bố sẽ cảm thấy khó chịu. Ngày hôm sau Jisoo và Kang Ho xảy ra tranh cãi, Kang Ho nói ông chú là thân thể của bố cậu cho nên nghiêm túc mà nói đó là bố cậu. Mà Jisoo lại không nhận như vậy, nói rằng linh hồn là quan trọng nhất, cơ thể là một cái xác. Kang Ho lại nói nếu không có thân thể của bố tôi làm thế nào bố của bạn có thể tồn tại. Sau đó hai người lao vào đánh nhau. Kết quả là cả hai đã đến đồn công an. Haejin lập tức chạy tới, sau đó cô bảo Kang Ho về nhà trước. Haejin muốn cùng Jisoo nói chuyện. Jisoo đầu tiên là xin lỗi Haejin, sau đó cô nói rằng mình đã trải qua nỗi đau mất bố mình. Sau đó ông chú chạy về nhà làm cho họ tin rằng ông là bó. Nhưng bây giờ lại phải rời khỏi ông chú. Jisoo khóc lóc nói cô rất ghét bố mình. Nói rằng đây không phải là một vấn đề mà một đứa con gái có thể hiểu được, nhưng người lớn đều hy vọng cô có thể hiểu. Tất cả những gì cô có thể làm là ghét bố mình. Haejin vừa muốn nói với cô, Jisoo lập tức chào và vội vàng rời đi. John Ha ở trước cửa nhà chờ Jisoo trở về nhà và hỏi cô tại sao phải đến đồn cảnh sát. Jisoo nói không có gì cả, còn bảo John Ha sau này đừng ngồi ở chỗ này chờ người nhìn là rất phiền. John Ha nói Jisoo biến thành như vậy cô rất đau lòng. Sau khi về nhà, John Ha lại vào phòng Jisoo xin lỗi. Jisoo nói mẹ không sai, sau đó hai người ôm nhau khóc. Ngày hôm sau, John Ha và Jisoo trò chuyện về thần chết. John Ha nói rằng thần chết đã cứu cả ông nội và Jisoo, ngay cả điện thoại của ông chú cũng được anh ta sửa chữa. Jisoo vội vàng đưa phác họa của thần chết hỏi mẹ có phải là anh ta không. John Ha nói không sai, chính là người này. Jisoo vội vàng bảo John Ha gọi điện thoại cho hắn. John Ha nói điện thoại di động của anh ta đã không liên lạc được. Jisoo nói tại sao mẹ không nói với cô sớm hơn. John Ha nói thần chết còn bảo bà ước nguyện, sau đó nói đùa sớm biết thật sự sẽ hiện thực sẽ ước kiếm được anh nào đẹp trai. Ông chú đến trường tìm được Jisoo nói rằng ngày mai có phải cô đi ngoại khóa, ông sẽ chuẩn bị kim bác cho cô. Nhưng Jisoo nói cô muốn hỏi mẹ. Ông chú còn đặc biệt mua váy mới cho Jisoo. Khi về đến nhà, Jisoo lấy chiếc váy mà ông chú mua nói rằng đúng là kiểu cũ, quê quá. Sau khi đo kích thước trên cơ thể, vẫn lộ ra nụ cười ngọt ngào. Haejin đang nấu ăn đột nhiên nhận được điện tử ông chú. Ông chú hỏi cô có cần mua gì không. Haejin mở tủ lạnh và liệt kê một số thứ. Ông chú liền xuất phát đi siêu thị, trùng hợp gặp John Ha. John Ha bảo ông sau này không nên làm kim bác cho Jisoo nữa. Ông chú không nói gì, sau đó bày tỏ muốn đưa John Ha về nhà. Nhưng chiếc xe của ông chú đã bị chặn bởi một chiếc xe tải, vì vậy ông gọi điện thoại cho người di chuyển xe. Thật lâu sau mới đợi được xe phía sau rời đi. Lúc này ông chú mới lái xe ra. John Ha đứng chờ ông thì vô tình bị người ta đúng trúng khiến cô đánh rơi đồ vật trong tay. John Ha vội vàng chạy nhặt hoa quả dưới đất lên. Ngay sau đó, một ánh đèn xe chiếu sáng khắp cơ thể của cô. Một cảnh đau lòng đã xảy ra. Khi ông chú trở lại phát hiện phía trước có rất nhiều người. Khi ông nhìn thấy John Ha ngã xuống đất bất tỉnh, cả người ông chú trong nháy mắt như mất hồn. Ông vội vã đưa John Ha đến bệnh viện. Jisoo chạy tới bệnh viện tức giận đuổi ông rời đi. Bất chấp những nỗ lực của các bác sĩ, John Ha vẫn rời khỏi nhân thế. Sau đó, bác sĩ tuyên bố John Ha đã chết. Thần chết cảm nhận được cái chết của John Ha, anh khóc nức nở. Bởi vì sai lầm của anh mà phá hủy hạnh phúc của John Ha, hiện tại ngoài ý muốn cô đã qua đời. Jisoo đau khổ khóc lóc không ngừng gọi mẹ. Ông chú cũng thẫn thờ rơi những giọt nước mắt hối hận. Ông bắt đầu tự trách bản thân mình. Nếu lúc đó ông không cố ý muốn đưa John Ha về nhà mà là để cho cô tự đi về thì điều đó sẽ không xảy ra. Nếu như lúc trước linh hồn của mình không có bị nhầm lẫn, John Ha cũng sẽ không chết. Đúng lúc này ông chú chậm rãi ngẩng đầu lên. John Ha bất ngờ qua đời làm cho thần chết không thể không trở về nhân gian một lần nữa. Sau đó, thần chết nói chuyện với ông chú. Ông chú đã đưa ra một quyết định quan trọng. Khi về nhà ông chú ghi lại những điều quan trọng trong sổ tay, sau đó trở về phòng nằm bên cạnh Haejin. Haejin nhận thấy sự khác thường của ông hỏi ông chú tại sao lại nhìn cô như thế. Ông chú nói mình có một câu nhất định phải nói với cô. Ông cũng không biết tình cảm của mình với Haejin là của giám đốc ngân hàng hay đầu bếp nữa, nhưng ông chú khẳng định chính là ông yêu Haejin. Haejin nói cô cũng có chuyện muốn nói với ông nhưng bây giờ cô không thể nói bởi vì Haejin cảm giác được ông chú muốn rời đi. Sau đó ông chú đến gần Haejin dành cho cô một nụ hôn duy nhất trong bộ phim, sau đó ôm chặt lấy Haejin. Thần chết ở phía bên kia đang sử dụng siêu năng lực quay ngược thời gian, tất cả mọi chuyện đều quay ngược trở lại đến trước ngày xảy ra tai nạn của họ. Giám đốc ngân hàng vẫn là người chồng nghiêm khắc lạnh lùng mà Haejin cũng đang định ly hôn với anh. Ông chú cũng đang bận rộn nấu đồ ăn Trung Quốc. Tất cả mọi thứ đã trở lại như ban đầu. John Ha đang thu dọn đồ bát đũa, ông chú vội vã ra khỏi nhà bếp. Đúng lúc này Haejin đi tới nơi này, đã 3 giờ chiều. Haejin sợ ảnh hưởng đến giờ nghỉ của họ nhưng ông chú nói không có vấn đề gì. Haejin hỏi nơi này có gì ngon, ông chú nói tất cả các món ăn của chúng tôi ở đây đều ngon. Huyên Treo ở phía bên kia đang giáo dục nhân viên về nghiệp vụ. Khi nhân viên đi ra ngoài, phó giám đốc Ha đến hỏi nhân viên bị chỉ trích thế nào. Huyên Treo không chỉ trích anh ta mà kể câu chuyện cười nhưng không thể cười nổi. Ông chú ở bên kia lại thể hiện sự ngọt ngào với vợ. Huyên Treo nhận được điện thoại của chủ tịch Kim nói là hôm nay hẹn chủ tịch Lý của tập đoàn 5 sao gặp mặt. Vừa cúp điện thoại, trong đầu anh đột hiện lên một loạt hình ảnh trước khi thời gian quay ngược. Sau đó anh gặp cô tình nhân trong công ty, cô ta vội kéo anh ép vào tường nhưng lại bị Huyên Treo đẩy ra. Cô tình nhân cảm thấy rất khó hiểu.
Huynh Treo ở trong xe lại lóe lên hình ảnh xảy ra tai nạn xe hơi, sau đó lại nhận được điện thoại của chủ tịch Kim. Lần này anh ta từ chối cuộc hẹn và nói rằng nó sẽ không đồng ý phê duyệt các khoản vay của tập đoàn 5 sao. Chủ tịch Kim bị từ chối có vẻ rất bất ngờ. Cô tình nhân chuẩn bị rượu vang chờ đợi Huynh Treo nhưng anh không đến mà trở về nhà mình. Huynh Treo nhìn thấy một món quà sinh nhật trên bàn, anh lấy cuốn sách bên trong ra, quyển sách này biến thành quà tặng sinh nhật của Kang Ho. Hye-jin trở về chuẩn bị bữa tối cho Huynh Treo, anh đột nhiên gọi cô lại và nói hãy ăn tối cùng nhau. Huynh Treo hỏi Hye-jin nhất định phải đi siêu thị làm việc sao, Hye-jin nói là đúng vậy, cô muốn kiếm tiền với khả năng của mình. Huynh Treo hỏi cô không phải rất thích nhiếp ảnh sao, hãy đi học lại. Sau đó nói Hye-jin hãy suy nghĩ một chút là muốn kiếm tiền hay là muốn bắt đầu công việc lại từ đầu. Hye-jin cảm thấy rất kỳ quái, người này đã thay đổi như thế nào. Huynh Treo thế nhưng còn biết trong canh rong biển có thành phần gì, điều này làm cho Hye-jin càng thêm nghi hoặc. Ông chú cũng trở về nhà, gia đình ông cũng mừng sinh nhật ông rất vui vẻ. Khi Huynh Treo đang ngủ liền mơ thấy những kỷ niệm trước khi thời gian quay ngược, sau đó giật mình tỉnh lại. Huynh Treo thức dậy và đi đến phòng sách là lấy cuốn sổ tay ra, Huynh Treo đã đọc được những gì đã diễn ra trong tương lai từ cuốn sổ của mình. Sáng hôm sau khi chọn kẹp cà vạt, Huynh Treo đột nhiên có dự cảm không tốt, vì thế không đeo cà vạt của cô tình nhân đi làm nữa. Khi chuẩn bị lên xe đi làm, trong đầu Huynh Treo lại hiện lên ký ức về tai nạn xe cộ, vì vậy ông đã không chọn lái xe đi làm nữa. Ông chú đến ngân hàng để xin vay tiền. Sau khi truy vấn, hệ thống nhân viên cho ông chú biết đã vay tiền rồi nhưng ông chú khẳng định mình cũng chưa từng vay tiền. Sau đó ông chú vội vàng gọi điện hỏi ông chủ chức liệu nhà hàng Trung Quốc đã vay ngân hàng trước đó chưa. Đúng lúc này Huynh Treo đi ra và nhìn thấy ghi chép khoản vay của ông chú và được nhân viên giải thích tình hình sau đó. Huynh Treo lập tức gọi điện thoại để điều tra, phát hiện đây là khoản vay của nhân viên xin nghỉ phép. Khi nói chuyện, Huynh Treo lại lóe lên ký ức trước khi thời gian quay ngược lại, lần này anh ta thật sự bị khiếp sợ. Sau đó Huynh Treo nói rằng anh sẽ điều tra danh sách các khoản vay của ông chú. Huynh Treo gọi một cuộc điện thoại rất nhanh liền tra được là Giang Chun đứng đằng sau. Ông chú trở về nhà hàng Trung Quốc nói với John Ha cửa hàng chúng ta có khoản vay ở ngân hàng. John Ha nói nhất định là nhầm rồi. Ông chú nói sẽ đến viện giám định để hỏi lại rồi vội vã rời đi. Đúng lúc này John Ha nhận được điện thoại của Huynh Treo, sau đó vội vàng xông ra ngăn cản ông chú. John Ha nói với ông chú Huynh Treo bảo chú đến ngân hàng tìm anh. Huynh Treo đang chờ ông chú trong văn phòng, trong đầu lóe lên càng nhiều ký ức xảy ra. Những ký ức này chứa đựng những kỷ niệm của hai người. Điều đó có nghĩa là Huynh Treo sau khi quay ngược thời gian đang chậm rãi khôi phục trí nhớ của hai người. Đúng lúc này ông chú đã đến văn phòng, Huynh Treo nhìn ông, anh có loại cảm giác giống như đã từng quen biết nhưng lại không giải thích được mọi chuyện. Sau đó Huynh Treo nói với ông chú rằng khoản vay của ông là giả mạo, anh xin lỗi ông và sẽ tiến hành cho ông vay tiền. Ông chú cười nói lần đầu tiên nhìn thấy một người cùng tên với mình. Khi ông chú trở về nhà hàng liền kể cho vợ mọi chuyện. Huynh Treo có những ký ức trước khi quay ngược thời gian ngay lập tức đến đồn cảnh sát để tìm cảnh sát Hong. Vẻ mặt cảnh sát Hong không giải thích được, Huynh Treo bảo anh nhanh chóng bắt Ki Treo, còn đưa biển số xe của mình và ông chú cho cảnh sát Hong. Anh nói rằng Ki Treo sẽ phá hủy hai chiếc xe ngày hôm nay. Cảnh sát Hong nhìn tin tức mà Huynh Treo cung cấp liền quyết định tin những gì anh ta nói. Huynh Treo sau khi báo án xong vội vàng gọi điện thoại cho ông chú dặn dò ông không được lái xe ngày hôm nay. Ông chú không rõ lý do nhưng vẫn đồng ý với anh. Huynh Treo đến viện kiểm sát thấy sự lãnh đạo của viện giám định báo cáo gian lận của cô tình nhân và Giang Chun, còn chủ tịch Kim đã vi phạm các khoản vay với tập đoàn 5 sao. Sau đó anh lấy bằng chứng ra, mau tìm thấy thần chết một lần nữa nói với anh xem ra cấp trên đã cho thần chết một món quà lớn, đó là can thiệp sâu sắc vào cuộc sống con người. Thần chết nói để cho thời gian quay ngược là sự lựa chọn của ông chú. Mau hỏi anh ta rốt cuộc là ông chú nào. Thần chết nói là ông chú có ký ức của hai Huynh Treo, còn nói ông chú biết rõ thời gian quay ngược sẽ bị chết nhưng vẫn lựa chọn điều này. Mau hỏi khi tai nạn xe hơi xảy ra tại sao không chọn thời gian đảo ngược. Thần chết nói nếu lúc đó ngược lại Huynh Treo vẫn sẽ chết và sẽ không sống lại, còn nói là ông chú sáng tạo ra kỳ tích cho nên thần chết cho ông một món quà lớn. Mau hỏi quà lớn gì. Thần chết nói mặc dù đã cho thời gian quay ngược lại nhưng vẫn giữ lại ký ức. Mau nghe xong cũng cảm thấy rất cao hứng. Thần chết còn bày tỏ John Ha cũng sẽ gặt hái được hạnh phúc. Huynh Treo hôm nay rảnh rỗi liền đi đến quán ăn Trung Quốc đó với nhiều cảm xúc đan xen, chứng kiến một màn cả nhà ông chú vui vẻ chụp ảnh tự sướng. Khi Huynh Treo về nhà vào buổi tối, Hye-jin đã chuẩn bị xong bữa tối. Huynh Treo nói với Hye-jin rằng anh ta đói. Hye-jin vẫn tràn ngập nghi vấn nhìn anh bởi vì cách nói chuyện và thái độ của anh đã thay đổi. Và sau khi thời gian quay ngược lại chỉ có Huynh Treo có được ký ức trước đó. Khi ăn tối, Huynh Treo đột nhiên hỏi Hye-jin đã ăn chưa. Hye-jin đầu tiên dừng bước, sau đó xoay người nhìn về phía anh. Huynh Treo bảo cô không cần dọn dẹp, ngồi xuống ăn tối với nhau trước. Huynh Treo hỏi Kang Ho gần đây có phải đang tìm kiếm kho báu hay không. Kang Ho kinh ngạc hỏi bố làm sao biết được. Lần này Huynh Treo không dạy dỗ cậu, ngược lại để cho cậu tự do đi tìm kiếm, tìm được để cho anh cũng xem. Hye-jin nghi hoặc nhìn Huynh Treo. Tiếp theo Huynh Treo lại nói với con gái học tập không cần phải giành vị trí đầu tiên, anh không muốn nhìn thấy con gái vì không giành được vị trí thứ nhất mà đau lòng. Hãy ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất. Cô con gái cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn gật đầu. Khi dọn dẹp, Huynh Treo liền nói Hye-jin ra nghỉ ngơi để anh là cho. Hye-jin không chịu được liền hỏi anh làm sao vậy. Huynh Treo không nói gì chỉ rủ Hye-jin cùng đi dạo. Khi đi dạo, Huynh Treo nói lời xin lỗi với Hye-jin và nói cô hãy cho anh một cơ hội. Hye-jin vội vàng đi trước, Huynh Treo đuổi theo cầm tay cô nhưng Hye-jin lại vội gạt ra, cứ vậy một màn như hai người yêu dỗi nhau vậy. Khi chuẩn bị đi ngủ, Huynh Treo đột nhiên nói chúng ta đi du lịch đi. Hye-jin nhìn hắn rồi nói để mình suy nghĩ, sau đó thay đổi tư thế ngủ thành nằm nghiêng.
Sáng hôm sau, Hinchell vừa uống nước ép vừa nhìn Hezin. Hezin nhìn thấy dáng vẻ bất thường này của anh liền vội vã chạy ra khỏi phòng khách, trong lòng tự hỏi có phải chồng mình có vấn đề gì không. Mà bây giờ trong công việc, Hinchell cũng không còn nghiêm khắc như trước nữa. Ngoài giáo huấn nhân viên, anh còn khích lệ mọi người cố lên. Ở trường, Kang Ho cùng Jisoo không cẩn thận đụng phải nhau. Hai người vẫn như trước đây nhìn nhau không vừa mắt. Cảnh sát Hong thông qua tin tức do Hinchell cung cấp nhanh chóng bắt được Kichell. Mà đám người Giang Chun và cô tình nhân cũng bị bắt. Hinchell đi tới cửa nhà ông chú, anh nhìn ngôi nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong lòng cảm xúc rối bời đan xen. Đang lúc Hinchell muốn rời đi, không ngờ John Ha mở cửa đi ra. Khi biết anh là giám đốc ngân hàng, John Ha liền tặng cho anh một món quà cảm ơn anh vì đã cho vợ chồng họ vay tiền. Khi Hinchell mở quà ra, đó là cái áo phông màu cam giống với món quà sinh nhật trước đây John Ha tặng chồng cô. Đúng lúc này, Hezin gọi điện đến hỏi anh chuyện đi du lịch. Hinchell nói đi đến đảo Nami mà cô thích. Hezin lại một lần nữa bất ngờ vì cô chưa từng nói điều đó với anh. Cuối phim, Hinchell bước đi trên cánh đồng cỏ xanh, anh ngước lên nhìn trời và cảm ơn kỳ tích mà ngài đã cho anh, tự hứa rằng sẽ sống tốt trong quãng đời còn lại. Bộ phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi được nhiều bộ phim hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.